kinh khủng kia sức giật phảng phất khiến khổng lồ hắc sắc cự thú đều sau dừng một chút, sau đó giống giận vậy xông ra, thẳng tắp đánh về phía Trần Phi chỗ ở taxi xe. Xoẹt phập. Làm taxi trước xe tua bị đánh trúng trong nháy mắt, nguyên bản đang cùng Trần Phi trò chuyện lửa nóng taxi xe tài xế sửng sốt, trong đầu phảng phất trong nháy mắt vô ích trắng nhợt, sau đó ngay tức khắc cả chiếc xe giống như là hoàn toàn mất khống chế vậy, hỏa hoa văng khắp nơi, bị đánh lén đạn đánh bại bên phải trước tua mãnh liệt cùng mặt đất ma sát, phát chói tai tiếng ngựa hí. Mẹ, có người muốn giết ta. Trần Phi gặp trạng huống này nhất thời sắc mặt kinh biến, sau đó mạnh mẽ ổn định trọng tâm sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Lúc này taxi trên xe cũng chỉ có hắn và tài xế hai người, tổng sẽ không tài xế kia là một vị quen khiêm tốn đại nhân vật đi. Vì vậy dùng đầu ngón chân muốn, đều biết đối phương là hướng về phía bản thân tới, hơn nữa, đây là ôm ý giết người. Oanh! Tự sau đó một khắc, động cơ gào thét giống dường như hắc sắc cự thú vậy cải trang hãn mã hung hăng đụng phải taxi xe bên cạnh, lực lượng khổng lồ nhất thời đem taxi xe ném đi lên, liên tục ở lối đi bộ lộn vài lần. Ô yên nổi lên bốn phía, tia lửa văng gắp nơi, sau đó phá vỡ ven đường rào chắn ngã, nặng nề rơi xuống ven đường khảm bên trong. Hơn nữa không chỉ có như vậy, như là ngồi lăn lộn xe đã trải qua mấy 360 độ xoay tròn Trần Phi, lúc này chính nhìn chằm chằm taxi xe bị đánh bay trước, từ ngoài của sổ xe ném vào một quả quả đấm lớn nhỏ hắc sắc vật thể, chợt thân thể tê dại lên, cả người lông tơ dựng đứng. Lựu đạn. Môi hắn hơi khô. Khàn giọng nỉ non một tiếng, thật không nghĩ tới có người để giết hắn cư nhiên thỉnh động như vậy sát thủ chuyên nghiệp. Ngắm bắn taxi bánh xe thai, sau đó lái xe ở đem đụng ngã lăn, và lại vẫn còn cái này trong điện quang hỏa thạch còn có thể đều đâu vào đấy ném tiến đến một quả đã bị mở ra lựu đạn. Sau lưng của hắn có chút phát lạnh, đồng thời đôi mắt cũng hiện ra lau một cái hừng hực lửa giận. Xin lỗi, xin lỗi. Trần Phi nhìn thoáng qua lúc này đã hoàn toàn hôn mê. Nửa người dưới vững vàng bị đập chết ở bên phải vặn vẹo chỗ tài xế ngồi tài xế, trên mặt hiện ra lau một cái áy náy, sau đó không chút do dự ôm đồm ở trên cửa xe đem xé rách, cả người từ taxi bên trong xe lăn ra ngoài, kỳ mặt ngoài thân thể cũng cấp tốc nhiều hơn lau một cái nhợt nhạt bạch sắc màn sáng. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh nổ vang, cự ly taxi xe quá gần Trần Phi chỉ cảm thấy có một cổ áp lực kinh khủng đè ép mà đến. Những màng nhĩ của hắn trong nháy mắt đều một loại sắp bạo liệt ảo giác. Bất quá, kinh khủng này sóng xung kích cũng liền chỉ là một cái chớp mắt, làm Trần Phi quỳ dạp trên mặt đất lại mở mắt thời gian, trước mắt taxi xe hài cốt bất ngờ biến thành một đoàn hỏa đoàn, còn có thể mơ hồ thấy chỗ tài xế ngồi vị kia tài xế vỡ vụn thân thể, thê thảm đến cực điểm. Đáng chết! Trần Phi sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, dưới chân một tảng đá lớn bị hắn mạnh đạp trực tiếp thành bột phấn. Tự chỉ là bởi vì những tên kia mục tiêu là bản thân, vị kia taxi xe tài xế tự tao thụ vô vọng tai, vứt bỏ tính mệnh, điều này làm cho nội tâm hắn không gì sánh được tự trách, không gì sánh được nổi giận. Tốt, thực sự tốt, xem ra các ngươi là thật nghĩ ta Trần Phi dễ khi dễ đúng không? Vẻ mặt của hắn chợt lãnh khốc tới cực điểm, khàn giọng nỉ non lời của hiện ra lau một cái sát ý. Bất kể là ai, ngày hôm nay việc này không để yên. Ta Trần Phi tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Rất hiển nhiên, lấy thân phận của hắn ngược lại cũng không đến mức bị một khoản chừng trăm vạn xe hù dọa. Hắn tức giận tự nhiên là Trần Phi trước vẫn heo ăn con cọp, một bước không cho hắn mất mặt vứt xuống nhà, lại tiếp tục lưu lại đi chỗ đó tự thật là một chê cười. Này tới giết hắn người có thể rất tự tin, cho rằng không có người có thể từ lựu đạn chính diện bạo tạc trong còn sống, cho nên khi bọn họ chế tạo ra trận này ngoài ý muốn sau. Liền vặn vẹo cuồng thiếu lái cải trang hãn mã dường như giống giận giống vậy hắc sắc cự thú nghênh ngang mà đi. Bọn họ, không, hắn là sát thủ nhà nghề, vì vậy loại sự tình này đối với hắn mà nói như cơm thường, đã không cách nào tái dẫn khởi hắn bao nhiêu tâm tình ba động, có thể, duy nhất có thể làm hắn chết lặng, lãnh huyết thần kinh như vậy vặn vẹo vậy hưng phấn, sợ rằng cũng chỉ có 30 triệu, cộng thêm bản thân thân thủ đạo diễn cái này vừa ra có thể nói nghệ thuật sách giáo khoa vậy giết chóc. Cảm giác thành tựu. Không sai, chính là cái này có thể nói thay đổi tai hãy cảm giác thành tựu, nhượng hắn huyết mạch bành trướng, hưng phấn tới cực điểm. Này, nhớ ký ước định của chúng ta lúc trước đi. Gào thét ở hương cảng sân bay đường hắc sắc cự thú nội, cầm trong tay súng ngắm, được xưng là Saka nam tử tà dị vậy cười cười, một bên nhẹ vỗ về trong tay mình bảo bối, một bên xuất ra một cái tương tự với bộ đàm gì đó, nhẹ giọng nói.
Yên tâm đi, tiền đã đến ngươi Trương Mục. Từ bộ đàm nội vang lên một đạo như không tình cảm chút nào thanh âm, khàn giọng nói. Thật đúng là sảng khoái, không hổ là ta Hắc Sa thích đại chủ cố, tạm biệt. Hắc Sa nghe vậy khóe miệng hiện ra lau một cái vặn vẹo dáng tươi cười, trực tiếp chặt đứt thư từ qua lại, hắc sắc hãn mã cự thú tiêu thất ở đường cái đầu cùng. Rồi hãy nói vừa đã trải qua một lần khủng bố tập kích Trần Phi, chính mặt không thay đổi nằm ngồi ở taxi xe phế tích hải cốt cách đó không xa. Chỉ thấy Kỳ nhìn một chút vừa bị tiện tay vứt điện thoại di động mảnh nhỏ, lại sâu đậm nhìn taxi xe phế tích trong hắc sắc vật thể liếc mắt, đôi mắt hiện ra lau một cái áy náy, ngay sau đó lại hiện lên một đạo làm cho tinh mang, chợt đứng dậy rời đi. Bên đầu điện thoại kia, Đồng Văn Thành lúc đầu đang ở chính phủ thành phố phòng hội nghị, cùng châu thị lãnh đạo gánh hát mở một hồi hội nghị trọng yếu. Làm điện thoại của hắn tiếng chuông reo khởi, vừa nhìn điện báo biểu hiện lại là cái không biết dãy số. Hắn ngay tức khắc phản xạ có điều kiện nhíu mày như muốn cắt đứt. Dù sao hắn mặc dù là cùng châu thị một tay, nhưng bây giờ cũng ở hết sức nghiêm túc trường hợp, nếu chỉ là phổ thông điện thoại, hắn như vậy tùy tùy tiện tiện nhận, bao nhiêu còn là có vẻ đúng ở đây người có chút không tuân theo nặng. Thế mà, ngay hắn vừa định cắt đứt cái này không biết điện báo thời gian, khóe mắt dư quang lại ma xui quỷ khiến rơi vào điện báo thuộc sở hữu biểu hiện mặt trên, Hương Cảng. Chẳng lẽ là... Đồng Văn Thành như là đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, lại không cố thượng bản thân lúc này xuất phát từ hạng nghiêm túc trường hợp, nhận nghe điện thoại, hướng về phía bên đầu điện thoại kia thận trọng nói Trần bác sĩ, xin hỏi là ngươi sao? Trời ạ, tuy nói có tư cách ngồi vào cùng châu thị chính phủ thành phố phòng hội nghị họp người, không hề nghi ngờ, tất nhiên đều là chỗ ngồi này tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thành thì có mặt mũi chính khách quan viên, theo lý thuyết phải làm thập phần trầm ổn, gợn sóng không sợ hãi. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy mình người lãnh đạo trực tiếp, đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thành thị cùng châu thị một tay, tỉnh ủy thường ủy 12 đại một trong những cự đầu đồng bí thư, cư nhiên sử dụng như vậy thận trọng giọng nói hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói, nhất thời một đám đầu như là đều kẹt, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Đồng bí thư là nhân vật nào? Tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ cùng châu thị danh phù kỳ thực một tay, tỉnh ủy thường ủy 12 đại một trong những cự đầu. Hơn nữa bài danh vẫn là tương đối đứng ở hàng đầu. Không chỉ có như vậy, có người nói đồng bí thư còn cùng kinh thành vị kia quyền cao chức trọng lão nhân gia có chút sâu xa, vì vậy sĩ đồ của hắn mới có thể thuận lợi như vậy, tuổi còn trẻ cũng đã là thân ở chức vị quan trọng, gần với quyền to, tiền đồ vô lượng. Có thể bọn họ lúc này lại nghe được nói cái gì? Từ đồng bí thư trong miệng bọn họ cư nhiên nghe được thỉnh cái chữ này, hơn nữa giọng nói còn cẩn thận như vậy cẩn thận. Trong sát na, cả thị chính phủ phòng hội nghị an tĩnh quỷ dị tới cực điểm, đều dùng một loại không hiểu ánh mắt kinh úy nhìn đồng bí thư điện thoại di động. Có thể làm được bọn họ hiện ở vị trí này, không một đứa ngốc, đương nhiên cũng không một là ngu xuẩn, tự nhiên minh bạch bên đầu điện thoại kia nhân vật địa vị sợ rằng thiên đại. Chẳng lẽ là kinh thành bên kia? Bất quá họ Trần bác sĩ, tuy rằng bọn họ tựa hồ cũng chưa nghe nói qua nhân vật như thế, chẳng lẽ là Trần gia người? Oanh! Ngươi nói cái gì? Trần bác sĩ ngươi bị người tập kích? Ở đâu? Không có sao chứ? Nhưng vào lúc này, đồng bí thư mạnh vỗ bàn một cái đứng lên, liên trên bàn lật úp bình nước đều không để ý tới, sắc mặt chợt trở nên không gì sánh được buộc chặt, vẻ mặt bốn cái hỏi câu. Khiến ở đây nguyên bản trong lòng run sợ yên lặng nghe người đều ngây ngẩn cả người, vốn là khác thường sắc mặt càng nhiều một vẻ hoảng sợ. Cái gì? Không thể nào! Tập kích! Phải biết rằng đây chính là liên đồng bí thư cùng nói đến nói đều cẩn thận, nghi là kinh thành bên kia đại nhân vật, nhưng đối phương hiện tại lại nói mình đã bị tập kích. Mọi người tại đây nhất thời chán hiện ra lau một cái mồ hôi lạnh, mâu quang đều hơi run một chút một chút. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như thực sự phát sinh thiên đại chuyện. Đồng bí thư không cần khẩn trương như vậy, ta không sao. Làm phiền ngươi đem đồng điện thoại của bà nói cho ta biết đi, có thể nói cho nàng biết cái số này đánh tới. Vừa rồi chỉ lo tự cứu, điện thoại di động phá hủy. Bên đầu điện thoại kia, Trần Phi bình bình đạm đạm mở miệng nói, có thể nghe vào Đồng Văn Thành trong lỗ tai lại giống như vậy mưa xối xả trước bình tĩnh, gần muốn điên cuồng bạo phát, làm hắn nhìn không được ánh mắt hơi run một chút chiến. Trần bác sĩ mời chờ một chút, ta ngay tức khắc nhượng Thục Nhàn dựa theo cú điện thoại này cho ngươi đánh tới. Trần tiên sinh mời chờ. Đồng Văn Thành sắc mặt hốt hoảng cúp, thở một hơi thật dài. Hướng phía ở đây đã sắc mặt không rõ mọi người khàn giọng nói hội nghị trước tạm dừng một chút,
ta có một món khác chuyện rất trọng yếu muốn đi xử lý. Xin lỗi, nói xong, hắn liền sải bước đi ra chánh phủ thành phố phòng hội nghị. Đô, đô, đô. Đi ra chánh phủ thành phố phòng hội nghị đại môn sau, Đồng Văn Thành đẩy ra rồi muội muội mình điện thoại. Thế mà bình thường không quan hệ khẩn trương đô đô điện thoại đợi thanh âm, lúc này lại nếu một thanh đem búa tạ hung hăng đánh ở trái tim của hắn trên, làm hắn phảng phất có loại cảm giác hít thở không thông, sống một ngày bằng một năm, ngón tay thật chặt chộp vào trên điện thoại di động. Ca, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Sốt cục, điện thoại kết nối, từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Đồng Thục Nhàn thoáng thanh âm mệt mỏi. Thục Nhàn, ta không phải là cho ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Trần tiên sinh sao? Đã có thể sau đó một khắc, Đồng Văn Thành khàn giọng sẳng giọng thanh âm từ bên đầu điện thoại kia truyền vào Đồng Thục Nhàn trong lỗ tai, người sau nhất thời lăng lên, mệt mỏi trên mặt hiện ra lau một cái hoảng loạn, kinh ngạc nói ca, không phải là, tiểu hào hắn chỉ là có chút xung động, cũng không có đắc tội trần ý của tiên sinh. Cùng lúc đó, trong lòng hắn không khỏi mọc lên một ủy khuất cùng bất mãn. Ủy khuất chính là mình ca ca đã cực kỳ lâu vô dụng như vậy thanh âm nghiêm nghị chất vấn hắn, bất mãn là hắn cho rằng Trần Phi có đúng hay không quá hẹp hòi, vẻn vẹn cũng chính là hai ba câu bất hòa trình độ, đến mức như vậy đại phí chu trương, chuyên gọi điện thoại tới cao tráng sao. Mụ, làm sao vậy, là cậu điện thoại sao? Nếu không đưa điện thoại cho ta, ta đi cho cậu giải thích một chút đi. Trần Hào An vị ở mẫu thân mình bên người, vừa nghe đến mẫu thân mình như vậy ủy khuất mở miệng, ngay tức khắc trong lòng không gì sánh được tự trách, vội vàng nói. Nếu là hắn sớm biết rằng sự tình sẽ nháo thành như vậy, ngay cả mình quý vi tỉnh lỵ thành thị người đứng đầu cậu, đều tự mình gọi điện thoại đến trách trách mẫu thân của mình, trước hắn khẳng định thành thật sẽ hỏi cái gì đáp cái gì, không bao giờ nữa xung động. Anh vợ gọi điện thoại tới, cũng bởi vì vừa rồi người trẻ tuổi kia. Không đến mức đi, coi như người trẻ tuổi kia là cái gì trung ương lãnh đạo nhi tử, anh vợ cũng không đến mức khẩn trương đến loại trình độ này đi. Gặp cái này trong mắt hắn nguyên bản phổ phổ thông thông sự tình, cư nhiên nháo thành loại này hình dạng, đường đường nội địa một đường thành thị một tay tự mình gọi điện thoại đến chất vấn, Trần Diệu Dương cũng không nhịn được hơi nhíu mày. Hắn là người Hương Cảng, sinh trưởng ở địa phương, vốn là đến có chút khinh bỉ nội địa quá mức rõ ràng quan liêu giai cấp quan niệm, thấy mình anh vợ như vậy, còn tưởng rằng đối phương là cái gì trung ương lãnh đạo nhi tử, địa vị thiên đại ni. Ngươi nói cái gì? Trần tiên sinh mới vừa rồi bị người tập kích, nhưng vào lúc này, Đồng Thục Nhàn chợt mạnh đứng lên, che miệng có chút thất thanh mở miệng nói, khiến Trần Hào còn có Trần Diệu Dương đều ngẩn người. Cái gì, tập kích? Trần Diệu Dương sắc mặt hơi thay đổi trắng, rốt cuộc minh bạch Đồng Văn Thành sẽ đích thân gọi số điện thoại này đến chất vấn. Nguyên lai là bị vợ mình hai huynh muội ký thác hy vọng Trần tiên sinh, cư nhiên ở Hương Cảng, khi hắn Trần Diệu Dương địa bàn bị người tập kích. Nếu là bởi vậy dẫn đến Đồng lão gia tử bệnh nặng không rũ, buông tay nhân gian, hắn Trần Diệu Dương tuyệt đối là không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, thậm chí còn rất có thể cùng vị kia tiền đồ vô lượng anh vợ trở mặt. Nhất niệm đến nước này, hắn ngay tức khắc chỉnh đốn và sắp đặt tinh thần, không gì sánh được nghiêm túc hướng về vợ mình nói Thục Nhàn, đưa điện thoại cho ta. Nga, Nga, cầm. Đồng Thục Nhàn lúc này cũng luống cuống, nghe vậy ngay tức khắc giảng điện thoại đưa cho mình trưởng phu. Anh vợ, là ta, Diệu Dương. Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài, tiếp nhận điện thoại, tận lực để cho mình giọng nói giữ vững bình tĩnh hướng bên đầu điện thoại kia nói. Phải biết rằng, hắn tuy rằng quý vi Hương Cảng năm đại hào môn trưởng tử, nhưng Đồng Văn Thành nội địa một đường thành thị người đứng đầu thân phận cũng hãy để cho hắn ngắm kỳ bóng lưng, theo không kịp. Dù sao lấy đối phương chừng 50 tuổi niên kỳ kỳ tựu thân cư cao như vậy vị. Kỳ tương lai tối thiểu cũng sẽ là vị quyền to, thậm chí còn có khả năng càng cao. Nhất là hắn loại này cái gọi là thương giới nhà giàu có thể đánh đồng. Vốn không ở một tầng thứ. Diệu Dương, ta hiện tại nói với ngươi một chiếc điện thoại, ngươi ngay tức khắc treo cho bên kia đánh tới. Trần tiên sinh còn ở bên kia chờ, nhớ kỹ. Chuyện này nhất định phải cho hắn một câu trả lời hợp lý, nếu là làm không được, ta đây tự mình đến Hương Cảng. Bên đầu điện thoại kia. Đồng Văn Thành căn bản chưa cho Trần Diệu Dương giải thích cơ hội nói chuyện, gọn gàng dứt khoát sẵn giọng vô cùng nói rằng. Vâng, vâng, anh vợ, người yên tâm, chúng ta Trần gia ở Hương Cảng còn là nói xong khởi một ít lời. Chuyện này ta nhất định sẽ cho Trần tiên sinh một cái hài lòng dặn dò, ta cúp trước. Vừa nghe đến Đồng Văn Thành nói muốn bản thân tự mình đến Hương Cảng,
Trần Diệu Dương nhất thời phía sau hiện ra lau một cái mồ hôi lạnh, vội vàng bảo chứng. Trước không nói nội địa một đường thành thị một tay tự mình đến Hương Cảng đến, ý tứ này theo cái gì? Liền nói nếu quả thật bởi vì chuyện này làm cho đối phương tự mình đến, đây chẳng phải là chứng minh bọn họ Trần gia vô năng, hắn Trần Diệu Dương là cái phế vật. Vì vậy, đây tuyệt đối không được. Diệu Dương, anh ta nói cái gì? Đồng Thục Nhàn lúc này toàn bộ tâm đều là loạn, không nghĩ tới trước đó bản hết thảy đều còn là thật tốt, nhưng bây giờ Trần Phi lại cư nhiên tao ngộ sát thủ tập kích. Nếu là bởi vì như vậy dẫn đến hắn thụ thương, giận chó đánh mèo ảnh hưởng đến vi cha nàng chữa bệnh nói, nàng kia tựu thật không có mặt nữa đối mặt hôm nay chính trọng thương mê man ở trên giường bệnh lão phụ, cùng với hắn thân ca ca. Thục Nhàn, người đừng vội, ta trước cho Trần tiên sinh gọi điện thoại. Trần Diệu Dương cũng biết mình phụ nhân lúc này chính hoang mang lo sợ, vội vã an ủi, và lại còn hướng con trai mình làm cái nháy mắt. Mụ, đừng lo lắng, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trần Hào thấy thế tuy rằng phản ứng lại, nhưng hắn dù sao cũng là tuổi quá nhỏ, thiếu trầm ổn, lúc này cũng bị như vậy chiến trận sợ đến có chút bối rối luống cuống, trong miệng lật qua lật lại đều là nói mấy câu. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương sâu hô một cái khí, sẽ cầm bản thân phu nhân điện thoại di động bấm Đồng Văn Thành nói cho hắn biết điện thoại. Một lát sau, bên đầu điện thoại kia truyền đến chuyển được thanh âm, cũng khiến Trần Diệu Dương mạnh thở dài một hơi, chợt bên tai vang lên một đạo dị thường bình thản thanh âm là Đồng nữ sĩ sao. Ta là Trần Phi. Trần tiên sinh xin chào, ta là Trần Diệu Dương, Thục Hiền là phu nhân của ta. Trần tiên sinh, người bên kia không có sao chứ? Trần Diệu Dương nghe vậy không hiểu cảm giác một trận tim đập nhanh, trong con ngươi hiện ra lau một cái vẻ kinh dị, ngay tức khắc hồi đáp. Nga, nguyên lai là Trần tiên sinh, xin chào. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi gật đầu, thanh âm như trước bình thản. Trần tiên sinh ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta ngay tức khắc phái người đi qua đón ngươi, ngươi chỉ cần. Trần Diệu Dương nghe vậy rất nhanh nói như vậy, nhưng là lại bị Trần Phi cắt đứt. Không cần, Trần tiên sinh. Mạo muội hỏi ngươi một câu, ta nghe Đồng Bí Thư nói các ngươi Trần gia là cái gì Hương Cảng năm đại hào môn. Trần Phi chậm rãi nói. Không sai, Hương Cảng có năm đại hào môn, chúng ta Trần gia bài đệ ngũ. Tuy rằng không rõ Trần Phi hỏi cái này nói đến cùng là có ý gì, thế nhưng Trần Diệu Dương còn là nhận chân chân trả lời, giọng nói nghiêm túc dị thường. Tốt lắm, vậy làm phiền Trần tiên sinh giúp ta một chuyện, tra một chút trước đối với ta xuất thủ là ai. Ta không thấy rõ những người đó dáng dấp ra sao, bất quá đối phương hình như lái là một chiếc cải trang hãn mã, không có biển số xe, từ đầu tới đuôi tất cả đều là đen. Cần bao lâu thời gian? Trần Phi nguyên bản bình thản thanh âm lúc này đây rốt cục có biến hóa, tràn đầy một từ lãnh khốc, ngoan lệ, mà lời kia nói nội dung cũng khiến Trần Diệu Dương lấy làm kinh hãi. Trần tiên sinh ngươi, hắn nhịn không được kinh ngạc nói, trong con ngươi hiện ra lau một cái rung động. Trần tiên sinh chỉ để ý giúp ta đi thăm dò là được. Cái này dù sao cũng là ở Hương Cảng, các ngươi Trần gia hẳn là tra được đi. Trần Phi lại nói. Tốt lắm, Trần tiên sinh xin cho ta một canh giờ. Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài, sắc mặt nghiêm túc nói. Đi, còn là cái số này, ta ở bên cạnh chờ. Trần Phi vừa dứt lời, bên đầu điện thoại kia liền vang lên đô đô thanh, hiển nhiên là bên đầu điện thoại kia đã trực tiếp cúp điện thoại. Diệu Dương, Trần tiên sinh hắn nói như thế nào? Đang nhìn mình trượng phu vẻ mặt ngưng túc biểu tình, Đồng Thục Nhàn nhịn không được trong lòng khẽ run, chậm rãi nói. Hắn nói, hay là trước làm chính sự đi? A Đại, người đưa phụ nhân bọn họ trở lại, những người khác đi với ta nhà cũ. Trần Diệu Dương vốn còn muốn đều là, mà khi hắn nói đến miệng chợt không biết nên nói như thế nào, tâm loạn như ma, thẳng thắn ra lệnh. Vâng, Trần tiên sinh. Phía trước chỗ tài xế ngồi truyền đến một đạo nặng nề dường như sấm rền vậy tiếng trả lời, cũng một vị khôi ngô đến mức tận cùng hai thước cao hộ vệ áo đen, cơ thể phình chống tây trang, đang lái xe hai cái tay tràn đầy tay kén, kỳ thoáng chết lặng hai mắt làm cho lòng người quý. Bọn họ ngồi dài hơn Lincoln lập tức nhanh chóng đứng ở ven đường, Trần Diệu Dương từ trên xe bước xuống, leo lên một. Khác chiếc theo sát ở phía sau Phương Việt giã bảo mã, trực tiếp quay đầu giống giận gào thét tiêu thất ở đường cái đầu cùng. Ở trong mắt thế nhân, Hương Cảng ngoại trừ đặc biệt khu chánh phủ cùng với Hương Cảng canh gác thính ở ngoài, là thuộc Hồng Hưng, Đông Hưng còn có mới nhớ cũng chính là mới Nghĩa An thế lực lớn nhất. Đặc biệt người trước,
Có người nói ở cảng thành viên đã vượt lên trước 20 vạn, thế cực mạnh, dính dáng khổng lồ, hầu như không có những bang phái khác có thể ra kỳ tả hữu, nói là kỳ có thể ở hương cảng lấy thúng úp voi, đều hoàn toàn không quá đáng. Nhưng trên thực tế, những này bang phái bất quá là hương cảng năm đại hào môn bồi dưỡng lên khôi lỗi, nói cách khác, ở hương cảng chân chính có thể làm được lấy thúng úp voi, cũng không phải bọn họ này cái gọi là đại bang phái tổ chức, mà là đứng ở phía sau bọn họ điều khiển hết thảy năm đại hào môn. Dĩ nhiên, muốn nói đứng ở hương cảng tầng trên mặt cao cấp nhất, bọn họ nói ta năm đại hào môn gia tộc cũng vẫn còn có chút thiếu tư cách. Dù sao bọn họ chỉ là phú thương nhà giàu có, ngầm bang phái tổ chức, không thấy được ánh sáng, nếu là mặt trên thật quyết tâm muốn đánh rơi bọn họ, phỏng chừng đừng nói là năm đại, 10 đại hào môn cũng là uổng công. Chỉ là dù vậy, làm hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia, coi như là vẻn vẹn xếp hạng chót nhất đuôi, kỳ ở hương cảng lực ảnh hưởng còn có năng lượng cũng còn là không thể nghi ngờ. Làm Trần Diệu Dương phản hồi Trần gia nhà cũ vận dụng gia tộc lực lượng tra rõ Trần Phi bị tập kích việc lúc, mặc dù là đối phương đã làm được rất đẹp, tay chân xóa sạch được cũng tương đương sạch sẽ, nhưng cũng vẫn bị hắn từ những cách khác tìm được rồi một tia dấu vết, tìm hiểu nguồn gốc, dần dần biết rõ một việc. Trần tiên sinh, chuyện này hình như là Đông Hưng Pha Vinh làm. Chiếc kia cải trang xe mấy ngày hôm trước vừa vận đến Hương Cảng, chính là Pha Vinh thủ hạ chính là tiểu đệ đi đón. Trần gia nhà cũ nội, một người mặc tây trang màu rám nắng phân phát trung niên nhân hướng Trần Diệu Dương bẩm báo. Đông Hưng, Pha Vinh. Trần Diệu Dương nghe vậy trần chờ một chút, bởi vì này tên hắn hình như có nghe nói qua, nhưng lại nhớ không rõ lắm. Trần tiên sinh, là Đông Hưng bây giờ bảy đại nói chuyện người một trong, kỳ thủ hạ trưởng quản khu vực chủ yếu là ở Nhọn Sa Chớ, Du Ma Vùng. Màu giám nắng phân phát trung niên nhân Trần Diệu Dương trần chờ, ngay tức khắc giải thích. Nga, Đông Hưng, vậy hắn hiện tại ở đâu? Chiếc xe kia ni, Trần Diệu Dương cau mày hỏi. Tuy nói hương cảng hôm nay mấy cái gọi đại bang phái đều là năm đại hào môn đang âm thầm điều khiển, nhưng bọn hắn Trần gia lại chỉ ở mới nhớ có quan hệ. Đến mức Đông Hưng, còn lại là một. Khác đại cùng bọn chúng Trần gia có chút xung đột mã gia thủ hạ chính là thế lực. Chiếc xe kia chúng ta không tìm được. Bất quá, chúng ta có nội tuyến nói ở Nhọn Sa Chớ Phúc Hải Dạ Tổng hội, thấy Pha Vinh lên lầu 2, ngay vừa rồi. Màu giám nắng phân phát trung niên nam tử hồi đáp. Ừ. Ta đã biết. A Vinh, người đi ra ngoài trước đi. Trần Diệu Dương nghe vậy hơi chút thở dài một hơi, phất tay ý bảo đối phương đi xuống trước, sau đó lấy ra bản thân thái thái bấm Trần Phi bên kia điện thoại. Trần tiên sinh, cha được. Điện thoại vừa nghe chuyển được, Trần Phi chờ được chân thực không nhịn được thanh âm tựu vang lên, khiến Trần Diệu Dương chân mày rùng mình. Cha được, căn cứ chúng ta cha được tin tức. Tập kích người chuyện này phải cùng Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong Pha Vinh có quan hệ, nhưng là chúng ta không tìm được chiếc xe kia. Hắn ngay sau đó đem tra được tin tức nói ra. Đông Hưng Pha Vinh, Hắc Bang sao, hắn hiện tại ở đâu? Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt. Nếu là lúc trước, hắn sợ rằng còn có thể bị cái này cái gọi là Đông Hưng nói chuyện thân phận của người hù dọa, nhưng bây giờ, ha ha, nếu cùng hắn có quan hệ. Chuyện này chúng ta cũng chậm chậm coi là. Trần tiên sinh, Pha Vinh hắn hiện tại hẳn là ở bản thân hang ổ bên kia. Nhọn Sa Chớ một nhà tên là Phúc Hải Dạ Tổng hội lầu 2, Trần tiên sinh, có muốn hay không ta hiện tại phái những người này, không, ta tự mình đi qua. Trần Diệu Dương có thể đã đoán được Trần Phi ý đồ, hảo tâm hỏi. Đa tạ, không cần, đã như vậy ta trước hết cúp, đợi buổi tối tái kiến đi, đa tạ. Thế mà Trần Phi bên kia lại trực tiếp được cúp điện thoại, khiến bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương không khỏi một trận ngây người. Hắn không phải là muốn tự mình một người đan thương thất mã giết qua đi thôi. Tuy nói ở trong lòng hắn cũng minh bạch vị này Trần tiên sinh, chỉ sợ không phải cái gì nhân vật đơn giản, bằng không tuyệt không khả năng nhượng hắn anh vợ coi trọng như vậy, nhượng hắn cái này đường đường hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia trưởng tử, đều cảm giác có trầm trọng áp lực. Có thể tự mình một người đan thương thất mã giết hướng đường đường Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong Pha Vinh hang ổ, vậy làm sao xem cũng để cho người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi mùi, thật bất khả tư nghị. Hương cảng cũng không giống như nội địa súng ống quản chế như vậy nghiêm, hơn nữa lật chuyện còn nhiều mà tiểu đệ giúp đỉnh, vì vậy bọn họ là thực sự dám động thương súng đích thực, nhưng lại không phải là trong TV cái loại này giả cỗi phá súng lục, là thật đang từ hắc lộ số từ những quốc gia khác làm cho tới quân dụng trang bị.
lực sát thương kinh người. A Vinh, thông báo một chút Hoa Thúc nhượng hắn ngay tức khắc dẫn người chạy đi nhọn xa chớ Phúc Hải Dạ Tổng hội. Nhớ kỹ, quản gia Hỏa mang theo. Sững sờ ở tại chỗ hồi lâu, Trần Diệu Dương còn là quyết định mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không cái kia Trần Tiên Sinh nếu là thật đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn Trần Diệu Dương tự thực sự phạm sai lầm lớn. Vâng. Hương Cảng nhọn xa chớ được khen là Cửu Long Minh Châu. Ban ngày, dì Đôn nói trái phải hai bên mỹ thực nhà hàng, quốc tế tinh phẩm trong điếm du khách như dệt cửi, ban đêm, tọa ủng Victoria Cảng tinh quang đại đạo mở ra thất thải ngọn đèn dầu, trở thành Hương Giang làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Đương nhiên trừ lần đó ra, còn có 24 tiếng đồng hồ đặc sắc hoạt động luân phiên trình diễn Hương Cảng Dạ Tổng hội, cũng là làm cho tương đối lưu luyến vong phản, thậm chí mê say. Ở từ Trần Diệu Dương trong miệng biết được về kẻ tập kích tin tức sau, Trần Phi đương nhiên cũng không ướt át bẩn thỉu, gọn gàng dứt khoát ngồi trên taxi xe hướng về nhọn xa chớ Phúc Hải Dạ Tổng hội chạy tới. Tuy rằng Trần Diệu Dương trong điện thoại chỉ nói là hẳn là, nhưng nếu lời này có thể từ trong miệng hắn nói ra, độ chuẩn xác chí ít cũng có thể có 70%. Vì vậy nếu thật sự là như thế, tập kích người của chính mình là cái gì Đông Hưng nói chuyện nhân chủng loại, Trần Phi cũng không ngại thử xem bản thân hiện thực lực hôm nay, có thể hay không đủ đem điều này cái gọi quốc tế đại đô sẽ bang phái tận diệt. Đại lục tử, đến rồi, phía trước chính là Phúc Hải Dạ Tổng hội. Taxi xe đứng ở nhọn xa chớ khu náo nhiệt, lái xe Hương Cảng tử chỉ vào phía trước cách đó không xa một tòa một hồi xa hoa, mê loạn kiến trúc nói rằng, lanh lảnh trong con ngươi hiện lên một tia nguyên thủy dục dịch. Làm Đông Hưng Pha Vinh nhận lấy tối kiếm tiền ấn sao cơ một trong, Phúc Hải Dạ Tổng hội nơi này tự nhiên không thể nào là thật uống chút rượu, hát một chút ca, nhảy khiêu vũ đơn giản như vậy. Chỉ là xem đứng ở kỳ môn miệng trang điểm đẹp xóa sạch, ăn mặc dị thường bại lộ, tà váy phân nhánh mãi cho đến bắp đùi hệ dễ rất nhiều vị tiếp khách người phục vụ, cũng đủ để minh bạch rất nhiều. Hấp dẫn đến rồi sở hữu đi ngang qua nam nhân lửa nóng ánh mắt. Bao vây lấy tất chân trơn chuột bắp đùi, cao vót rất tròn, còn có mặt kia trên tối trí cực mê hoặc mỉm cười. Tựu Trần Phi cho hết tiền đi xuống taxi xe như thế không lâu sau, tựu chí ít đã có hai nhóm người bị diễm lệ tiếp khách người phục vụ hấp dẫn đi vào, ánh mắt kia hoàn toàn chính là lửa nóng, phập phồng. Phúc Hải Dạ Tổng hội, chính là nơi này. Trần Phi liếc mắt một cái xa hoa trụy lạc dục phóng nam nữ, hai mắt thủy chung vẫn duy trì lau một cái lãnh lệ, mặt không biểu tình, đi vào Phúc Hải Dạ Tổng hội đại môn. Nếu không phải là đơn thuần uống chút rượu, hát một chút ca, nhảy khiêu vũ đơn giản như vậy, Phúc Hải Dạ Tổng hội nội bộ tự nhiên là ô yên chướng khí một mảnh. Các loại tình cảm mãnh liệt kính bạo lẫn lộn mơ hồ, phập phồng dục phóng nam nữ, cao vót rất tròn chen thành rãnh sâu lỏa lồ da thịt, bao vây lấy tất chân quang hoa bắp đùi. Đây hết thảy đều làm cho hoa cả mắt, không kịp nhìn. Trách không được loại địa phương này thị trường bị những bang phái kia xưng là ấn sao cơ, vô số nam nữ si tình biến đổi chủng loại cầu đến đưa tiền. Có thể đây là hiện thực, mỗi ngày liều sống liều chết nỗ lực đi làm kiếm tiền sau duy nhất phát tiết nơi. Lão bản tốt, một người sao? Có cần hay không an bài cái muội muội bồi bồi ngươi? Ngươi yên tâm, chúng ta Phúc Hải muội muội ở nhọn xa chớ là nổi danh tịnh, bảo chứng nhượng lão bản ngươi thỏa mãn. Trần Phi lúc này mới vừa đi tới nhập khẩu, ngay tức khắc liền có một vị cuốn lông hoàng phát người phục vụ bộ dáng tiểu đệ bu lại, vẻ mặt đáng hướng về Trần Phi mở miệng nói. Hắn thấy, một người chạy đến bọn họ Phúc Hải đùa, không phải là đến tìm thú vui đó là tới làm gì. Vì vậy thẳng thắn gọn gàng dứt khoát giờ. Nói không chừng nếu an bài thật tốt, người này ngốc nhiều tiền đại lục tử cho nhiều hắn chút ít phí, đêm nay không coi là trắng tới làm. Về phần hắn vì sao có thể nhìn ra Trần Phi không phải là người Hương Cảng, cái này rất đơn giản, ăn mặc còn có khí chất. Nếu là Hương Cảng người địa phương đến nơi này chơi kia sẽ như thế câu nệ, một tiếng không ra, trừ phi là mới xuất đạo đồ ăn con gà còn không sai biệt lắm. Ta không phải là đến đùa. Pha Vinh ở đâu, trên lầu sao? Trần Phi nghe vậy nhàn nhạt quét người nọ liếc mắt, chậm rãi nói. Pha, Tế Mao ca, có người đến nháo sự. Cuốn lông hoàng phát tiểu đệ nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, nghĩ Pha Vinh cái danh này có chút quen thuộc, sau đó bỗng nhiên hồi tưởng lại đây không phải là bọn họ phân quán long đầu tên sao. Nhất thời biến sắc, một bên xuất ra bộ đàm nhanh chóng hướng bên kia nói rằng, một bên dùng tay chỉ Trần Phi, thay một bộ hung ác thần sắc khiển trách đại lục tử vừa tới chúng ta Phúc Hải nháo sự, nhưng thật ra rất phách lối a.
Chuyện gì xảy ra, ai đang nháo chuyện? Tóc quan hoàng phát tiểu đệ vừa dứt lời, 7-8 cái cà lơ phất phơ, vóc người khôi ngô, trên cánh tay ổn theo dọa người hình xăm hắc y nhân từ dạ tổng hội nội bộ lao tới. Bọn họ một đám y phục túi quần đều phình, thoáng cái tất cả đều áp tới rồi, một người trong đó ăn mặc báo vằn hoa áo sơ mi hung thần ác sát nói. Bên trong sân những khách nhân kia lúc đầu đang ở hưng phấn quên mình đầu nhập, có thể khi bọn hắn phát hiện đoàn người này xuất hiện sau, ngay tức khắc như tránh ôn thần vậy tránh ra rất xa, hiển nhiên là không muốn trêu chọc đến bất cứ chuyện gì không phải. Tế Mao ca, chính là cái này đại lục tử nghĩ đến nháo sự. Hắn vừa rồi hỏi ta, cái loại này tóc quan hoàng mao thanh niên dùng tay chỉ Trần Phi Diễu võ dương oai nói, một bộ trần chuồng bừa bãi sắc mặt. Xem hắn nói xong lời cuối cùng lúc, mới tận lực tiến đến báo vằn hoa áo sơ mi nam tử bên tai, hạ giọng nhỏ giọng nói. Vinh ca tên lại là người đại lục này tử có thể gọi. Thực sự là muốn chết, trên, ta muốn tay hắn cùng chân, buổi tối vứt xuống hải lý mặt đi đút cá mập. Tế Mao ca nghe được tóc quan hoàng mao tiểu đệ nói sau, nguyên bản không ai bì nổi trên mặt lại hiện ra lau một cái miệt thị vậy cười nhạt, một bộ khinh thường hình dạng. Pha Vinh là ai? Đây chính là bọn họ Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong, thủ hạ. Ít nhất, nắm giữ mấy trăm mấy ngàn tiểu đệ, ngay cả hắn Tế Mao đều không có tư cách cùng nói đến trên nói, hoàn toàn xưng là cái này nhọn xa chớ, dù ma thổ hoàng đế, lấy thúng úp voi. Mà cái này không biết là từ đâu xuất hiện đại lục tử, xem chừng lại là đến Vinh ca phiền toái, đồng thời còn giống như là đan thương thất mã một người tới, thực sự là óc có bệnh. Đại lục tử, lão tử chém chết ngươi. Vừa nghe đến đại ca của mình phân phó, Tế Mao ca sau lưng mấy cái tiểu đệ ngay tức khắc rút ra chói mắt khảm đao, một đám hung thần ác sát tự hướng Trần Phi trên đầu chào hỏi bắt đầu, không chút nào lưu tình ý tứ. Nếu là người thường bị chém chúng, hơn phân nửa tự mất mạng. Hanh! Thế mà Trần Phi thấy thế chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, đừng nói những. Này cũng liền chỉ là một ít phổ thông tiểu đệ, mặc dù là trở lại 7-8 cái tam lưu, nhị lưu cao thủ. Chỉ sợ cũng không nhìn được một mình hắn giết. Vì vậy chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản 6-7 hung thần ác sát cầm khảm đao tiểu đệ, lúc này đã cùng món đồ chơi tựa như bị Trần Phi vài quyền mấy đá hung mãnh đạp bay ra ngoài, hung hăng đập phải một bên trên vách tường. Tường mặt trong nháy mắt vết rạn đều xuất hiện, còn có này tiểu đệ đầu khớp xương rạn nứt thanh âm, cùng với thống khổ kêu rên, máu cũng dần dần nhiễm đỏ mặt đất. Ngươi! Thấy mình 6-7 tiểu đệ, cứ nhiên bị đối phương dễ dàng như thế toàn bộ thu thập hết, Tế Mao rốt cục nhìn không được trên mặt hiện ra lau một cái vẻ bối rối, nhưng là cường làm chấn định, hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói bằng hữu, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta thế nhưng Đông Hưng. Ngươi xác định một mình ngươi sẽ cùng chúng ta Đông Hưng làm. Phốc suy, có thể Tế Mao ca nói đều còn chưa nói hết, Trần Phi liền trực tiếp thẳng thắn một cước hung hăng xủy ở bụng hắn trên, nhượng hắn trong nháy mắt trong mắt một cổ, tương tự giống như điện giật. Thần sắc không gì sánh được thống khổ tái nhợt quỳ rạp xuống trên. Kỳ toàn thân đều bởi vì thống khổ mà trở nên run rẩy, cả người mồ hôi lạnh. Ông trời của ta! Có khách người nhìn thấy một màn này nhìn không được cây S.E.O. ta sợ ra, chợt vẻ mặt đều là thương màu trắng. Dám một mình đan thương thất mã đánh tới Đông Hưng ở nhọn xa chớ ấn sao cơ sản nghiệp, hơn nữa thực lực còn kinh khủng như vậy, 7-8 cái Đông Hưng nhọn xa chớ phân quán tay chân tiểu đệ liên mọi người không đụng. Liền trực tiếp bị vài quyền mấy đá có trọng thương chết ngất trên mặt đất. Còn có tại đây nhọn xa chớ một đời rất có hung danh, xuất thủ không từ thủ đoạn độc ác Tế Mao ca. Lúc này cư nhiên cũng bị người nọ một cước như là đá chết cẩu vậy đá quỳ rạp xuống đất. Đã qua đại chỗ nói, Trần Phi loại này cử động đơn giản là ở nhổ răng cọp, không chút kiêng kỵ hung hăng ở phiến Đông Hưng phân quán mặt. Pha Vinh ở đâu, ngay tất cả mọi người cây S.E.O. ta sợ không thôi thời gian. Trần Phi bình thản thanh âm lại một lần nữa vang lên, khiến lòng của mọi người bẩn mạnh quất một cái. Thiên, hắn lại là tìm đến Pha Vinh, cái kia Đông Hưng nhọn xa chớ, dù ma phân quán long đầu, Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong. Ta, ngươi, khụ khụ, ngươi rốt cuộc là ai? Tế Mao ca miệng đầy là máu, toàn bộ phế phủ lúc này đều giống như là đã bị Trần Phi đạp nát vụn rơi vậy, đó là đau thấu tim gan, làm hắn nhịn không được ngụm lớn ra vài lần máu. Hắn lúc này nhìn phía Trần Phi biểu tình tràn đầy sợ hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi có đúng hay không nghe không hiểu ta nói? Quên đi, nghe không hiểu vậy thì tìm những người khác đi. Trần Phi nghe vậy nhíu mày,
sau cùng hình như thật sự có một ít không nhịn được, mặt không biểu tình đi tới vẻ mặt sợ hãi Tế Mao Ca trên người, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn một chút, chợt một chân chậm rãi giơ lên. Ba, bằng hữu, người cái này có đúng hay không làm có điểm hơi quá đáng. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay bỗng nhiên khoát lên trên vai của hắn, ở phía sau hắn không biết khi nào lại nhiều hơn một đạo hùng tráng thân ảnh. Hoàng, Hoàng ca cứu ta. Tế Mao Ca ngẩng đầu nhìn lên gặp đang đứng ở Trần Phi sau lưng hùng tráng thân ảnh, ngay tức khắc như là gặp được cái gì thiên đại cứu tinh, trước mắt sáng ngời, vô cùng kích động kêu cứu. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi nghiêng đầu đi xem khoát lên trên bả vai mình bàn tay to, đôi mắt trong không hiểu hiện ra một tử ngoan lệ, thản nhiên nói đem tay ngươi lấy ra. Bị Tế Mao Ca xưng là Hoàng ca hùng tráng thân ảnh như kinh ngạc một chút, kỳ sắc mặt dữ tợn giết vậy sẹo vặn vẹo nhuyễn giật mình. Ngay sau đó, chỉ thấy kỳ cả người trong cơ thể dần dần hiện ra một khí thế đáng sợ, dường như bài sơn đảo hải trọng trọng đặt ở Trần Phi trên người, một đạo tiếng cười lạnh theo vang lên thanh niên nhân, ngươi biết không? Ta Hoàng Tuấn Trạch đã thật lâu không có nghe gặp có ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Cái này cỡ nào năm, ngươi còn là người thứ nhất, thực sự là hậu sinh khả úy a. Không sai, không sai. Rất hiển nhiên. Người này cũng không phải cái gì Tế Mao Ca các loại bất nhập lưu nhân vật, mà là chân chính chính mình làm cho kính nể cùng trong lòng sợ hãi cường đại nhân vật. Mượn hắn lúc này tận lực thả ra đáng sợ khí thế mà nói, giống như là từ trong núi thây biển máu bỏ ra vậy, làm cho cảm giác được sợ hãi thô bạo, máu tanh còn có dữ tợn. Mặc dù là Trần Phi cảm giác được, đều trong con người thoáng nổi lên lau một cái vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy, đối phương mặc dù không phải là cùng hắn thuần khiết cổ vũ giả, mà là loại kinh nghiệm này vô số máu tanh chém giết đi bước một bò lên, không biết đã trải qua bao nhiêu cực kỳ nguy hiểm, sinh tử khảo nghiệm, lần lượt lột xác, lẻn có thể tiến hóa, cho tới bây giờ kỳ thực lực từ lâu nhảy lên tới một cái kinh người trình tự. Ít nhất, cũng có thể cùng một vị phổ thông nhất lưu cao thủ tương đương. Vì vậy hắn nhưng thật ra cũng thật không nghĩ tới, tùy tùy tiện tiện một cái giả tổng hội đều có thể gặp được loại trình độ này địch nhân, lẽ nào, Hương Cảng Hắc Bang thật có mạnh mẽ như vậy nội tình. Thập, cái gì, Hoàng Tuấn Trạch, đó không phải là Đông Hưng 426, song hoa hồng côn. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng huyên náo, không ít người lúc này sắc mặt đều hiện lên theo một vẻ gây ết yêu ta sợ. Tình hình chung xuống tới nói, đến dạ tổng hội đùa khách nhân đương nhiên tam giáo cửu lưu đều có, trong đó không hiện lên có tin tức linh thông người, tự nhiên thuận lý thành trương thoáng cái tự đoán được cái kia tự xưng vi Hoàng Tuấn Trạch hùng tráng đại hán là ai. Đông Hưng Hoàng Tuấn Trạch, được xưng phủ đầu Tuấn, chính là Đông Hưng Tổng Quán Long đầu thủ hạ tứ đại song hoa hồng côn một trong, cũng chính là toàn bộ Đông Hưng tối có thể đánh bốn người một trong. Kỳ thân phận địa vị ngay cả bên trong bang bảy đại nói chuyện mọi người chỉ có thể thoáng cao hơn kỳ một nửa, bởi vậy có thể thấy được người này ở Hương Cảng địa vị cao bao nhiêu, danh khí bao lớn. Theo lý thuyết toàn bộ Đông Hưng ngoại trừ Tổng Quán Long đầu, cùng với số ít mấy cái đã lui xuống đi thúc phụ nguyên lão. Cái khác coi như là bảy đại nói chuyện người một trong Pha Vinh tự mình đứng ra tương yêu, đối phương tới hay không đều hoàn toàn là xem tâm tình. Có thể hắn ngày hôm nay vì sao trùng hợp như vậy, sẽ xuất hiện ở đây. Đại lục tử có phiền toái. Phủ đầu Tuấn năm đó thế nhưng được xưng lấy một địch trăm, từng lấy sức một mình đan thương thất mã đem hợp tài bang hang ổ đều cho chọn, có người nói chết hơn 10 gần trăm cái người. Đương sơ sự kiện kia nếu không phải Đông Hưng đã lui xuống đi lão long đầu vì hắn ném, phỏng chừng hắn đời này đều biết đợi ở trong tù, vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Ở đây rất nhiều người đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Trần Phi, xì xào bàn tán. Dù sao đương sơ sự kiện kia quả thực quá rung động, Đông Hưng phủ đầu Tuấn thành danh chiến, lấy một địch trăm, lẻ loi một mình giết tiến hợp tài bang, đem hang ổ đều cho bọn hắn chọn, còn để lại hơn 10 cổ thi thể. Đây quả thực không phải người có thể làm ra chuyện mà, cũng điện định kỳ thành vi Đông Hưng hôm nay tứ đại song hoa hồng côn cơ sở. Đông Hưng 246, song hoa hồng côn, đây chính là gần với bên trong bang bảy đại nói chuyện người đại nhân vật, cũng là cả Đông Hưng tối có thể đánh bốn người một trong, thủ đoạn độc ác, xuất thủ vô tình. Cho nên khi Trương Tuấn Trạch tự giới thiệu và lại dùng lạnh như vậy thanh âm mở miệng sau, ở đây tất cả mọi người trong lòng một cái lộp bộp, cảm giác thân thể run. Phía sau lạnh cả người lên. Ngày hôm nay Phúc Hải không có mở cửa, các ngươi đều đi thôi. Đúng lúc này, Hoàng Tuấn Trạch tự tiếu phi thiếu lạnh lùng thanh bỗng nhiên vang lên, khiến bên trong sân này sợ đến không dám nhúc nhích những khách nhân,
một đám hình như nghe được tiên âm, như được đại xá, tranh trước chỉ sau một đám người điên cuồng nặn ra Phúc Hải giả tổng hội, dẫn tới bên ngoài hai bên đường phố người đi đường một trận ghé mắt, hiếu kỳ không ngớt. Rồi hãy nói Phúc Hải giả tổng hội nội, làm sở hữu khách nhân đều phía sau tiếp trước chen ra ngoài, bên trong sân trong nháy mắt trở nên không đáng sau khi thức dậy, vóc người hùng tráng Trương Tuấn Trạch trên cao nhìn xuống hướng về phía Trần Phi cười lạnh cười, trong lời nói bao vây lấy mấy phần sát khí tiểu tử, ta Đông Hưng tốt xấu cũng ở đây Hương Cảng sừng sững vài thập niên. Từ đương sơ không có tiếng tăm gì, đến bây giờ có thể cùng Hồng Hưng, mới Nghĩa An chạy song song với, lẽ nào ngươi tự thật cho rằng bằng một mình ngươi, là có thể nhấc lên sóng gió gì? Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, Pha Vinh ở đâu? Thế mà Trần Phi lại lý, để ý đều mặc kệ hắn, nghiêng đầu nhìn phía sụi lơ ở một bên Tế Mao Ca, vẻ mặt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói. Cái này, ta, Hoàng Ca, Tế Mao Ca không nghĩ tới Trần Phi cái này sát tinh lại có tìm tới bản thân, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt, hoảng loạn đến cực điểm, hướng phía chính vẻ mặt hắn giọng phủ đầu Tuấn kêu cứu. Ngươi tìm Pha Vinh, vậy rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta Hoàng Tuấn Trạch, chính là ta tự mình giúp ngươi đem Pha Vinh nắm đến, thì như thế nào? Bất quá, ngươi sợ rằng không cơ hội đó. Chết cho ta, Hoàng Tuấn Trạch đằng đằng sát khí cười cười, cầm lên một thanh búa nhỏ cúi đầu theo Trần Phi trọng trọng chặt bỏ, nhấc lên một trận vù vù tiếng gió thổi, kinh khí đại tác phẩm, khiến này Tế Mao Ca nhất lưu người thường quát to một tiếng, mắt đều không mở ra được. Ngươi đã thực sự nghĩ như vậy muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trần Phi gặp đối phương động thủ, cũng không muốn lại kiềm chế bản thân phiền não trong lòng cùng sát khí. Dù sao vừa mới vừa gặp sát thủ nhà nghề tập kích, lúc này lại liên tục bị những này không biết cái gọi người ngăn cản, Trần Phi trong lòng tự nhiên nín tương đối lớn một cơn tức, khó có thể thả ra. Vì vậy khi hắn thấy đối phương lại dám động thủ trước sau, đôi mắt nhất thời hiện ra lau một cái làm cho lãnh mang, nghiêng người vừa chuyển, dễ dàng tránh thoát đối phương búa. Một quyền hung hăng hướng phía đối phương đầu vai đập tới. Ung ung. Trần Phi sở học hình ý quyền tôn chỉ chính là cương mãnh, bảy tiến bảy ra, như mãnh hổ xuống núi vậy làm cho vạn phu không địch cường đại lực áp bách. Thậm chí có đồn đãi nói, nếu là quyền pháp này có thể tu luyện tới trong truyền thuyết phá toái hư không trình độ, vậy thực sự đổ không thôi Hoàng Hà đều không thể ngăn trở. Một quyền khai sơn, một quyền liệt địa, khiến ương ương giống giận Hoàng Hà thay đổi tuyến đường. Răng rác. Hoàng Tuấn Trạch đầu vai bị Trần Phi một quyền này hung hăng bắn trúng, người sau thân thể cao lớn nhất thời giống như bị chạy như điên đón xe đụng vào vậy, đó là một không cách nào tưởng tượng cương mãnh lực, làm hắn một bên đầu vai đầu khớp xương trong nháy mắt bị đánh bạo, tiên huyết dường như chảy ra vậy đổ không thôi phun bừng lên. Mà một màn này, trực tiếp những sụi lơ ở chung quanh Tế Mao Ca một đám tiểu đệ sợ ngây người, cằm như là sắp rơi xuống mặt đất, một trận sợ hãi, rung động thần sắc. Cái này, tình huống gì? Phải biết rằng đây chính là bọn họ đồ vật tổng quán 426, song hoa hồng côn, có thể bây giờ lại bị một cái đại lục tử một quyền tựu đánh ra máu, đây là đùa giỡn đi. Làm sao có thể? Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngay cả từ nguyên bản tự tin vô cùng phủ đầu Tuấn lúc này ngây ngẩn cả người, từ đầu vai truyền tới đau nhức thật sâu đau đớn theo trái tim của hắn. Ngược lại không phải là hắn không thua nổi, sợ đau nhức. Mà là hắn đã rất nhiều năm hết Tết đến cũng không như thế bị người một quyền, đã bị người dọa cho ở, không dám động thủ. Làm Trần Phi bây giờ khí thế áp chế mục tiêu, nó có thể rất rõ ràng cảm giác được, có một phảng phất Hoàng Hà tuyệt đề vậy khủng bố khí thế chính chặt chẽ đặt ở trên người hắn, làm hắn phảng phất có loại cảm giác hít thở không thông, đạp không tới khí. Điều này làm hắn trong con ngươi hiện ra lau một cái sợ hãi. Người quản ta là ai? Thế mà Trần Phi nghe vậy chỉ là chào phúng vậy nói một câu, sau đó nhặt lên tư thế không lưu tình chút nào tiếp tục động thủ, một quyền một cước dường như thú vương lâm thế vậy, nặng nề áp lực làm người ta sởn tóc gáy, nếu như người sợ siêu cấp đáng sợ thế tiến công. Oanh, oanh, oanh. Bên trong hội trường nhất thời bộc phát ra từng đợt làm người ta màng tai nổ đùng giao thủ thanh, không chỉ là Trần Phi quả đấm đến thịt, còn có đến mặt sau, bởi vì đều lười lại tránh búa. Trần Phi thẳng thắn luân khởi quả đấm dùng trong cơ thể linh khí ở kỳ biểu mặt phụ trên một tầng, trực tiếp đúng phủ đầu Tuấn búa bắt đầu đúng hám, khiến Tế Mao Ca một đám tiểu đệ thiếu chút nữa trong mắt đều bị sợ rơi ra đến, toàn thân y phục đều bị mồ hôi làm ướt. Mẹ, trực tiếp kén theo quả đấm cùng búa nhận đúng hám, cái này còn là người.
lão tử không phải là đang nằm mơ chứ? Đúng lúc này, loảng xoảng làm một tiếng thanh thúy nứt ra tiếng vang, ở Trần Phi quả đấm lại một lần nữa cùng búa nhận đụng nhau sau, người sau cư nhiên bởi vì không chịu nổi gánh nặng trực tiếp cắt đứt, nửa đoạn phủ nhận trực tiếp rơi trên mặt đất. Phủ đầu Tuấn cũng tốt giống như đã bị to lớn gì trùng kích, sắc mặt bỗng nhiên một trận đỏ lên, sau đó chảy như điên ra một đại búng máu tươi, kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thập phần tái nhợt. Phải biết rằng, Trần Phi hôm nay quả đấm tùy tùy tiện tiện đều có thể đem một tảng đá lớn nổ nát, vì vậy nếu chỉ là một thanh thông thường búa, sợ rằng đều không đánh được hắn một chút, tự sẽ trực tiếp hoàn toàn vỡ nát rơi. Mà hắn mặc dù có thể đủ kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì phủ đầu Tuấn kinh lực ở duy trì. Mà bây giờ kinh lực của hắn rốt cục bị Trần Phi đánh tan, tự nhiên thoáng cái tự bị tương đương nghiêm trọng phản phệ, bị nội thương. Ngươi, phủ đầu Tuấn trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi, trong miệng chết lặng nói không nên lời nói cái gì đến. Hắn là thật không nghĩ tới như thế một người trẻ tuổi cư nhiên chính mình thực lực kinh khủng như thế. Một lúc lâu sau, hắn mới trầm mặc nhìn Thành Bay nói nguyên lai là cổ vũ giả. Bất quá, người đến cùng là ai? Hương Cảng bên này có chợ đêm ở, không là không cho phép các ngươi người như thế đến sao? Hơn nữa, ta cũng không phải không cùng cổ vũ giả đã giao thủ. Bọn họ mặc dù niên kỷ lớn hơn ngươi 20-30, cũng không có lợi hại như ngươi vậy. Hương Cảng chợ đêm, cũng là một đám chính mình siêu phàm vũ lực người sở kiến tạo ra được hắc thế lực ngầm, thậm chí còn muốn áp đảo năm đại hào môn trên. Hơn nữa có người nói bọn họ từng cùng nội địa cổ vũ giả vòng tròn từng có hiệp định, người của song phương không được thiện nhập bên kia địa bàn, nếu là có muốn chuyện, phải trước đây thông báo mới có thể đến. Hơn nữa tuyệt không có thể giống như vậy gây sự, bằng không, sẽ bị coi là đối với Hương Cảng chợ đêm khiêu khích. Đồng thời trừ lần đó ra, làm Hương Cảng tam đại xã đoàn bang phái Đông Hưng 426, tứ đại song hoa hồng côn một trong, hắn Hoàng Tuấn Trạch tuy rằng không phải là cổ vũ giả, nhưng hắn cũng tuyệt đối với thần bí tên không xa lạ gì, biết bọn họ tuyệt không có trong TV diễn như vậy các đều cực kỳ khủng bố. Thậm chí khi hắn dĩ vãng cùng đối phương giao thủ ví dụ thực tế trong, ở bên trong, kỳ thực có rất ít người có thể cùng hắn phủ đầu Tuấn càng mạnh, coi như là có, cũng tuyệt đại đa số đều là cái loại này thất lão 80 lão gia này. Mà giống như Trần Phi hôm nay tuổi còn trẻ, tự chính mình đáng sợ như vậy thực lực người, hắn Trương Tuấn Trạch như thế mấy thập niên qua thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên mới càng trong lòng sợ. Ngươi có đúng hay không nghĩ ta thực sự rất dễ nói chuyện. Đúng lúc này, Trần Phi thanh âm lạnh lùng chậm rãi khi hắn bên tai vang lên, khiến bố thân thể hùng tráng mạnh run rẩy, nhất thời không chút do dự mạnh hướng sụi lơ ở bên cạnh mình phân quán vô danh tiểu đệ đạp một cước, hét lớn Pha Vinh tên kia ở đâu. Đến bây giờ hắn rốt cục nhớ tới đối phương là tới tìm Pha Vinh, chuyện này vốn là cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, ngược lại là bản thân tự cho là đúng, phải góp đi tới muốn chết. Mà hắn bây giờ cử động, tuy nói không thể nghi ngờ là đang bán bản thân bang phái nội nói chuyện người. Nhưng cho là hắn thân phận cùng nhãn giới, lại càng có thể minh bạch nếu là giống như Trần Phi đáng sợ như vậy người, muốn cùng Đông Hưng trở mặt, đó là cỡ nào phức tạp, phiền toái một việc. Để chính là một cái gọi là nói chuyện người, thực sự không đáng. Vì vậy hắn tin tưởng, chuyện này coi như sau bị tổng quán long đầu, thậm chí mấy vị kia đã lui xuống đi thúc phụ biết, cũng chắc chắn sẽ không khiển trách hắn, chỉ biết khoa hắn làm đúng. Ai bảo ngươi Pha Vinh như thế không biết lượng sức, đi trêu chọc một cái tiểu quái vật ni. Tự làm bậy không thể sống. Phốc suy, Hoàng ca, vị đại ca này, Vinh ca, không, Pha Vinh ở đâu ta là thật không biết a. Vừa rồi hắn tới thời gian cũng chỉ có tế Mao ca đi tới nhận. Chúng ta những người này cũng không đủ tư cách, không thể đi lên. Bị búa chọn đến tiểu đệ nhất thời sắc mặt đều trắng, phát thông một tiếng tự quỳ dạp xuống đất, run rẩy nói rằng. Tế Mao ca, Trần Phi nghe vậy chố mắt nhìn, nghiêng đầu chậm rãi nhìn sang. Ta biết, mới Nghĩa An bên kia bởi vì mấy nhà chàng tử sự tình, muốn cùng chúng ta đàm phán, Pha Vinh vừa rồi mang theo phân quán tinh anh đều đi qua hiểu rõ, địa điểm ngay. Tế Mao ca lúc này đây rốt cục thay đổi thông minh, không chút do dự ngay tức khắc mở miệng nói. Được rồi, ta đúng Hương Cảng không quen, các ngươi trực tiếp mang ta đi qua. Chỉ là Trần Phi lại trực tiếp không nhìn được phất tay cắt đứt, để cho bọn họ dẫn đường. Nga, tốt, dẫn đường, dẫn đường. Tế Mao ca gặp tổng quán 246 đều bị Trần Phi có dễ bảo, lúc này lại không sanh được chút nào phản kháng tiểu tâm tình, cả người run,
vẻ mặt quyến rũ mang theo Trần Phi lên xe tìm Pha Vinh. Khoảng chừng 4 gần 10 phút, Tế Mao Ca lái xe mang Trần Phi đi tới Đông Hưng cùng mới Nghĩa An giao giới địa bàn. Song phương lúc này đây đàm phán lựa chọn địa phương là một rất lớn tư nhân trang viên. Mà bọn họ xe chỉ là vừa xong, Trần Phi liền phát hiện cái này tư nhân ngoài trang viên ít nói tụ tập được 200-300 người, chia làm hai hỏa, một bộ kiếm bạt nỗ trương hình dạng, tựa hồ hơi có không một lời hợp sẽ đánh đập tàn nhẫn. Tránh ra, ta là nhọn xa chớ Tế Mao, ta muốn gặp Pha Vinh ca. Một tới chỗ, Tế Mao run rẩy hướng thủ vệ nói. Hiện tại không thể đi vào, bên trong đang ở mở hội nghị trọng yếu. Mời các ngươi lập tức rời. Thế mà thủ ở người bên ngoài căn bản không nể tình, mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phi cư nhiên gọn gàng dứt khoát đi xuống xe một cước đem thủ vệ kia đạp choáng trên mặt đất, như vào chỗ không người vậy trực tiếp tiếp tục đi vào. Tế Mao thấy thế ra đầu tê dại, nhưng vẫn là không dám cứ như vậy chạy trốn. Chợt chỉ thấy hắn run rẩy xuống xe, theo Trần Phi đi vào tòa tư nhân trang viên. Có lẽ là bởi vì bên trong này tuần tra mã tử cũng không có phát hiện thủ vệ bảo tiêu, bị Trần Phi một cước tựu cho đạp hôn mê, còn tưởng rằng là cửa thủ vệ thả bọn họ vào, tuy rằng nghi hoặc, nhưng là không ai trở lại xen vào việc của người khác. Tế Mao Ca cả người run rẩy dẫn theo Trần Phi thẳng tắp hướng phía tư nhân trang viên phòng họp phòng khách đi đến. Các ngươi là ai? Bất quá tại nơi phòng họp cửa đại sảnh vẫn còn có những con ngựa khác tử nhìn. Và lại thoạt nhìn cũng không phải cái loại này thông thường bang phái tiểu đệ, mà là tinh anh trong tinh anh, một thân tây trang cà vạt, bên hông hà bao chỗ phình, toàn thân tràn ngập làm người ta sợ sát khí, trong con người lấp lánh lãnh mang. Oanh, oanh, oanh. Thế mà Trần Phi nhưng căn bản không cho bọn hắn ở cơ hội nói chuyện, cả người như vào chỗ không người vậy bước trên nấc thang, trong cơ thể tùy theo bộc phát ra một đáng sợ khí thế hung hăng áp về phía trước phương, khiến này mã tử cả người run lên. Như là sắp hít thở không thông vậy, hầu như mọi người tại đây trong sát na óc đều bị vây một loại thất thần trạng thái, mâu quang hoảng sợ ngốc lăng ở tại chỗ. Sau một khắc, Trần Phi trực tiếp đem những người đó đánh ngất xỉu ở tại chỗ, sau đó một cước hung hăng nhằm vào phòng họp đại môn. Oanh! Vậy ít nhất có 2-3 thước cao đại môn bị Trần Phi một cước này trực tiếp đạp tứ phân ngũ liệt, bộc phát ra cực kỳ điếc tai động tĩnh, khiến bên trong phòng họp người đều thất kinh. Người nào? Trước hết phản ứng kịp tự nhiên là canh giữ ở bên trong phòng họp cửa hai đại bang phái phân quán mã tử. Chỉ thấy nhất thời có 7-8 cái cầm trong tay súng lục nam tử áo đen vây quanh, một đám sắc mặt sẳng giọng nhìn Trần Phi, dùng thương súng chỉ vào Trần Phi đầu. Thật giống như ta hiện tại ghét nhất bị có người cầm thương, súng chỉa vào người của ta đi. Thấy tình cảnh này, ngoài cửa lớn nhọn xa chớ Tế Mao Ca đều thiếu chút nữa sợ đến tè ra quần, Trần Phi nhưng thật giống như cái gì cũng không thấy vậy. Chỉ là đầu hơi chút chôn xuống một điểm, thấp giọng dù gì nói. Oanh, oanh, oanh. Tự sau đó một khắc, ngồi ở bên trong đại sảnh này thở hổn hển đại lão gia này chuẩn bị một chút mệnh lệnh động thủ lúc, làm bọn hắn mục trừng khẩu ngốc, trái tim dừng lại một màn trong lúc bất chợt cứ như vậy xảy ra. Chỉ thấy hơi vùi đầu đi Trần Phi cong người một cái, ngay sau đó cả người cư nhiên hình như đạn pháo vậy cuồng đánh ra đi, từng quyền. Một cước chân cơ hồ là nhanh như tia chớp đem này mang dùng súng mã tử toàn bộ đập bay ra ngoài. Có người rơi vào này đại lão trước mặt trên bàn dài, đáng sợ kia lực đánh vào trực tiếp khiến kỳ dưới thân đầu gỗ bàn chịu không nổi áp lực, bỗng nhiên vỡ vụn ra. Cũng có người dường như diều đứt dây, hung hăng đụng vào phòng họp hai bên biên trên vách tường, ầm ầm phát ra một tiếng vang thật lớn, này tường trực tiếp đều lõm vào, tràn đầy vết rạn, khiến ở đây mọi người ót tâm cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Ta, ông trời của ta, cái này tiểu quái vật đến cùng là ai? Cư nhiên đáng sợ như vậy. Tiểu tử, lão phu cam tử Tây, Thiêm Vi mới nhớ nói chuyện người một trong. Không biết, ở đây tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, mà trước hết phản ứng kịp chính là một vị hơn 60 tuổi lão bá, ngồi lúc trước bàn dài bên trái nhất hàng thứ nhất vị trí, sắc mặt có một đạo rất rõ ràng hoàng ban, thân thể cốt run rẩy, lúc này chính chậm rãi đứng dậy hướng về Trần Phi hỏi. Có vừa rồi một màn kia làm người ta kinh điệu cầm hành hạ đến chết đặt cơ sở, hắn tự nhiên không dám bởi vì Trần Phi thoạt nhìn tuổi còn trẻ mà có chút khinh thường, ngược lại là lấy tuổi của hắn còn có thân phận, đương nhiên biết rõ chợ đêm đám kia chính mình siêu phàm vũ lực người, cùng với nội địa những thần kia bí cổ vũ giả, tự nhiên càng thêm không dám nuốt lời đại ý, thận trọng. Mới nhớ, ta không phải là tới tìm các ngươi,
Pha Vinh có ở nhà hay không cái này, là ai? Thế mà Trần Phi lại đúng cái gì mới nhớ hoàn toàn không có chút nào hứng thú, bởi vì hắn hôm nay là đến báo thù. Kỳ lạnh lùng hai mắt xẹt qua một luồng làm cho tinh mang. Pha Vinh. Trần Phi lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía nguyên bản bàn dài bên phải vị trí thứ nhất, một cái vẻ mặt mạt một bả, tai to mặt lớn trung niên nhân trên người. Hắn mặc một bộ hoa hoa chạm canh gác áo sơ mi, phía trên nhất hai hàng nút buộc tản ra lộ ra trong đó ác tâm lông ngực, lúc đầu tướng mạo cũng có chút xấu xí, nhưng vẫn là như vậy bừa bãi, phỏng chừng bất luận kẻ nào nhìn thấy loại này đều biết nhịn không được nhíu. Ngươi chính là Pha Vinh, Trần Phi tự nhiên cũng giống như vậy, cau mày, thần sắc khác thường nhìn chằm chằm đối phương. Tự cái này mập heo chính là Pha Vinh, trước tập kích chuyện của hắn cùng người này có quan hệ. Ngươi, các ngươi trả lại cho ta lo lắng làm gì? Mau ra tay, cho ta chém chết hắn, cầm thương súng băng hắn. Mập heo Pha Vinh lúc đầu bị Trần Phi gọi đến tên thời gian, ngay tức khắc biểu hiện ra một loại thất kinh thần sắc. Mà khi hắn sau thần tốc quan sát được Trần Phi hơi có chút ngây người sau, ngay tức khắc sắc mặt nhăn nhó hướng phía bên cạnh mình tiểu đệ giống to hơn, đằng đằng sát khí hình dạng. Nói đùa, hắn Pha Vinh đường đường Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong, hôm nay cư nhiên đều bị không nhận biết cửu nhân tìm tới cửa. Nếu không đem đối phương kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ cho đè xuống, trực tiếp động thủ cho làm thịt, vậy hắn Pha Vinh về sau ở nhọn xa chớ, ở hương cảng còn muốn thế nào trộn. Mẹ, chạy tới tìm lão tử Pha Vinh phiền phức, thật hắn mà muốn chết. Bang bang. Mập heo Pha Vinh vừa dứt lời, kỳ phía sau hai cái vóc dáng thấp bé tây trang đen tiểu đệ ngay tức khắc không chút do dự móc ra thương súng hướng về Trần Phi động thủ. Có mấy cái trên mặt đất co quắp trên mặt đất thằng xui xẻo tiền lệ phía trước, những này mã tử tựa hồ trở nên thông minh sau, hiểu không có thể để cho Trần Phi xuất thủ trước, thẳng thắn trực tiếp sẽ nổ súng. Mục đích chính là vì băng Trần Phi. Hanh! Thế mà, Trần Phi thấy thế nhưng chỉ là chẳng đáng vậy cười lạnh cười, cả người lấy một loại quỷ dị tốc độ trong nháy mắt tránh thoát hai phát, sau đó tiện tay ở bên cạnh trên cửa chính bóp dưới hai khối đầu gỗ mảnh nhỏ. Mạnh một hất ra, mọi người bên tai ngay cả tiếp theo không ngừng vang lên lưỡng đạo nặng nề chí cực nổ đùng. Cũng hai cái động thương súng, mã tử ngực trực tiếp nổ tung hai đóa rực rỡ huyết hoa. Không sai. Trần Phi giết người. Nếu đối phương chỉ là động thủ động cước, hoặc là đao cùng búa, hắn đều lười cùng loại này tiểu mã tử, tiểu đệ tính toán. Có thể bởi vì trước ở Tiêu gia cái kia Philippines quản gia hướng hắn chuyện nổ súng. Dẫn đến hắn hiện tại thập phần chán ghét có người cầm thương, súng chỉ mình, chớ nói chi là nổ súng. Ngươi đã tự mình nghĩ muốn chết, tốt lắm, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hắn cư nhiên có thể né tránh đạn. Bên trong phòng họp không ít người cũng cảm giác mình bây giờ đầu lưỡi đều nhanh muốn đả kết, dại ra không ngớt, thật giống như sống trong mộng. Đây chính là thứ thiệt thương, súng A. Lại có người thật có thể đủ giống như trong phim ảnh này cao thủ võ lâm, siêu nhân vậy tránh thoát đạn. Đây quả thực để cho bọn họ nguyên bản cố hữu thế giới quan bị hủy thiên diệt địa trùng kích, cái này giản đơn thật là làm cho người ta chấn động, giật mình. Mà ngoại trừ tuyệt đại đa số người, còn lại tiểu bộ phân vốn là biết Trần Phi loại người này tồn tại tên, lúc này cũng đang liên tiếp lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt líu lưỡi hình dạng. Quả thật, bọn họ quả thực biết hương cảng chợ đêm, còn có nội địa này cổ vũ giả đều chính mình siêu phàm kinh khủng vũ lực. Nhưng cái này vũ lực cư nhiên có thể làm cho tới bây giờ gần gũi né tránh đạn trình độ, cũng còn là làm bọn hắn trăm triệu thật không ngờ, tay chân một mảnh lạnh lẽo, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật liếc trộm Trần Phi. Siêu! Ngay tất cả mọi người cho rằng chiến đấu có thể bụi bặm rơi xuống đất là lúc, từ mập heo Pha Vinh phía sau đột nhiên lao ra một người đầu chọc, sắc mặt khuôn mặt tương đương hung ác, cầm trong tay một thanh ba cạnh dao găm, cả người lấy một loại làm người ta tập kích khí thế giết đến. Ba cạnh dao găm nhận nhọn lấp lánh lau một cái lục mang. Rất hiển nhiên, cái này đầu chọc tuyệt đối không phải là trước những phế vật kia có thể so sánh, mà là lại một cái chân chính từ núi thây huyết hải trong luyện ra được tên, tuy rằng còn không đến mức có phủ đầu tuấn loại trình độ đó, nhưng là cực kỳ sắc bén đáng sợ, đủ để cho người cảm giác được lau một cái thật sâu máu tanh. Vì vậy người này tối thiểu cũng có thể so với phổ thông nhị lưu cổ vũ cao thủ thực lực. Nếu là tỉ thí bình thường, sợ rằng cổ vũ giả có thể thắng, còn nếu là sinh tử lựa chọn nói, người này mới có thể thắng. Bởi vì chưa từng có từ trước đến nay sát khí là đủ để ảnh hưởng rất nhiều thứ. Nhưng dù vậy,
lấy thực lực của hắn ở Trần Phi trước mặt cũng còn là quá yếu, cổ vũ giả nhị lưu cao thủ cùng một chảy cao thủ trong lúc đó có không cách nào vượt qua khe rãnh, chớ nói chi là Trần Phi hiện hôm nay đã sớm đạt tới luyện khí tam trọng đỉnh, tương đương với nhất lưu cao thủ đỉnh, thậm chí có khả năng càng mạnh. Nếu như ta là ngươi, chỉ sợ cũng không sẽ vì một cái đã định trước tên muốn chết bán mạng. Giữa lúc đầu chọc dao gâm đâm tới, hắn nguyên bản tràn ngập giết sát khí bỗng nhiên sửng sốt, sau đó sợ hãi lên, bởi vì hắn cư nhiên phát hiện mục tiêu của chính mình bỗng nhiên từ tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, ở phía sau hắn hơn một đạo hình người cái bóng, một đạo thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt khi hắn bên tai vang lên, khiến tâm tình của hắn như rơi vào hầm băng. Oanh, phốc suy. Trần Phi nhấc chân hung hăng sủy ở nam tử đầu chọc trên bụng của, theo chỉ thấy kỳ cả người kịch liệt run lên, trong miệng cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt vô thần, thân thể sụi lơ ngã trên mặt đất. Lúc này đây hắn nhưng thật ra không hạ sát thủ, chỉ là nhượng kỳ trên mặt đất mê man một chút mà thôi. Toàn bộ bên trong phòng họp im ắng một mảnh, hầu như tất cả mọi người dùng một loại rung động ánh mắt nhìn Trần Phi. Đặc biệt Đông Hưng đám người kia, bởi vì đối phương mình cũng nói là tìm đến Pha Vinh phiền toái, mà Pha Vinh lại là bọn hắn đổ lão đại, nói chuyện người. Bây giờ còn có người phải tiếp tục đánh sao? Trần Phi mặt không biểu tình, dùng một loại lạnh lùng nhãn thần quét một lần ở đây mọi người. Nếu vị bằng hữu này hôm nay là tìm đến Pha Vinh, nên theo chúng ta mới nhớ không quan hệ. Đã như vậy, bọn ta tự cáo từ trước. Thỉnh, tôi nói chuyện trước vị kia hơn 60 tuổi lão giả nhẹ giọng nói, đồng thời hướng bên cạnh mình tiểu đệ làm cái nháy mắt, ý bảo bọn họ hiện tại mau nhanh đi, đừng chuyến nước đục này. Trong sát na, trong đại sảnh hầu như có gần một nửa người như được đại xá, hoảng hoảng trương trương nhanh chóng hướng ngoài cửa lớn đi đến, có thể có người kế tiếp một câu nói, lại khiến thân thể bọn họ trực tiếp cứng đờ, lại lão lão thật thật đứng ở tại chỗ, không dám lại có chút trái với động tác. Trước hết chờ một chút đi, chờ ta đem chuyện này xử lý xong rồi hãy nói. Trần Phi bình thản mở miệng nói, khiến ở đây tất cả mọi người nội tâm chợt run lên. Vâng, vâng, chúng ta biết. Mới nhớ hơn 60 tuổi lão giả lau trên ót mồ hôi lạnh, lắc đầu cười khổ lại dẫn người ngồi hồi đến vị trí rồi trên, chờ Trần Phi đem chuyện này làm. Bên trong sân những người này tuy nói không tính là Hương Cảng bang phái đứng đầu nhất đại lão, nhưng ít nhất cũng có hai cái là Đông Hưng, mới nhớ phân quán nói chuyện người, cái khác cái gọi là Nguyên lão, tinh anh tay chân, Mã Tử tiểu đệ càng không biết phồn đa, nhưng lúc này, trên mặt bọn họ biểu tình đều giống như là thấy quỷ vậy, run rẩy, hoảng sợ nhìn cửa người tuổi trẻ kia, hoảng hốt có dũng khí cảm giác nằm mộng. Quan lão gia ở trên, cái này hắn ma rốt cuộc là cái gì khủng bố lai lịch thay đổi tai tiểu quái vật. Thậm chí ngay cả đạn đều có thể dễ dàng tùy ý né tránh, Đông Hưng nhọn xa tổ phân quán tối có thể đánh hồng côn, đã ở trên tay hắn cùng trẻ con không có gì khác nhau, tiện tay vài quyền mấy đá đã bị đánh liệt trên mặt đất, tiến khí ít thở ra thì nhiều. Phải biết rằng bọn họ cũng không coi là không gặp thể diện quá lớn, thậm chí ngay cả chợ đêm này chính mình siêu phàm vũ lực tồn tại, đều nhất thanh nhị sở. Có thể, mặc dù là chợ đêm những tên kia, chỉ sợ cũng chỉ có số rất ít mới có thể chính mình đáng sợ như vậy thực lực đi. Chớ nói chi là người trẻ tuổi kia thoạt nhìn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, trẻ tuổi làm cho sợ. Hanh! Trần Phi từ ở một lần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người tại đây, sau đó, rơi vào lúc này đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hoảng sợ mập heo Pha Vinh trên người, chậm rãi nói ngươi chính là Pha Vinh. Ngươi nhận thức ta sao? Nếu là đối phương thật cùng trước tập kích hắn sự kiện kia có quan hệ, tự chắc chắn sẽ không xa lạ hắn gương mặt này. Mà ở nhìn thấy Trần Phi lạnh lùng chất vấn Pha Vinh sau, ở đây này nguyên bản đôi mắt rất dáng vẻ khí thế độc ác Đông Hưng đại lão, lúc này lại từ lâu không biết khi nào chôn xuống đầu đi, một bộ cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không được tư thế. Tuy nói bọn họ cùng Pha Vinh đều là một bang phái xã đoàn, nhưng dù sao cũng không phải một cái mụ ruột, dựa vào cái gì. Làm sao có thể sẽ chủ động xen vào đáng sợ như vậy nhàn sự. Là hắn Pha Vinh bản thân không biết lượng sức, đi trêu chọc loại này có thể nói biến thái tiểu quái vật, cái này cùng bọn họ có dám quan hệ a? Không đáng cầm mệnh đi trang nhân nghĩa. Không biết, không biết, người rốt cuộc là ai, ta Pha Vinh mặc dù là cái nát phụ tử, chuyện xấu cũng làm không ít, nhưng tự nhận là thật đúng là không có lỗi bằng hữu ngươi đi. Hơn nữa ngày hôm nay, là chúng ta Đông Hưng, mới nhớ hai đại bang phái đang nói sự tình, bằng hữu như ngươi vậy,
có đúng hay không có chút quá không đem hai chúng ta đại xã đoàn không coi vào đâu. Thế mà Pha Vinh nhưng thật giống như thực sự chưa thấy qua Trần Phi gương mặt này, mặt tái nhợt kinh hoàng phủ nhận, sau đó thậm chí còn mang ra Đông Hưng, mới nhớ cái này hai can đại kỳ, hy vọng Trần Phi có thể kiêng kỵ một ít. Đông Hưng, mới nhớ. Nhưng Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là không có gì lạ cười cười, đột nhiên đi về phía trước hai bước, vươn một tay tóm Pha Vinh sức tưởng tượng cổ áo, vẻ mặt ghét dễ dàng tùy ý đem thân thể mập mạp nói lên, lạnh lùng nói xem ra ta đưa cho ngươi gợi ý còn chưa đủ à. Nói như vậy, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ từ từ suy nghĩ đi, nếu nghĩ không ra ngươi cũng không cần phải suy nghĩ. Ngay Trần Phi thoại âm rơi xuống gian, hắn dẫn đối phương áo cái tay kia tự hơi chút dùng một ít lực, tiếp theo. Pha Vinh thân thể mập mạp hai chân trực tiếp ly khai mặt đất, cái cổ cũng chỉ cảm thấy bị một bàn eto hung hăng buộc lại vậy, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, mắt không tự chủ lớn lên. Tay, khụ khụ, buông ra, cứu ta. Mập heo Pha Vinh bởi vì hít thở không thông đều nhanh muốn nói không ra lời, mắt tăng thật to như là sắp cổ đi ra, hai chân đã ở đạp loạn, nhưng phảng phất càng ngày càng vô lực. Một màn này khiến ở đây tất cả mọi người nhìn không được phía sau lưng tâm phát lạnh, trong lòng hiện ra nồng đậm sợ hãi. Phải biết rằng tuy rằng ở trong mắt bọn hắn Trần Phi đã cùng quái vật không giống, nhưng Pha Vinh là ai? Đây chính là Đông Hưng danh chánh ngôn thuận bảy đại nói chuyện người một trong, đang giúp nội thân phận địa vị gần với tổng quán Long Đầu, thúc phụ bối lão nhân vật, thậm chí còn có tin đồn nói hắn Pha Vinh còn cùng Đông Hưng phía sau, Hương Cảng Nam đại hào môn một trong Mã gia có quan hệ. Bình thường ai dám mạo phạm hắn? Hoàn toàn là nhọn xa chớ, du ma vùng thổ hoàng đế. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại bị người dường như chó chết vậy huyền ở giữa không trung, tiến khí ít thở ra thì nhiều dãy ruộ thảm trạng phảng phất là đều nhanh muốn hít thở không thông. Một màn này nếu là Đông Hưng những lão gia hỏa kia biết, nhất định sẽ tức giận, bởi vì này hoàn toàn là ở không chút kiêng kỵ phiến bọn họ Đông Hưng mặt. Thậm chí ngay cả đứng ở hắn các Đông Hưng sau lưng Mã gia đều sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cái này dù sao cũng là ở Hương Cảng, ngoại trừ phía chính phủ thế lực ở ngoài ai dám như thế không cho bọn hắn Đông Hưng, không để cho năm đại hào môn một trong Mã gia mặt mũi. Vị bằng hữu này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Pha Vinh hình như thật chưa từng thấy qua ngươi, như ngươi vậy. Thì không thể cho hắn một cái cơ hội giải thích sao? Rốt cục có người nhìn không ra xuống phía dưới. Là một Đông Hưng bên này lão nhân, thoạt nhìn địa vị không thấp hình dạng, vẻ mặt hơi giận nói, nhưng lại hay là không dám nói chuyện giọng nói quá mức. Vâng, đúng vậy, ngươi đến cùng ai? Ta phát thệ ta là thật không có gặp qua ngươi. Trần Phi nghe vậy tay hơi chút buông lỏng một chút, Pha Vinh ngay tức khắc tham lam hô hấp không khí mới mẻ, một đỏ mặt lên hét lớn. Oanh! Trần Phi nghe vậy hai mắt xẹt qua một tia tinh mang. Tiện tay đem làm người ta chán ghét mập mạp thân thể ngã sấp xuống trên bàn dài, thản nhiên nói tốt lắm, ta ngay cho ngươi một ít gợi ý. Nay thiên hơn một giờ chiều, ngoài phi trường tập kích, sát thủ, còn có ta là từ đại lục tới, tên là Trần Phi. Ngươi, sát thủ, không, ta không biết, ngươi đến cùng nói cái gì. Pha Vinh nghe vậy phản xạ có điều kiện sửng sốt, mắt thịt chen chúc trong ánh mắt nhanh chóng lướt qua một tia hiểu ra, sau đó điên cuồng lắc đầu, cả tiếng phủ nhận nói. Thế mà Trần Phi cũng đã đem ánh mắt của hắn biến hóa rất nhỏ nhét vào viền mắt, chợt không thể đưa không cười cười, sắc mặt chợt lạnh lẽo nói tuy rằng ta không quá thích nghiêm hình ép hỏi, bất quá, nếu là chính ngươi muốn tìm cái chết, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Yên tâm, người đợi tự sẽ tự mình nói đàng hoàng đi ra ngoài, ta bảo chứng. Không, không, ta là Đông Hưng Nguyên Lão, ta là Đông Hưng Bảy Đại nói chuyện người một trong, người không có khả năng vu hãm ta. Các ngươi còn lo lắng. A, à, Pha Vinh gặp Trần Phi lại lần nữa hướng mình đi tới, sắc mặt trong nháy mắt đều sợ đến tái nhợt, nhưng vẫn là cường chống đỡ theo đại hống đại khiếu, không hề phủ nhận bản thân cái gì cũng không biết. A, à, không, không muốn, A à, tương đương. Nhưng ngay khi tiếp, Trần Phi một ngón tay nhẹ nhàng mà ở đầu hắn trên điểm một cái, người sau nhất thời cảm giác có 100 vạn, 10 triệu con kiến ở trên người hắn bỏ vậy, sắc bén tuổi một chút xíu gặm ăn máu thịt của hắn, cắn đứt xương của hắn. Vậy đơn giản chính là địa ngục vậy khắc cốt minh tâm thống khổ, khiến kỳ trong nháy mắt sắc mặt dữ tợn hét thảm lên, thanh âm kia cao độ vang vọng thẳng tới trời cao. Ta, ông trời của ta. Ở đây tất cả mọi người chính mắt thấy trong chớp nhoáng này biến hóa, nguyên bản đại hống đại khiếu không hề phủ nhận Pha Vinh như là trong nháy mắt bị ma quỷ chiếm được vậy,
điên cuồng trên mặt đất qua lại lăn, sắc mặt dữ tợn dùng ngón tay ở trên da quàng loạn trừ. Chỉ một lát sau thời gian, thân thể hắn phía dưới chỗ ở một mảnh kia khu vực, lúc này đã hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm đỏ, Pha Vinh y phục trên người, sắc mặt lúc này cũng bị vỡ ra, lộ ra chúng hoành đan sen, vô số vết thương ghê rợn, nhưng lại tất cả đều là hắn dùng ngón tay của mình xé bắt đi ra ngoài. 10 đầu ngón tay trên móng tay đắp đều toàn bộ lật ra, tiên huyết phảng phất không lấy tiền vậy điên cuồng ra bên ngoài trào, khiến ở đây mọi người nhìn thấy đất này ngục vậy một màn, đều không tự kìm hãm được cảm giác sởn tóc gáy, điên cuồng ra đầu tê dại. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Bọn họ vừa rồi tự chỉ nhìn thấy người trẻ tuổi kia lấy tay nhẹ nhàng ở Pha Vinh trên đầu gật một cái, người sau đó là phát điên vậy điên cuồng lăng liệt kêu thảm thiết, ngón tay một viên càng không ngừng tại thân thể các ngõ ngách mãnh liệt xé bắt, như là ma chướng, lại thích giống như đang ở kinh lịch ngoại nhân khó có thể tưởng tượng đáng sợ thống khổ. Kỳ thực cái này trước mắt mọi người phát sinh một màn, cũng liền vừa mới phát sinh chỉ chốc lát mà thôi, chỉ là bởi vì một màn này thật là làm cho người ta kinh khủng, thật là làm cho người ta ra đầu tê dại, cho nên mới để cho bọn họ có một loại sống một ngày bằng một năm ảo giác cảm. Thật giống như Pha Vinh đã trải qua vô cùng vô tận dằn vặt. Để xuống, buông tha ta nói. Ta cái gì đều nói, van cầu ngươi buông tha ta. Mà tự sau đó một khắc, Pha Vinh hình như hoàn toàn khiêng không được, thống khổ hí lăn đến Trần Phi dưới chân hèn mọn điên cuồng hét lên, tiếng kêu thê thảm làm người ta không tự chủ được sắc mặt trắng bệch, tay chân băng lãnh, tim đập loạn. Như vậy thì không được, ta còn tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút ni. Nói đi, con người của ta không có gì kiên trì, rốt cuộc là ai muốn giết ta, ai ra tay. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nụ cười giễu cợt, tùy ý vậy giơ tay lên ở trên hư không gật một cái, Pha Vinh thật giống như mình bị từ trong địa ngục cứu trở về vậy, toàn bộ mập mạp thân thể như là mất nước vậy sụi lơ trên mặt đất, tiên huyết cũng vẫn còn chảy, thế nhưng hắn nhưng thật giống như không cảm giác, toàn bộ đôi mắt trong đều là vô hạn sợ hãi, còn có run. Mà ở nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây nguyên bản trong con người tích lũy sợ hãi trở nên sâu hơn mấy phần, tay chân băng lãnh, thân thể nhìn không được run, nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ. Cái này trong sát na, toàn bộ bên trong hội trường hoàn toàn tất cả mọi người vẫn duy trì yên tĩnh như chết. Ngoại trừ bởi vì chân thực thống khổ, hơn nữa lực kiệt, trên mặt đất rên rỉ Pha Vinh. Chỉ là người trẻ tuổi kia tiện tay ở điểm hai cái. Bọn họ tự chính mắt thấy Pha Vinh như là đã trải qua địa ngục vậy dần vặt thảm trạng, cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng ở đây bất cứ người nào cũng không thể không rõ ràng lắm. Khó khăn, lẽ nào? Trên đời này thật là có cái gọi tiên nhân, cái gọi thần tiên phải không? Lúc đầu ta là nghĩ tính tình của mình tốt vô cùng, nhưng chỉ có không có mắt phế vật càng muốn đến trêu chọc ta. Nói đi, là ai ở sau lưng muốn giết ta, là ai ra tay? Thế mà Trần Phi lại không để ý đến bọn họ, vẻn vẹn chỉ là bình thản nhìn sụi lơ trên mặt đất Pha Vinh, mà ánh mắt kia lại khiến người sau nghĩ so với địa ngục ma quỷ còn muốn khủng bố. Là đại lục hổ báo đường, tối hôm qua bọn họ thập đại khôi thủ một trong đệ tứ khôi thủ tự mình gọi điện thoại cho ta, nhượng ta phối hợp một chút, bọn họ muốn ở Hương Cảng giết người. Đến mức sát thủ kia chắc là thế giới sát thủ bảng bài danh thứ 37 vị hắc sa, cái khác phối hợp động thủ còn có ta hai cái tiểu đệ. Ta chỉ biết nhiều như vậy, ta thực sự chỉ biết nhiều như vậy. Pha Vinh vẻ mặt sợ hãi mở miệng nói, nếu không dám có chút giấu giếm. Trước thì có đề cập tới, lĩnh Nam Hổ báo đường, đây chính là xưng bá tổ quốc Hoa Nam Sơn Hà đáng sợ nhất thế lực, thậm chí ngay cả lĩnh Nam ba tỉnh công an thính, đặc biệt canh gác chỗ đều đối kỳ kiêng kỵ thâm hậu, nguyên nhân ngay ở cái này bang phái nội cất giấu có vài tôn tiên thiên cảnh giới lão quái vật. Vì vậy nếu không phải là cần phải, coi như là quốc gia cũng không muốn đơn giản động bọn họ, bởi vì tiên thiên cường giả bốn chữ này ẩn chứa ý nghĩa thực sự quá khắc sâu, nặng như Thái Sơn. Đến mức Pha Vinh trong miệng cái gọi hổ báo đường thập đại khôi thủ, kỳ thực chính là vài tôn thân ở phía sau màn lão quái vật, gần một ít đến đỡ lên người cầm quyền. Có thực lực đạt đến tới nhất lưu cao thủ trình tự thậm chí đỉnh phong cổ vũ giả cao thủ, cũng có đa trí gần yêu bang phái tổng các quân sự. Cao chỉ số thông minh khoa học gia, thân tín trở vân vân trở đã. Coi là cố ý tiến đến 10 người, chế ước lẫn nhau. Là bọn hắn muốn giết ta. Trần Phi chân mày hơi nhíu, nhưng thật ra thật không nghĩ tới muốn động hắn lại là hổ báo đường phiếu người. Chẳng lẽ là trước ngân hàng giấy tờ chuyện tình bị bọn họ đã biết?
thế nhưng cũng không đến mức a, để hắn như thế một cái tiểu nhân vật, không cần thiết đem chiến trận khiến cho lớn như vậy đi. Oanh, 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 ta thực sự chỉ biết nhiều như vậy, chuyện này thật không trách ta a, đều là hổ báo đường tìm người làm, van cầu ngươi buông tha ta. Ngay Trần Phi còn là nhíu suy tính thời gian, Pha Vinh bỗng nhiên khởi động thân thể ót hướng phía Trần Phi nhắm trên mặt đất dập đầu, khiến cho khắp nơi đều là huyết ấn, dập đầu thanh âm bang bang tiếng vang. Hắn là thật không muốn lại trải qua nhiều lần địa ngục vậy hành hạ, vì vậy lúc này đối với Trần Phi hắn là hoàn toàn sợ, trong lòng căn bản không dám. Nữa có cái khác miên man suy nghĩ, chỉ dám không gì sánh được hèn mọn thỉnh cầu Trần Phi tha thứ hắn. Dù sao, chuyện này quả thực thật cùng hắn không nhiều lắm can hệ. Động thủ tập kích Trần Phi sát thủ kia là hổ báo đường bên kia tìm người, nhiều lắm hắn cũng chính là chụp hai cái tiểu đệ mã tử, ở hoàn toàn không biết chuyện tình huống dưới phối hợp một chút. Tuy có tội, nhưng là không đến mức tàn nhẫn như vậy đi. Cái này mập heo Pha Vinh lúc này là hoàn toàn thực sự bị sợ sợ, phỏng chừng hắn tình nguyện chết, cũng không muốn lại thừa thụ địa ngục vậy dằn vặt. Cái kia cái gì Hắc Sani? Trần Phi nghe vậy không nhịn được quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Đi, đã bị hổ báo đường người đón đi. Hình như đang động hết tay sau bọn họ liền trực tiếp ngồi phi cơ trực thăng ly khai Hương Cảng, còn có chiếc xe kia, cũng bị bọn họ sau chìm đến rồi hải lý mặt. Mập heo Pha Vinh ngay tức khắc thật nhanh trả lời, đàng hoàng không được. Đi, động tác thật đúng là nhanh a. Trần Phi nghe vậy mắt nhịn không được vi híp một cái, trong lòng có dũng khí thập phần khó chịu cảm giác. Thật giống như ra sức một quyền lại đánh tới liễu không chỗ, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Đúng vậy, đi, bọn họ đi thật, Pha Vinh vẻ mặt tái nhợt nói. Không phải là còn có hai cái tiểu đệ sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt lạnh lùng nói. Còn có, Nga, đúng, còn có hai cái tiểu đệ, bọn họ đều bị ta giấu ở chuân cửa đi. Xin cho ta chút thời gian, hai canh giờ, không, chỉ cần một giờ ta sẽ để cho bọn họ xuất hiện ở đại lão trước mắt ngươi. Van cầu ngươi buông tha ta. Pha Vinh không chút do dự đem bản thân hai cái thân tín tiểu đệ bán đi, tái nhợt nói. Hai cái tiểu. Dừng tay. Ngay Trần Phi cau mày chuẩn bị lúc nói chuyện, từ phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một đạo lăng liệt tiếng hét thất thanh, một lát sau. Mười mấy cầm súng tự động hắc y nhân vây quanh một cái 30-40 tuổi trung niên nam tử, cộng thêm một vị khác pha theo một chân, thoạt nhìn nép một bên có 50 tuổi hắc bạch phát lão giả rất nhanh đi đến. Đến mức lăng liệt tiếng hét thất thanh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tới từ vị kia thoạt nhìn có 30-40 tuổi trung niên nam tử. Cả người thoạt nhìn rất có quyết đoán. Long, long đầu, Trần tiên sinh ngươi cư nhiên cũng tới. Đúng lúc này. Tránh ở một bên hơn 60 tuổi lão giả mới nhớ cam tử Tây bỗng nhiên giật mình nói. Không nghĩ tới bản thân bang phái mới nhớ tổng quán long đầu, cộng thêm phía sau màn Trần gia hiện nay trưởng tử cư nhiên đều tới. Thế nhưng, lấy thân phận của bọn họ làm sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây trồng trọt phương, là vì Pha Vinh, còn là, người trẻ tuổi kia. Trần tiên sinh, xin lỗi, là chúng ta đã tới chậm. Ta chính là vừa rồi cùng ngươi thông điện thoại Trần Diệu Dương. Thục Nhàn là thê tử, ngươi, không có sao chứ? Đúng lúc này, bị hơn 10 súng máy hắc y nhân vây quanh 30-40 tuổi trung niên, bỗng nhiên một cái đi giỏi mại đến rồi Trần Phi trước mặt, sau đó sắc mặt có chút cổ quái nhìn một chút bên trong phòng họp tràng cảnh, kinh ngạc nói. Hắn dĩ nhiên không phải người mù, tự nhiên thấy được cái này bên trong phòng họp tình hình cũng không giống như hắn trong tưởng tượng, Trần Phi một thân một mình sông long đàm hổ huyệt, mà người đang ở hiểm cảnh, tình huống thập phần nguy cấp. Trên thực tế cũng chính bởi vì trong lòng có loại này lo lắng, hắn mới ngay cả mình lão phụ đều rất coi trọng mới nghĩa an hiện giữ long đầu Pha Cước Vinh, đều cho kêu đến, và lại vẫn chưa yên tâm lấy được hơn 10 đem súng tự động, chính là sợ Trần Phi gặp chuyện không may. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại phát hiện sự thực hình như cùng trước hắn phỏng đoán có khác nhau trời vực. Nguyên bản lúc này chính hẳn là bầu không khí dương cung bạt kiếm, cùng Đông Hưng đám người kia đàm phán bọn họ mới nhớ tiểu đệ. Lúc này lại cư nhiên như là con cừu nhỏ vậy, một đám thần sắc kinh khủng theo, một đống người chật vật chen ở phòng họp một cái thu hẹp góc, còn giống như hoàn toàn không chê chen chúc. Còn có Đông Hưng này chắc là mã tử tiểu đệ một đống người, lúc này cư nhiên cũng đang chen ở bên trong phòng họp tránh khắp ngõ ngách, một đám mặt tái nhợt dáng dấp, động đều không dám nhúc nhích. Vân vân chờ đã, còn có quỷ gối Trần Phi trước mặt mập mạp,
theo Trần Diệu Dương chạy tới mới nhớ Long Đầu Pha Cước Vinh nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn, nhịn không được lấy làm kinh hãi, ngốc lăng nói Pha Vinh. Tuy nói hắn quý vì hôm nay Hương Cảng Tam Đại Bang Phái một trong mới nhớ tổng quán Long Đầu, mà nếu cái này rung động một màn cũng còn là làm hắn xem ngây người. Pha Vinh trên người khiến người ra đầu tê dại thương thế là cái gì? Cặp chân kia tiếp theo đại than sình sạch vũng máu lại cái gì? Còn có hắn lúc này cư nhiên như thế hèn mọn quỳ gối một người trẻ tuổi trước mặt, trên trán một khối đều nứt ra rồi, tiên huyết giàn giụa. Cái này, dù là Pha Cước Vinh bằng chừng ấy tuổi, tự nhận là coi như là gặp thể diện quá lớn, lúc này cũng không cấm bị dọa đến có chút tứ chi lạnh như băng. Trong mắt hắn, coi như là chợ đêm này chính mình siêu phàm vũ lực thay đổi tai, cũng không quá khả năng khiến Đông Hưng Bảy Đại nói chuyện người một trong Pha Vinh. Biến thành bước này người không ra người quỷ không ra quỷ dọa người dáng dấp đi. Đây cũng quá. Mà đang nghe bên cạnh mình Pha Cước Vinh thúc kinh hô, Trần Diệu Dương không khỏi cả người ngẩn ra, trong con người nhất thời toát ra một loại thần sắc phức tạp. Trách không được lấy hắn anh vợ Đồng Văn Thành hạng thân phận, đường đường đại lục một đường thành chỉ chút nào không tranh cãi một tay, khi biết vị này Trần Phi Trần Tiên Sinh bị tập kích sau biểu hiện như vậy không ổn trọng, thậm chí còn sấm sét tức giận. Ngay cả mình thân muội muội đều không có thể may mắn tránh khỏi ở khó khăn, bị một phen nói rất nghiêm nghị từ ngữ trách cứ, chất vấn. Nguyên lai là bởi vì, này dạng, Trần Tiên Sinh, những thi thể này, có muốn hay không trước xử lý? Sau một khắc, Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài, lại là lấy một loại khinh thị Trần Phi giọng lên tiếng. Mà một màn này, cũng để cho ở đây sở hữu rõ ràng Trần Diệu Dương thân phận mọi người ngây ngẩn cả người. Ánh mắt như là thấy quỷ vậy, tròn tròn mắt hạt châu. Chúng ta giảng đạo lý, tuy nói người trẻ tuổi kia có thể nói là cái thay đổi tai, quả thực không phải người, có thể Trần Diệu Dương lại là nhân vật nào. Hôm nay Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia trưởng tử, đại gia trưởng, Hương Cảng tam đại bang phái một trong mới nhớ chân chính phía sau màn độc thủ. Phải biết rằng năm đại hào môn đây chính là miễn cưỡng có tư cách cùng chợ đêm sánh vai siêu cấp quái vật lớn. Hiện trường phàm là người biết đều hoàn toàn có lý do tin tưởng, năm đại hào môn khẳng định cũng chính mình cái loại này chính mình siêu phàm vũ lực đáng sợ tồn tại. Vì vậy mặc dù là Trần Phi thực sự rất khủng bố, nhưng lấy hắn Trần Diệu Dương thân phận, cũng không đến mức dùng loại này xin chỉ thị vậy giọng nói cùng nói đi. Mà khi nhìn đến cái này làm cho một màn, ở đây ngoại trừ đã chết lặng Pha Vinh có thể hơi chút nhiều, cho rằng đương nhiên, cái khác mặc dù là mới nhớ vị kia tổng quán Long Đầu Pha Cước Vinh. Lúc này cũng có loại tim đập đều ở đây kịch liệt nhanh hơn cảm giác. Nhất là theo Pha Vinh đến đàm phán mấy cái Đông Hưng trên đường lão nhân, lúc này từ lâu đều trong lúc vô tình cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng vẫn còn chửi ầm lên. Khốn cây S.I.O.T.A. người ma Pha Vinh, người rốt cuộc là từ đâu trêu chọc đến đáng sợ như vậy một cái tiểu quái vật. Người muốn chết cũng đừng đem chúng ta những. Này lão cốt đầu kéo trên A, ném ngươi lão mẫu. Mà ở chàng trong lòng tối thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự nhiên là sớm có dự kiến trước Cam Tử Tây mới ghi điểm quán một đám người. May là vừa rồi bọn họ không có xung động, bằng không không nói Trần Phi, sợ rằng quang là bọn hắn tổng quán Long Đầu, phía sau màn đại lão Trần Diệu Dương tức giận cũng đủ bọn họ chịu được. Hơn phân nửa đêm bị bắt cóc cái đều đi hải lý này cá mập đều là nhẹ, may là may là. Các ngươi nhìn xử lý đi, còn ngươi nữa. Việc này tuy rằng cùng ngươi không quan hệ, nhưng ai bảo ngươi gặp được ni. Tử tội có thể miễn mang và khó thoát, tự một tay đi, hiểu ý của ta không? Có lẽ là bởi vì không tìm được chân chính hung phạm, Trần Phi lúc này giọng nói hiển nhiên mang theo một mạch, buồn bực không được, nói tới nói lui giọng nói kia cũng để cho người trong lòng run sợ, ra đầu tê dại. Minh bạch, hừ hừ. Nếu đổi thành những người khác nghe được Trần Phi lời như vậy, phỏng chừng đã sớm nhảy dựng lên chỉ vào Trần Phi mũi loạn mắng. Có thể Pha Vinh nghe vậy nhưng thật giống như quỷ dị tùng một ngụm lớn khí vậy, lung lay lắc lắc đứng lên, đoạt lấy bên cạnh tiểu đệ trong tay khảm đao liền hướng phía tay trái mình bắt chuyện. Trong sát na, chỉ nghe được một đạo thống khổ kêu rên còn có đầu khớp xương rạn nứt thanh âm, một tay vậy vật thể liền phi lạc ở Trần Diệu Dương bên trong tay trên mặt đất, khiến người sau không cầm được mi giác kinh hoàng. Còn có hai nhà hỏa, chính ngươi hãy chờ xem. Trần Tiên Sinh, đa tạ, chúng ta đi thôi. Thấy tình cảnh này Trần Phi rốt cục lười đợi tiếp nữa, thuận miệng bỏ lại một câu nói, xoay người vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Diệu Dương, chúng ta, tổng quán Long Đầu Pha Cước Vinh ngây người nhìn một màn này, hướng Trần Diệu Dương thấp giọng nói.
Vinh Thúc, làm phiền ngươi xử lý dưới chuyện còn lại. Ta đi chiêu đãi, Trần Diệu Dương hướng về Pha Cước Vinh xử một cái ánh mắt, đất cũng còn không đạp nhiệt, tự lại cùng Trần Phi đi ra tư nhân trang viên, lên bọn họ ra xe. Từ Tiêm Sa Tổ Đông Hưng, mới nhớ hai đại bang phái địa bàn chỗ giao giới tư nhân trang viên đi ra, một chiếc dài hơn hãy Lincoln xe có rèm che liền gào thét ở lối đi bộ. Có lẽ là bởi vì tới gần màn đêm duyên cớ, trên đường xe cộ cũng dần dần có chút nhiều hơn, phía trước bài khởi một cái hàng dài. Mà ở vào thời điểm này, mặc dù là cho dù tốt xe cũng chỉ có thể lão lão thật thật đợi được, theo chen chúc dòng xe cộ chậm rãi xử động. Bên trong xe, Trần Diệu Dương liếc mắt một cái chính đang nhắm mắt dưỡng thần Trần Phi, bỗng nhiên nhìn không được mở miệng nói Trần Tiên Sinh, xin lỗi, cho ngươi ở Hương Cảng gặp được như thế không càng nhanh chuyện tình. Trần Tiên Sinh khách khí, động thủ tựa hồ không phải là Hương Cảng bản địa thế lực, hình như cùng ta vậy đến từ Đại Lục Lĩnh Nam tỉnh Giang Nam, Hổ Báo Đường, không biết ba chữ này Trần Tiên Sinh ngươi nghe qua sao? Trần Phi nghe vậy thoáng mở mắt, chậm rãi nói. Hổ Báo Đường. Có thể từ Trần Phi trong miệng nghe được ba chữ này, Trần Diệu Dương lại cư nhiên lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói là bọn hắn. Mà ở nhìn thấy đối phương cái này kỳ quái biểu hiện, Trần Phi hơi có chút nổi lên nghi ngờ, không sai a, là Hổ Báo Đường thì thế nào? Hắn đây là, tốt xấu trước mắt hắn trung niên nhân này cũng là cái gọi là Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia trưởng tử đi. Cũng không đến mức tùy tùy tiện tiện nghe được một cái đại lục hắc bang tên, tự sợ đến như vậy đi. Hiển nhiên cái này không khoa học. Ngạch, khụ khụ, xin lỗi, là ta thất thố. Không nghĩ tới lại là bọn họ ra tay. Có lẽ là nhận thấy được chuyện của mình thái, Trần Diệu Dương lúng túng ho khan mấy tiếng nói. Trần Phi nghe vậy không thể đưa không bĩu môi, nhịn không được hỏi, Trần Tiên Sinh, lẽ nào cái này Hổ Báo Đường rất mạnh đại sao? Cường đại. Trần Diệu Dương nghe vậy ngẩn ra, chợt thoáng cười khổ mở miệng nói nếu là cùng chúng ta Hương Cảng năm đại hào môn so với, Hổ Báo Đường quả thật có thể xưng là cường đại. Có người nói tại nơi cái bang phái nội, có mấy người thực lực rất kinh khủng cổ vũ giả, mặc dù là chợ đêm này chính mình siêu phàm vũ lực tên, cũng không muốn đơn giản trêu chọc, tị kỳ phong mang. Vì vậy chúng ta Trần gia thế hệ trước thường xuyên nhắc nhở chúng ta, phải chú ý tách ra đại lục thế lực trong, thì có Hổ Báo Đường ba chữ này. Trần Phi nghe vậy hai mắt mịt mở hiện lên một xé tinh mang. Có thể làm cho đường đường Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia trưởng tử kiêng kỵ như vậy, cái này Hổ Báo Đường, cũng quả thực lẫn vào rất mở. Bất quá hơi chút suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cũng đúng, dù sao Trần Diệu Dương trong miệng mấy cái gọi là thực lực rất kinh khủng cổ vũ giả, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là Triệu Hâm trước nhắc tới, liên quốc gia đều hết sức kiêng kỵ Hổ Báo Đường tiên thiên cường giả. Phải biết rằng cái loại này tầng thứ tồn tại đã không thể dùng người thường để cân nhắc. Bởi vì hắn ngay cả có theo như vậy một bộ phận phó, cho nên mới càng có thể cảm nhận được cái tầng thứ kia khủng bố. Có thể chút nào nói không khoa trương một câu, nếu là hắn không có vận khí nghịch thiên đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, tu vi thực lực vẻn vẹn chỉ là phổ thông nhất lưu cao thủ trình tự, sợ rằng đều rất khó ở sư phụ hắn trong tay đi qua ba chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, tiên thiên cường giả cùng một chảy cao thủ trình tự thực sự kém rất thật lớn. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi cũng hiểu không cần phải sẽ cùng đối phương đàm luận chuyện này, thẳng thắn thay đổi một đề tài hỏi, Trần Tiên Sinh, đấu giá hội là lúc nào? Đấu giá hội, Nga, ngày 8 giờ tối nay nửa. Bởi vì, này chàng ngoại hạng đấu giá hội là do chợ đêm tự mình dẫn đầu, vì vậy đấu giá hội tổ chức địa điểm là ở nước Cạn Loan. Một tòa chợ đêm kỳ hạ đấu giá hội bên trong sân. Trần Diệu Dương nghe vậy ngay tức khắc mở miệng nói. Hương Cảng chợ đêm, là áp đảo năm đại hào môn trên khủng bố hắc ám tổ chức, cũng là ở cảng duy nhất một chân chính có thể khiến phía chính phủ thế lực kiêng kỵ, nhức đầu tồn tại. Nội tình hết sức đáng sợ, sừng sững ở Hương Cảng đã kéo dài hơn 10. Nhiều năm, thậm chí ngay cả năm đại hào môn đơn độc ý một cái lôi ra đến, ở kỳ trước mặt sợ rằng đều chỉ có thể như trẻ con vậy nhỏ yếu. Theo như cái này thì, đây mới là Hương Cảng hắc thế lực ngầm trong chân chính ở vào đỉnh phong nhân vật, bất quá những năm gần đây lại có vẻ đê điều rất nhiều, không hiện núi, giấu giếm nước, nhưng ngoại giới không chỗ nắm lấy. Màn đêm buông xuống, từng chiếc một xa hoa hào xe lái vào được khen là Hương Cảng tầng cao nhất người giàu có khu biệt thự nước Cạn Loan. Đại biểu cho đêm nay nơi này nơi nào đó có lẽ sẽ có một hồi khó có được thịnh hội, đã định trước phi thường náo nhiệt. Mà ở nước Cạn Loan chỗ cực sâu,
lại có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vót tòa thành. Không, không sai, lại là một tòa chân chân chính chính tòa thành. Của mọi người nhiều cây tường vi cùng bụi gai vần quanh dưới, rêu xanh thạch bích lượn lờ theo từ xưa trang nhã quang huy, đình tiền biệt viện, thạch bích thành tường, dài hành lang. Ban đêm cổ bảo như hết thảy đều từ yên lặng trong sống lại vậy, hoa lệ ngọn đèn chập chờn loài người thân ảnh. Đủ tính thước cao binh sĩ pho tượng dơ cao trường kiếm, tuyên thệ thủ vệ. Làm xe cộ chậm rãi lái vào chỗ ngồi này thần bí tòa thành sau, Trần Phi mắt hơi híp, trầm mặc nhìn đây hết thảy, viễn phương tòa thành trên chập chờn yếu ớt ánh trăng. Tuy rằng, tòa thành này bảo thoạt nhìn cũng không có khoa huyễn điện ảnh trong khoa trương như vậy, thế nhưng cái này dù sao cũng là ở Hương Cảng A. Như vậy một tòa nhân khẩu siêu cấp dày đặc hiện đại hóa quốc tế đại đô sẽ, lại cư nhiên có thể có như vậy một tòa chân thật tòa thành, và lại hay là đang cái này cảng tối theo danh người giàu có khu biệt thự nước Cạn Loan. Khác đều có thể không nói, chỉ là loại năng lực này, cũng đủ để liên Trần Phi đều thất kinh, nhìn với cặp mắt khác xưa. Có lẽ là bởi vì kiêng kỵ duyên cớ, chợ đêm ở Hương Cảng có rất đại đặc quyền, tựa như cái này cổ bảo, toàn bộ Hương Cảng cũng chỉ có cái này một tòa. Trần Diệu Dương lời này như là đang mở thích, cũng giống là đang cảm thán. Dù sao đắt như bọn họ năm đại hào môn một trong Trần gia, cũng không có biện pháp tu kiến như vậy một tòa xưng bá. Đây không phải là vấn đề tiền, mà là thiếu tư cách. Trần Tiên Sinh, xin chào, người không sao chứ? Ta nghe đại ca nói người bị người tập kích, thực sự là xin lỗi, xin lỗi. Ngay Trần Diệu Dương dài hơn Lincoln đứng ở cổ bảo trước cửa, Trần Phi chậm rãi từ trên xe bước xuống sau. Ngay tức khắc có một đạo làn gió thơm xông vào mũi hiện lên mà đến, chính là một thân lễ phục dạ hội trang phục Đồng Thục Phân. Chỉ thấy hắn bây giờ biểu tình thập phần áy náy, có lẽ là nghĩ nếu không là bởi vì mình nhi tử liều lĩnh, dẫn đến Trần Phi bị tức giận một người ly khai, cũng sẽ không có đến tiếp sau một loạt chuyện xảy ra. Dù sao nếu là bọn họ cùng nhau rời đi, ở Hương Cảng, dám đối với bọn họ Trần gia người chính diện hạ thủ thế lực, thật không nhiều. Đa tạ đồng nữ sĩ quan tâm. Bất quá ta không có việc gì. Chúng ta còn là đi vào trước đi, đây chính là tòa thành A, lớn như vậy, ta tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thực sự. Trần Phi hướng về phía Đồng Thục Nhàn khách khí cười cười, sau đó xoay người quan sát trước mặt chỗ ngồi này cao vót cổ bảo, kìm lòng không đậu cảm thán nói. Nếu chờ mình có tiền, có muốn hay không ở Bắc Sơn cũng tu, sửa cái đồ chơi này đi. Trần Phi sờ sờ cằm, có chút ý động. Thế nhưng, Thục Nhàn, chúng ta còn là đi vào trước đi. Đồng Thục Nhàn nghe vậy lúc đầu còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Trần Diệu Dương bỗng nhiên cắt đứt. Trải qua cái này một hai canh giờ tiếp xúc xuống tới, Trần Diệu Dương nhưng thật ra đã sơ bộ mạc thanh sở Trần Phi tính tình, biết hắn tuy rằng lực lượng rất khủng bố, nhưng dù sao vẫn là ở vào thanh niên nhân cái kia giai đoạn, thiếu trầm ổn, lại thêm trước cũng không có tìm được tập kích mình sát thủ, vì vậy lúc này trong lòng khẳng định khó chịu, không muốn nhắc lại chuyện này. Vì vậy hắn mới sẽ chọn ngăn cản. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ như thế, còn có một cái nguyên nhân chính là cố kỵ hổ báo đường. Dù sao đứng ở Trần gia trưởng tử, đại gia trưởng thân phận độ lớn của góc đến cân nhắc, hắn tự nhiên không muốn cuốn vào loại này trình độ kinh khủng chính là không phải, chân thực không cần thiết. Nhìn ai vậy, đây không phải là Diệu Dương sao? Coi như chúng ta coi như là đã lâu không gặp đi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo có chút khàn giọng thanh âm già nua, giọng nói có chút bất hòa thiện. Trần Phi nghe vậy nhíu mày, không khỏi quay đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy từ tránh Rolls-Royce siêu cấp limousine trên, xuống một già một trẻ, lão nhìn lớn ước chừng 60-70 tuổi, vóc người mập mạp, sắc mặt cũng rất khô ráo, ăn mặc một thân tây trang giữa hai lông mày có vẻ không ai bì nổi. Đến mức ít, Trần Phi khóe mắt dư quang liếc về kỳ bỗng nhiên mạnh lấy làm kinh hãi. Kim sắc xốc xếch tóc, bích màu xanh nhạt yêu dị thống khổ, cực kỳ tuấn lãng người ngoại quốc khuôn mặt, tái nhợt da thịt, còn có trong máu ẩn chứa dâng trào kỳ dị lực lượng. Con người của hắn mịt mờ xẹt qua một tia tinh mang, khóe miệng theo nhếch lên một loại độ cung. Hấp huyết quỷ. Hắn là thật không nghĩ tới, ngày hôm nay không chỉ có gặp được bình thường điện ảnh trong mới có rộng rãi, cao vót cổ bảo, lại còn liên đới đụng phải phương Tây hắc ám thế giới thần kỳ loài hấp huyết quỷ. Năm mới khi còn bé hắn theo bản thân sư phụ học võ thời gian, sư phụ hắn tự từng nói cho một ít hắn về phương Tây hắc ám thế giới tin tức, cái gì hấp huyết quỷ, bóng đẻ u linh, tử linh vu sư, đêm trăng lang nhân vân. Vân chờ đã,
chờ các loại phương Tây kỳ huyễn tiểu thuyết trong loài, nhưng thật ra là chân thực tồn tại. Mà mấy thứ này mặc dù không có trong tiểu thuyết viết khoa trương như vậy, nhưng vẫn là ủng hữu trùng trùng bất khả tư nghị lực lượng, cùng Hoa Hạ nội lục thần bí cổ vũ giả chạy song song với. Những người không thể coi thường. Về phần hắn trước mắt nhìn thấy cái này người phương Tây, tuy rằng đích thật là cái hấp huyết quỷ, nhưng hình như cũng chính là cái cấp bậc thấp nhất nam tước, vẻn vẹn chỉ tương đương với cổ vũ giả trong tam lưu cao thủ trình tự mà thôi. Cái này đơn giản chính là mới mẻ một điểm, nếu đổi lại là cái khác cùng bằng nhau cổ vũ giả tam lưu cao thủ, Trần Phi phỏng chừng xem đều lười liếc mắt nhìn. Mã Thúc, đúng lúc này, Trần Diệu Dương ở một bên khẽ khom người hướng không ai bì nổi lão giả giơ tay lên, vẻ mặt lạnh lùng trong hơi hơi mang theo một chút lạnh ý. Theo lý thuyết, lấy hắn Trần Diệu Dương Trần gia trưởng tử, đại gia trưởng thân phận, hoàn toàn không đến mức hướng tùy tùy tiện tiện một người khách khí như vậy. Nhưng thân phận của đối phương lại không bình thường, chính là Hương Cảng năm đại hào môn trong bài đệ tam Mã gia gia trưởng Mã Thế Hào. Vì vậy mặc dù bọn họ Trần Mã hai nhà từ hơn 10 năm trước bắt đầu vẫn không đúng lắm phó, thậm chí tương hỗ căm thù, nhưng dù sao đối phương là cùng hắn phụ thân nhất cái bối phận, đều thất lão 80. Ở chưa triệt để xé rách ra mặt trước, hắn cũng chỉ có thể dối trá duy trì loại này giả khách khí, miễn cho bị một ít người bắt được cái chuôi, nói xấu. Hanh! Một thân mập mạp Mã Thế Hào Trần Diệu Dương như vậy trầm trụ khí, hừ lạnh một tiếng, chợt lại đưa ánh mắt về phía Trần Phi, một đôi hẹp dài mập mạp mắt thịt gian bay vút quá một tia lành lạnh hàn mang, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng miệt thị nói chính là ngươi dám can đảm hướng chúng ta người Mã gia hạ thủ. Pha Vinh chính là Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong, mà Đông Hưng lại là bọn hắn Mã gia đến đỡ lên khôi lỗi, vì vậy nghiêm ngặt lại nói tiếp, Pha Vinh tự nhiên coi như là Mã gia người. Hương Cảng năm đại hào môn, hầu như mỗi người đều là cái loại này có tư cách ngầm xưng vương xưng bá, lấy thúng úp voi quái vật lớn, chớ nói chi là năm đại hào môn bài danh trong Mã gia cao hơn nữa gia Trần gia hai vị, bài đệ tam, tự nhiên có nội tình, năng lượng tăng thêm sự kinh khủng, làm cho kiêng kỵ. Không chỉ có như vậy, nhất là vị kia Mã Thế Hào, cùng Trần Diệu Dương lão phụ thân nhất cái bối phận lão gia này, càng một vị Italia tịch hỗn huyết người Hoa, và lại từ nhỏ thiên phú hơn người, thức tỉnh rồi trong truyền thuyết phương Tây hắc ám thế giới dị năng lực lượng. Không sai, chính là loại người như vậy các chỉ cho rằng đại màn huỳnh quang trên mới phải xuất hiện, lấy người phàm lực điều khiển trong thiên địa các loại nguyên tố nước lửa phong thổ lôi vân. Vân chờ đã, thần bí dị năng. Thậm chí từ lúc Mã Thế Hào năm, 60 tuổi tuổi còn trẻ thời gian, hắn là có thể y theo dựa vào chính mình đáng sợ dị năng lực, đánh bại cổ vũ giả nhị lưu đỉnh cao thủ. Hơn nữa tục truyền, gia tộc bọn họ còn cùng Italia thế giới dưới đất ta mafia lui tới mật thiết, vì vậy nhân vật như vậy nhà giàu có đương nhiên có thể sử dụng đáng sợ để hình dung. Đặc biệt hắn lúc này trên cao nhìn xuống, giữa hai lông mày phảng phất không ai bì nổi. Lấy một loại thượng vị tư thái lạnh lùng miệt thị Trần Phi thời gian, ở đây mọi người thậm chí đều có một loại ảo giác. Đó chính là bọn họ lúc này cũng không giống như là ra ở nước cạn loan ở chỗ sâu trong cổ bảo trong, mà là bị một đạo đáng sợ sa mạc long quyển tập kích, hủy thiên diệt địa, áp lực làm cho hít thở không thông. Mã Thúc, thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương tự nhiên sắc mặt tương đương xấu xí. Hắn tuy rằng cũng không giống Ngựa Thế Hào vậy chính mình đáng sợ dị năng lực lượng, chỉ là cái người thường. Nhưng hắn dù sao cũng là Trần gia trưởng tử, hôm nay đại gia trưởng, bên cạnh tự nhiên thời thời khắc khắc đều theo người. Làm Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia nội tình lực lượng. Hanh! Chỉ nghe được một tiếng sấm rền vậy hư lạnh, đứng ở Trần Diệu Dương phía sau khôi ngô đến mức tận cùng hai thước cao hộ vệ áo đen mạnh bước lên trước, trong nháy mắt bản bị phình cơ thể chống đỡ tây trang càng phồng lớn, hư vô gian phảng phất có từng cổ một khí lưu ở lan tràn, khiến không khí chấn động. Khiến không ai bì nổi Mã Thế Hào sắc mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Trưởng bối trong lúc đó đang nói, người loại này lập tức người không biết nên làm như thế nào. Chỉ thấy kỳ hừ lạnh một tiếng, hắc y khôi ngô bảo tiêu trong nháy mắt biến sắc, ngực nếu như gặp búa tạ trùng kích vậy mạnh hanh một tiếng, sắc mặt không bình thường hồng nhuận. Rất hiển nhiên, cái này Trần Diệu Dương cận vệ tuy rằng cũng chính mình không phải người bình thường siêu phàm vũ lực, có thể nhường cho hắn đơn độc đối mặt Mã Thế Hào cái này lão yêu quái lúc, cũng vẫn có như vậy giờ lực bất tòng tâm. Mà ở nhìn thấy một màn này, làm Trần gia trưởng tử Trần Diệu Dương càng sắc mặt khó xử, âm trầm như nước, vẻ mặt tức giận khiển trách Mã Thúc, ta mời ngươi là cùng cha ta cùng thế hệ lão nhân gia.
có thể ngươi như thế trang cố thân phận, ỷ lớn hát yêu ta nhỏ, có đúng hay không có chút quá phận, không đem chúng ta Trần gia để ở trong mắt. Ở Hương Cảng năm đại hào môn bài danh trong, tuy rằng bọn họ Trần gia chỉ xếp hạng cuối cùng vị trí, đủ Lạc Hậu Mã gia hai cái thứ tự. Có thể, coi như là như vậy, bọn họ Trần gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy, có thể cho người ý đạp vào mặt, tùy ý xoa nắn. Trên thực tế, Hương Cảng năm đại hào môn hoàn toàn là ở vào ngang hàng vị trí, là một cái thứ bậc quái vật lớn tồn tại. Vì vậy hắn Mã Thế Hào cư nhiên như thế không đưa hắn cái này Trần gia trưởng tử, đại gia trưởng không coi vào đâu, và lại hay là đang cái này trong công chúng trường hợp, cái này có phải là thật hay không có chút hơi quá đáng. Bất quá là giúp hiền chất người dạy một chút không biết nặng nhẹ hạ nhân, lại có cái gì quá không quá phận. Mã Thế Hào nghe vậy khàn khàn lão mắt hiện ra lau một cái hung quang, nhưng cuối cùng vẫn không có bạo lộ ra, thay một bộ nụ cười dối trá, thản nhiên nói, coi như là bỏ qua mới vừa tất cả. Ngươi, vậy đa tạ Mã thúc ngươi. Trần Diệu Dương tuy rằng nộ cấp, nhưng vẫn là chỉ là thở một hơi thật dài, thầm nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Trước không nói đối phương có thể lực áp cổ vũ giả nhị lưu cao thủ đỉnh cường giả đáng sợ dị năng thực lực, liền nói phía sau hắn cái kia khổng lồ, đáng sợ Mã gia, để hắn không cách nào xung động. Chính như trước Mã Thế Hào nhường nhịn vậy. Dù sao lấy thân phận của bọn họ, cần phỏng chừng cùng nhường nhịn chuyện tình quả thực rất nhiều. Nếu không, Hương Cảng năm đại hào môn trong hai đại nếu là muốn khai chiến nói, trước không nói ngoại giới có thể hay không ngăn cản, coi như là chính bọn nó. Phỏng chừng cũng không muốn nhìn thấy một màn kia, bởi vì cần trả giá cao chân thực quá lớn, quá, khó có thể tiếp thu. Có thể hắn Trần Diệu Dương cần cố kỵ chuyện tình rất nhiều, nhưng người kia lại không cần. Chỉ thấy sẽ ở đó Trần Diệu Dương cùng đối phương ám chiến giao phong chung kết sau, Trần Phi không thể đưa không bĩu môi, thản nhiên nói được rồi, Trần tiên sinh chúng ta hay là đi thôi, tiết kiệm lưu lại nơi này thấy bẩn đồ vật, bẩn mắt. Cũng liền chính là một cái bê cấp dị năng giả mà thôi. Thật cho là mình vô địch. Tự chút bản lãnh này còn lớn lối như vậy, nếu là trêu chọc đến không nên trêu chọc người, chết cũng không biết chết như thế nào đi. Cái gọi là B cấp dị năng giả, chính là phương Tây hắc ám thế giới dị năng giả đẳng cấp phân chia. C cấp tương đương với tam lưu cổ vũ giả, B cấp tương đương với nhị lưu cổ vũ giả, A cấp tương đương với nhất lưu cổ vũ cái này, S cấp bậc tương đương với tiên thiên cường giả. Cho nên nói trắng Mã Thế Hào cái này ở Trần gia trong mắt người rất kinh khủng B cấp đỉnh dị năng cường giả, ở Trần Phi trong mắt kỳ thực cũng liền chỉ là cái nhị lưu mà thôi, nhiều lắm cũng bởi vì phương thức công kích bất đồng, giác thấp cấp cổ vũ giả hơi chút chiếm một ít ưu thế mà thôi, cũng tự chuyện như vậy. Vì vậy hắn chân thực không nghĩ ra đối phương đến cùng có cái gì cuồng ngạo tư bản, có tư cách gì ở trước mặt hắn như vậy không ai bì nổi. Nếu là lão già này thật như vậy không có đầu óc nói. Ta đây cũng không ngại giúp ngươi thanh tỉnh một chút, tiễn ngươi một đoạn đường. Hanh, bất quá, dĩ nhiên, những, này cũng chỉ là Trần Phi mình ở trong lòng nghĩ, cái khác Trần Diệu Dương, đồng thục nhàn đám người đương nhiên không biết Trần Phi thực lực có kinh khủng bực nào, bao lớn nắm chặt hoàn toàn không đem đối phương không coi vào đâu. Bọn họ chỉ biết là Mã Thế Hào có dị năng lực lượng thập phần đáng sợ, không chỉ có thể đánh bại đại lục nội địa nhị lưu cao thủ đỉnh cường giả. Càng liên chợ đêm đều khá cho hắn vài phần mặt mũi, tầm thường việc nhỏ cực kỳ dễ dàng tha thứ, dĩ hòa vi quý. Thậm chí ngay cả Italia thế giới dưới đất ta mafia, đều cùng với trưởng quản Mã gia có thiên ti vạn lũ quan hệ phức tạp. Thử hỏi như vậy một cái người đáng sợ vật, lại là Trần Phi loại này thanh niên nhân có thể đơn giản làm tức giận. Trần tiên sinh, đừng! Trần Diệu Dương phía sau mọc lên một tia lương khí, nhịn không được hướng về Trần Phi nháy mắt. Oanh! Nhưng vào lúc này, một làm người ta kinh hãi như thực chất vậy khí thế bạo phát, từ Mã Thế Hào thất lão 80 khô nhỏ gầy thân thể hiện ra đến, một đôi khàn khàn đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy hàn mang cùng sát khí, lạnh lùng cười to nói tốt, tốt, tốt. Thật lâu không người nào dám cùng Mã Thế Hào nói như vậy. Hơn nữa còn là người cái này cuồng vọng hậu sinh, tốt, thực sự tốt. Làm Hương Cảng năm đại hào môn Mã gia gia trưởng. Mã Thế Hào không chỉ có đáng sợ dị năng lực lượng, nhưng lại cùng Italia thế giới dưới đất ta mafia có thiên ti vạn lũ quan hệ, sớm cho là mình mặc dù không phải là đặt chân thế giới này đứng đầu nhất nhân vật, nhưng nhiều lắm cũng liền vẻn vẹn chỉ kém như vậy một đường. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại cư nhiên bị một cái nho nhỏ hơn 20 tuổi thanh niên nhân như vậy trào phúng. Là nên nói tuổi nhỏ ni,
còn là không biết lượng sức. Nói chung hắn lúc này nội tâm đã tràn đầy lãnh ý, cấp cho can đảm đó dám mạo hiểm phạm mình tiểu bối một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Ha ha, xin lỗi má thúc thúc, tha thứ ta bất chi bất giác nở nụ cười. Bất quá người Hoa các ngươi còn thật biết điều, bằng chừng ấy tuổi sẽ nói mạnh miệng sao. Đúng lúc này, một đạo hơi một chút cười nhạt tiếng vang lên, cũng vẫn đứng ở Mã Thế Hào sau lưng kim mã người ngoại quốc phát ra. Đây là một cái thoạt nhìn rất anh tuấn, rất có khí chất bạch nhân nam tử, giống như là điện ảnh trong này cái gọi vương tử vậy. Sáng chói tóc vàng, cao vót mũi, xanh thẳm kỳ dị hai mắt, góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ khuôn mặt. Có thể hắn khuyết điểm duy nhất chính là sắc mặt quá mức tái nhợt, dĩ nhiên, cũng còn có cái loại này giọng nói làm cho chán ghét. Trần Phi sau khi nghe ngẩng đầu nhìn phía hắn, mâu quang trong xẹt qua một tia lãnh mang. Có ý tứ, xem ra chính mình thật đúng là trời sinh tự mang nam châm thuộc tính, cái gì không giải thích được quỷ tên đều phải đi lên đụng. Ha ha, Stavia, thật là làm cho ngươi chê cười. Mặc dù có chút không được tốt ý tứ thừa nhận, nhưng chúng ta người Hoa quả thật có tật xấu này, tự cho là đúng, không biết lượng sức. Mã Thế Hào giả vờ yêu nhã cười cười. Khàn khàn đôi mắt ở ngôn ngữ thanh cuối cùng lược hướng Trần Phi, có lau một cái hàn ý ở trong đó quanh quẩn, lạnh như băng. Ha ha! Được xưng là Stavia ngoại quốc thanh niên nhân yêu nhã gỡ gỡ bản thân bên tai tóc vàng, sau đó có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn Trần Phi giống như là đang nhìn xiếc thú đoàn vở hài kịch, tự tiếu phi tiếu nói xin lỗi, còn không có giới thiệu tự ta. Bất quá người cả đời này có thể nghe thế cái dòng họ, coi như là vinh dự đi. Ta gọi là Tư Đồ Duy Upred. Đến từ Italia. Ý, Italia, Brett gia tộc. Trần Phi nghe vậy đều còn chưa lên tiếng, một bên Trần Diệu Dương cũng đã triệt để kinh hô lên. Làm hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia trưởng tử, đại gia trưởng, hắn đương nhiên biết rõ Brett ba chữ này ở Italia, ở Âu Châu phiến thổ địa ý vị như thế nào. Làm thế giới hắc ám tổ chức dưới đất mafia tối khởi điểm phát nguyên. Âu Châu cộng chính mình 11 cái mafia gia tộc, Italia tự ở trong đó chiếm 5 cái. Đây là một cái tương đương cao tỷ lệ, đáng sợ chữ số. Hơn nữa cái này 11 cái mafia gia tộc cũng không phải hoàn toàn bình đẳng, mà là căn cứ gia tộc kia nắm giữ thực lực, phân làm phổ thông mafia gia tộc cùng với mafia đại gia tộc. Hiển nhiên, từ độ uy áp tới mục đích bản thân Brett gia tộc, chính là Âu Châu 11 mafia gia tộc có chừng 3 đại một trong những gia tộc. Nếu hắn không là Trần Diệu Dương không có khả năng cây Ethiota sợ như vậy. Brett gia tộc, xin lỗi, ta hình như chưa từng nghe qua, cũng không có hứng thú biết. Bất quá, Stavia đúng không? Nơi này là ở Hoa Hạ, lẽ nào ngươi trưởng bối trong nhà không nói cho ngươi biết tới đây từ xưa quốc gia lúc, phải khiêm tốn một ít sao? Nếu không, cánh nhưng là sẽ bị bẻ gãy. Thế mà Trần Phi lúc này sớm đã thành mặt không biểu tình lên, lạnh lùng thản nhiên nói. Italia mafia gia tộc, rất nghiêu ép. Ngươi nói cái gì? Stavia Brett là ai? Đây chính là Italia mafia đại gia tộc Brett một thành viên, tuy rằng không tính là cốt lõi nhất, nhưng ở trẻ tuổi trong coi như là Brett gia tộc người nổi bật, xuất môn tại ngoại có ai không a dua nịnh hót, kính vi quý khách. Chưa từng nghe qua như vậy cuồng vọng nói. Chưa từng nghe qua Brett gia tộc đại danh, cái này có thể lý giải, bởi vì thiếu trình tự, tư cách. Nhưng nghe giọng nói kia lại là không đem bọn họ vĩ đại Brett gia tộc không coi vào đâu, đây là bực nào khiêu khích. Sợ rằng Italia vương thất cũng không dám nói ra lời nói này. Mà nếu để cho gia tộc những người đó, biết hắn Stavia ở bên ngoài nhường vĩ đại Brett gia tộc chịu nhục nói, sợ rằng đợi hắn sẽ là thập phần phiền toái hậu quả, thậm chí khó có thể thừa thụ. Nhất niệm đến nước này, hắn xanh thẳm đôi mắt hiện ra một điểm hàn quang. Ngươi thật là một không hữu hảo người Hoa, hơn nữa rất xin lỗi, ngươi nhượng ta sinh khí. Vĩ đại Brett gia tộc không cho vũ nhục, từ anh Tuấn Stavia trong miệng thổ lộ ra thanh âm lạnh như băng, tràn đầy sát ý, nhiệt độ không khí chợt lạnh lẽo lên. Vân vân chờ đã, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây chính là ở chợ đêm cổ bảo trong. Trần Diệu Dương thấy thế sắc mặt cũng có chút thay đổi, mang ra chợ đêm muốn đối phương kiêng kỵ. Ngược lại không phải là đối phương Stavia thực lực cá nhân nhường hắn sợ, mà là đối với phương sau lưng Brett gia tộc. Toàn bộ Âu Châu xưa nhất 11 mafia một trong những gia tộc, hơn nữa thậm chí còn là cường đại nhất mafia đại gia tộc, làm cho kiêng kỵ. Thế nhưng hắn tuy rằng kiêng kỵ như vậy, Trần Phi lại không dù cho đinh giờ lý do sợ.
gặp người ý Stavia lớn lối như thế, nhìn đây ý là cấp cho hắn dở nhan sắc nhìn một cái, điều này không khỏi làm trong lòng hắn tích lũy đã lâu hờn dỗi càng lớn mạnh một ít, khóe miệng vẽ bề ngoài dáng tươi cười càng ngày càng lạnh, khinh thường nói đối đãi không cần hữu hảo người, ta từ trước đến nay cũng không có nghĩa vụ hữu hảo. Ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận chút, nơi này là ở Hương Cảng, là ở Hoa Hạ, nếu là phạm sai lầm, sợ rằng ma quỷ tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, hắn xoay người hướng phía chính vẻ mặt hốt hoảng Trần Diệu Dương, cùng với từ lâu thần sắc đờ đẫn Đổng Thục Nhàn vung tay lên nói Trần tiên sinh, Đổng nữ sĩ, chúng ta đi thôi. Ta không muốn tái kiến hai cái này thảo nhân ghét tên, bởi vì bọn họ nhượng tim ta tình không tốt lắm. Làm càn, đứng lại cho ta. Ngươi có tin ta hay không hiện tại để ngươi xuống địa ngục, lẽ nào trường bối của ngươi tựu không có dạy qua ngươi, muốn tôn trọng trưởng bối sao? Mã Thế Hào gặp Trần Phi chính là một người trẻ tuổi, lại dám khi hắn Mã Thế Hào còn có Brett gia tộc thành viên trước mặt như vậy làm càn, không khỏi tức giận đến vẻ mặt đầu cái liên tục, tay chỉ vào Trần Phi khiển trách. Đã có thể sau đó một khắc, ở đây mọi người lại đột nhiên cảm giác được bầu không khí chợt thay đổi lạnh, một đáng sợ áp lực không giải thích được xuất hiện ở người trước. Nhưng mọi người tại đây đều đôi mắt co rút lại. Lão già kia, xem ra ngươi cái này miệng, còn thật là có chút không quản được a. Lão già kia đang nói lần nói thời gian, Trần Phi vừa mới chuẩn bị đi vào cổ bảo đại môn, nhưng ngay khi hắn nghe được Mã Thế Hào nói hắn trưởng bối không dạy qua các loại này nói sau, bỗng nhiên đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu lại nhìn lão già hỏa kia, giọng nói băng hàn nếu vạn trở hàn băng, làm cho đầu khớp xương đều ở đây phát lạnh. Hắn lúc đầu từ nhỏ liền theo mẫu thân lớn lên, không có ba ba, sau đó cơ duyên xảo hợp theo sư phó của mình học võ, cho nên đối với lời như vậy để tương đối mẫn cảm, cũng tương đương kiêng kỵ. Bởi vì hắn mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem một mình hắn nuôi lớn, còn có sư phụ hắn giáo hội hắn bản thân võ nghệ, đây là thiên đại ân huệ, khó có thể hồi báo, vì vậy hữu khởi dung ngoại nhân tùy tùy tiện tiện kỳ lệch ra. Cái này tương đương với nghịch lân của hắn. Ha ha! Có thể Mã Thế Hào lại chút nào không nhận thấy được mình đã bước chân vào lôi khu, lúc này chính giữa hai lông mày không ai bị nổi cười nhạt, tràn đầy Trần Phi khiển trách thanh niên nhân, nên có người tuổi trẻ giác ngộ. Trường bối của ngươi là ai? Hắn ở nơi nào? Quả thực vô pháp vô thiên. Muốn Mã Thế Hào là thân phận gì? Cái này bình sinh sợ rằng vẫn là lần đầu tiên bị chính là một người trẻ tuổi như vậy chỉ vào mũi mắng, không khỏi càng phát ra buồn bực, lời nói ra cũng là càng phát ra tự tìm tự lộ. Trường bối của ngươi là ai? Hắn ở nơi nào? Ha ha, đây quả thực là tự làm bậy không thể sống. Cùng lúc đó, cổ bảo góc ngoài rơi trong bóng tối, cũng có một đạo còng xuống thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi ấy, sử theo quải trượng, khom người, ăn mặc một thân sâu màu xám cho áo choàng, đem khuôn mặt còn có thân thể đều yểm đắp lên, chỉ có nhàn nhạt khàn giọng già nua thanh than nhẹ người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng lệ. Ha ha! Chỉ là khàn giọng than nhẹ thanh âm mới nói được phân nửa, lại bỗng nhiên ngừng, tiềm tàng ở trong bóng tối hai mắt theo hiện ra lau một cái giật mình. Kèm theo một đạo tiếng cười lạnh nhàn nhạt vang lên, cuồng bạo khí thế chợt gào thét, khiến cả tòa dây leo cùng bụi gai răng đầy cổ bảo đại môn đều phảng phất thoáng chấn run lên một cái vậy. Trần Phi hóa thân mãnh hổ nén giận xuất thủ, nếu như Hoàng Hà vỡ đê vậy một quyền khinh khủng hung hăng hướng phía Mã Thế Hào cặp kia bỗng nhiên kinh hãi hai mắt oanh khứ. Cuốn lên cuồng vân nếu cao thiên. Chiêu thức kia, chẳng lẽ là cái kia chết tiệt lão gia này. Cổ bảo góc tối trong thân ảnh giọng nói dị dạng, theo sát mà thân thể lóe lên, cư nhiên hư không tiêu thất trong bóng đêm. Giống. Lúc đầu ta là không muốn cùng ngươi loại này ỷ lão mại lão già kia tính toán, thế nhưng, hết lần này tới lần khác loại người như ngươi sẽ không biết sống chết, tự tìm tử lộ. Không có biện pháp, ngày hôm nay thì trách ta hạ thủ không lưu tình. Lúc này từ Trần Phi thân thể gầy nhỏ nội, trong khoảnh khắc bộc phát ra cực đoan khí thế kinh khủng, như Hoàng Hà vỡ đê vậy, hư vô gian phảng phất nghe được mãnh hổ xuống núi giống giật, rung động sơn hà, làm cho lòng người chiến. Trên thực tế, hắn thực sự nghĩ tính tình của mình đã coi là tốt rất khá, nhưng vẫn là mỗi lần đều có tự cho là đúng người tới khiêu chiến hắn cực hạn, trên mũi đao khiêu vũ. Thật giống như hiện tại, mẹ của hắn cùng sư phó của hắn, là nghịch lân của hắn. Lại bị đối phương một câu nói toàn bộ đắc tội hết. Giảng đạo lý, người như thế bất tử ai chết. Hắn mà tất cả đều là bản thân tìm, thật lấy vì sao Hương Cảng năm đại hào môn Mã gia gia trưởng, chính là một cái B cấp dị năng giả là có thể ngất trời. Không có ý tứ, chút thực lực ấy,
ta Trần Phi thật đúng là không coi vào đâu. Chỉ ngươi như thế cái thanh niên nhân, còn dám đối với ta lão phu xuất thủ. Gặp Trần Phi cũng dám hướng về phía bản thân hô quyền, Mã Thế Hào kìm lòng không đậu sắc mặt trầm xuống, khàn khàn lão trong mắt hiện ra lau một cái lạnh 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 ý, sát khí ám thiểm. Chỉ thấy thứ nhất thân quát khẽ, một thường nhân khó có thể tưởng tượng phong bạo cư nhiên trong nháy mắt tựu ở trong tay hắn thành hình, và lại còn ẩn chứa làm người ta kính úy đáng sợ ba động, nhượng đứng ở kỳ sau lưng Brett thành viên Stavia đều lấy làm kinh hãi. Nhìn Mã Thế Hào bóng lưng ngơ ngác nói cư nhiên có thể thuận phát B cấp đỉnh phong dị năng ma pháp. Làm khó hắn đã đột phá đến A cấp. B cấp dị năng ma pháp phong bạo long quyển, cũng coi là phong hệ B cấp dị năng trong ma pháp đứng đầu nhất, tầm thường B cấp dị năng giả muốn thi triển đều rất lao lực. Nhưng bây giờ, Mã Thế Hào cũng đã có thể thuấn phát, cái này chứng minh hắn tuyệt đối đã va chạm vào A cấp dị năng giả biên giới, hoặc là thẳng thắn không muốn người biết từ lâu đột phá. Mà cái này vô năng là loại nào tình huống, đều đủ để nhượng hắn cái này Brett gia tộc thành viên, đều cảm thấy giật mình. Dù sao giống như là nhất lưu cao thủ A cấp dị năng giả, mặc dù là đặt ở Brett cái loại này từ xưa mafia gia tộc, coi như là thập phần trọng yếu cường giả, có tư cách đạt được coi trọng, thậm chí có thể ở gia tộc nội đạt được nhất định quyền phát biểu. Giống, rồi hãy nói đáng sợ kia B cấp đỉnh dị năng ma pháp phong bạo long quyển. Ở Mã Thế Hào trong tay thuấn phát thành hình sau, ngay tức khắc ngửa đầu bộc phát ra một đáng sợ âm dung. Phong bạo long quyển trên không trung bộc phát ra cường liệt uy thế, rốt cục tại nơi Mã Thế Hào mặt mũi dữ tợn còn có lạnh lùng trong tiếng cười, hướng về Trần Phi nghiền ép đi, dắt thịnh uy. Không, không muốn. Thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương đám người chợt biến sắc, Đồng Thục Nhàn thậm chí còn bộc phát ra một đạo bén nhọn gọi. Bởi vì coi như hắn chỉ là người bình thường, lúc này cũng hoàn toàn có thể cảm thụ được phong bạo long quyển đáng sợ uy thế, quả thực chính là hủy thiên diệt địa vậy, làm cả hùng tráng cổ bảo đại môn đều ở đây bạo phong trong lay động, phát sinh ùng ùng chấn động tiếng vang, hoàn toàn không phải là người phàm hẳn là có. Vì vậy lúc này, sắc mặt của nàng hiện đầy tuyệt vọng, bởi vì nàng cho rằng ở đáng sợ như vậy ma quỷ thủ đoạn dưới, Trần Phi là tuyệt đối không có khả năng có sống đường, hắn quá trẻ tuổi, hơn nữa hắn cũng chỉ là một người, không phải là thần. Không sai, vào thời khắc này trong mắt nàng, chính mình đáng sợ như thế dị năng thủ đoạn Mã Thế Hào, đã hoàn toàn cùng ma không có quỷ bất kỳ khác biệt nào. Có thể hắn bệnh của phụ thân, hẳn là phải làm sao? Ha ha, loại này tốt mã rẻ cùi gì đó, người cũng thật không biết xấu hổ lấy ra nữ hiện. Nhưng ngay khi hắn sắp tuyệt vọng là lúc, Trần Diệu Dương cũng nhận mệnh vậy khổ sở nhắm hai mắt lại, một đạo quen thuộc như vậy bình thản tiếng cười lạnh như trước như vậy chẳng đáng vang lên. Hai người bọn họ thân thể bỗng nhiên chấn động, ánh mắt bất khả tư nghị đồng thời nhìn phía đáng sợ kia phong bạo long quyển trung tâm. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng đủ để lay động toàn bộ cổ bảo đáng sợ chiến minh tiếng vang lên, nguyên bản ở trong mắt mọi người không gì sánh được đáng sợ phong bạo long quyển, cư nhiên thoáng cái bị lực lượng đáng sợ xé rách. Thiên địa bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có cổ bảo ngoại gió lay động lá cây hoa lạp lạp thanh âm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn cái này có thể nói mộng ảo một màn. Vẻn vẹn chỉ là một 20 tuổi nhỏ người, lại thậm chí ngay cả Mã Thế Hào thuấn phát B cấp đỉnh dị năng ma pháp long quyển phong bạo, cũng không thể đủ thương hắn mảy may, thật giống như đóng phim làm đặc hiệu chuẩn bị chơi vậy. Hơn nữa B cấp đỉnh phong dị năng ma pháp ở hoàn toàn thể tình huống dưới, lại vẫn một cổ lực lượng thần bí thoải mái mà xé rách. Điều này làm cho chính mắt thấy một màn này Stavia toàn bộ phía sau lưng đều là mồ hôi, xanh thẳng con ngươi không ngừng run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Trời ạ, ta vừa rồi đến tột cùng là ở đúng thế nào một tôn kính đại nhân vật bất kính. Có thể ở B cấp đỉnh dị năng trong ma pháp như vậy bình yên vô sự, và lại vẫn có thể như vậy tùy tùy tiện tiện phá hư, sợ rằng tối thiểu cũng muốn bá tước đỉnh, cũng chính là A cấp dị năng giả đỉnh cái tầng thứ kia cường giả, mới có khả năng cùng tư cách làm được. Có thể, thế nhưng, điều này sao có thể? Hắn mới bây lớn, mặc dù là từ mẫu thân trong bụng mà bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy tự đi đến cái loại này cao độ đi. Phải biết rằng bá tước đỉnh, coi như là tại bọn hắn Brett bên trong gia tộc, cũng không nhiều ít a. Không, không, cái này không thể. Nguyên bản giữa hai lông mày không ai bì nổi Mã Thế Hào lúc này hôm nay đã hoàn toàn sắc mặt tái nhợt, già nua thân thể khẽ run. Thậm chí còn nếu so với Brett gia tộc Stavia càng thêm không chịu nổi.
làm vẻn vẹn chỉ kém nửa bước, là có thể bước vào A cấp dị năng giả tầng thứ hắn, lúc này không thể nghi ngờ là hiện trường mọi người trong tối có thể thể hội Trần Phi cho bọn hắn mang đến phân cây Eota sợ ở kinh khủng. Có thể khi hắn B cấp đỉnh dị năng trong ma pháp bình yên vô sự, và lại vẫn có thể tùy ý phá hư, hắn vẻn vẹn chỉ là thoáng nhớ lại vừa rồi một màn kia, liền nhịn không được cả người mạo hàn khí. Chính hắn vốn chính là trong thế tục cho rằng chính mình siêu phàm năng lực người, cũng từng mượn cái này thể nghiệm qua cái loại này tài trí hơn người thoải mái cảm cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ, Trần Phi dĩ nhiên so với hắn càng mạnh, hư hư thực thực cùng trong truyền thuyết A cấp dị năng giả tương đương, cái này làm sao không nhượng hắn cây ết yêu ta sợ, kinh hãi. Quả thực đều nhanh sợ choáng váng. Tuy nói lão nhân gia là hẳn là tôn trọng, thế nhưng, chỉ ngươi loại này cậy già lên mặt, miệng đầy nói bậy tên, ta nghĩ, cần phải hơi chút giáo huấn một chút đi. Hanh, tự sau đó một khắc, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai của hắn. Lệnh đường đường hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia gia trưởng Mã Thế Hào, lộ ra chỉ sợ là đời này tối sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Phốc suy, chỉ thấy Trần Phi đi bước một mặt không thay đổi đi hướng đối phương, bỗng nhiên tay phải ngón tay cào thành năm hình móng hư không xé ra, nhất thời Mã Thế Hào cũng cảm giác không hiểu có năm cây lạnh như băng nhẹ nhàng mà cắm ở trên cổ hắn, nhượng hắn hít thở không thông, nhượng hắn không thở nổi. Sau đó lăng không có ít nhất nửa thước hướng phía Trần Phi tay phải đi tới, bị hung hăng bắt được. Cái này, gặp thần kỳ như vậy ngoại thêm một màn kinh khủng, không chỉ là Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn hai cái người thường, ngay cả Trần Diệu Dương khôi ngô đến cực điểm hộ vệ áo đen, Brett gia tộc thành viên Stavia đều sắc mặt đại biến, hoàn toàn không thể tin được. Cách nửa thước rất xa cư nhiên là có thể đem người lôi kéo qua đến, mẹ, đây là đang đóng phim sao? Còn là nói, chúng ta đang nằm mơ, cái này thật bất khả tư nghị. Biết vì sao ta tức giận như vậy sao? Bởi vì ta rất đáng ghét có người ở trước mặt ta động một chút là làm thấp đi trưởng bối của ta. Dù sao, người coi là vật gì vậy, có tư cách nói ra những lời này sao? Đúng lúc này, Trần Phi dẫn Mã Thế Hào giá trị xa xỉ lễ phục dạ hội áo, không tốn sức chút nào đem cứ như vậy huyền ở giữa không trung, phảng phất tùy ý vậy nói rằng. Chỉ là giọng nói kia lại làm cho người không hiểu có chút cực sợ, da đầu tê dại. Khụ, sai, là ta sai lầm rồi, để xuống, buông tha ta. Mã Thế Hào bởi vì hô hấp không khoái mà sắc mặt trở nên xanh tím, đồng dạng cũng vô cùng khó khăn nói ra nói đến, gian nan ho khan, vẻ mặt sợ hãi. Sai. Trần Phi nghe vậy khóe miệng lạnh lùng buộc vòng quanh một loại trào phúng vậy mỉm cười, tiện tay vung. Mã Thế Hào liền như chó chết vậy bị xa xa ném ở trên thang lầu. Nếu là vẻn vẹn một câu sai, là có thể tùy ý khiêu khích trong lòng ta điểm mấu chốt, cái này vị miễn cũng quá khinh thị ta đi. Quên đi, nhìn ngươi lớn tuổi như vậy, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, nhất chiêu. Lại tiếp được ta nhất chiêu, ta coi như chuyện này không phát sinh. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi đem hai tay sủi ở trong túi quần. Sau đó mạnh một cước hướng sụi lơ ở trên thang lầu Mã Thế Hào ngực đạp đi, thế lớn lực chìm, khí lãng lăn lộn, cát bay đá chạy, uy thế tương đối đáng sợ. Ô, mà ở nhìn thấy cái này không gì sánh được có xoay ngược lại tính, lực đánh vào kinh hãi một màn, Đồng Thục Nhàn cái này ở đây duy nhất nữ tính nhịn không được tiếng thét chói tai khởi, sau đó cấp tốc bị một bên nhanh tay lẹ mắt Trần Diệu Dương phản ứng kịp, vội vã thần sắc hốt hoảng một tay lấy miệng nàng ba che, phát sinh thanh âm ô ô. Đến lúc này, hắn đương nhiên không dám sẽ đem Trần Phi trở thành là hơi có một ít vũ lực tuổi nhỏ tuấn kiệt, mà là chân chính đem đặt ở cực cao thay đổi tai vị trí, cùng bọn chúng Trần ra mấy cái dấu ở phía sau màn, có lực lượng đáng sợ lão tổ tông chạy song song với, ở vào đồng nhất danh sách trên. Dù sao coi như là bọn họ Trần ra lợi hại nhất lão tổ tông, đoán chừng cũng liền cùng Mã gia Mã Thế Hào chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Nhưng bây giờ, người sau nhưng ở Trần Phi trên tay liên cái trẻ con cũng không bằng. Chính là bởi vì như vậy, Trần Diệu Dương mới lại không dám quấy nhiễu Trần Phi làm chuyện. Nếu bởi vì bằng bạch chọc cho đối phương trong lòng chán ghét, bất mãn, hoặc là mất hứng, vậy thực sự quá không đáng. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh, vì vậy phản ứng tương đối nhanh. Thương! Thế mà, ngay mọi người tại đây đều cho rằng Mã Thế Hào đã không cứu. Chợt có một cây rất thông thường quải trượng xuất hiện ở phía trước, nhẹ nhàng ở Trần Phi trên chân điểm một cái, người sau liền nhất thời cảm giác có một cổ cự lực ngăn trở ở phía trước, làm hắn căn bản không có biện pháp chút nào tiến thêm.
chợt chỉ thấy thứ nhất cái nghiêng người giữ được một cước kia thế tiến công, mặt không biểu tình nhìn trước mặt mới xuất hiện người áo bào cho, trong con ngươi không khỏi xẹt qua vẻ gây ết yêu ta sợ. Người trong nhà minh bạch việc của mình mà, lấy trước mắt hắn luyện khí tam trọng đỉnh phong tu vi, đừng nói là phổ thông cùng hắn cùng cấp nhất lưu cao thủ đỉnh cường giả, coi như là nửa bước tiên thiên tới, chỉ sợ cũng khó khăn tránh thoát cảm nhận của hắn, ẩn giấu sự tồn tại của mình. Nhưng bây giờ, ở trước mặt hắn cái này người áo bào cho lại làm xong rồi, và lại hoàn hảo giống như rất nhẹ nhàng tùy ý xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở hắn sờ trước mặt, vậy làm sao có thể đủ nhượng hắn không kinh hãi? Lẽ nào? Trần Phi trong lòng xẹt qua một cái nhượng chính hắn đều rất giật mình đáp án, sau đó cường làm chấn định ánh mắt xẹt qua đến người áo bào cho trên người. Ha ha, tiểu tử tuổi còn trẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra thật tốt ha. Đúng lúc này, vóc người nhỏ gầy người áo bào cho đột nhiên run run xốc lên bào trên áo phương mũ, lộ ra một trương như là cổ thụ da, nếp uốn chồng chất già nua khuôn mặt, giọng nói nghe làm cho có chút hàm răng mệt mỏi. Ngươi! Trần Phi không khỏi sắc mặt cứng đờ, cước bộ tự chủ lui về phía sau, ngược lại không phải là hắn bị lão nhân này già nua khuôn mặt dọa sợ, mà là hắn lúc này cũng không có che giấu tu vi khí thế. Chân thực làm cho hết hồn. Tiên thiên! Cư nhiên thật là tiên thiên. Lão gia hỏa này là ai, đến cùng có lai lịch gì? Cư, lại còn thật là một tiên thiên cấp bậc cổ vũ cường giả. Phúc, phúc tiên sinh. Đúng lúc này, luôn luôn trầm ổn Trần Diệu Dương bỗng nhiên chỉ vào lão nhân kia bất khả tư nghị kinh hô lên, gương mặt tái nhợt chất đống cây ết yêu ta sợ, còn có hoàn toàn bất khả tư nghị thần tình. Không sai, hắn hình như thực sự nhận thức cái này bỗng nhiên xuất hiện hôi bào lão giả. Nhưng này đã là ở 20 năm trước. 20 năm trước, phụ thân hắn nhâm vi Trần gia gia trưởng, chưa thoái vị thời gian, hắn cùng với phụ thân hắn từng ở một lần chợ đêm đặc biệt triệu tập trong hội nghị, nhìn thấy đối phương, cũng chính là vị lão giả kia một mặt. Hắn còn nhớ rõ lúc đó phụ thân hắn từng vô cùng nghiêm túc căn dặn hắn, vị kia hôi bào lão giả chính là hương cảng chợ đêm đại nhân vật, vạn không có khả năng đắc tội. Nhưng hôm nay đều chừng 20 năm trôi qua, hắn lại còn không chết. Và lại như trước còn là đương sơ 20 năm trước hắn nhìn thấy bộ dáng của đối phương, cái này làm sao làm hắn không cây ết yêu ta sợ, không mất thái. Phúc, phúc tiên sinh, xin cứu ta. Mà Mã Thế Hào ở nhìn thấy đối phương sau, cũng là biểu tình tuyệt vọng đến mọc lên hy vọng, như là gặp được cứu tinh vậy, kinh khủng kêu cứu. Rất hiển nhiên, ngay vừa rồi Trần Phi một cước muốn sủy bộ ngực hắn một khắc kia, hắn cũng đã bởi vì quá độ sợ mà cảm thấy tuyệt vọng. Cho rằng Trần Phi sẽ giết chết hắn, không để cho hắn bất luận cái gì đường sống. Bất quá hắn nếu hơi chút thanh tỉnh một ít, không như vậy sợ, chỉ sợ cũng có thể phát hiện Trần Phi một cước này sử dụng lực đạo kỳ thực cũng không nặng, lại không biết muốn mạng của hắn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lúc này được xưng là phúc tiên sinh hắc bảo nhân xuất hiện sau, cũng là còn rõ ràng nhất cho hắn lớn lao sinh tồn hy vọng. Vì vậy hắn mới có thể như thế chăng cố bất luận cái gì cả tiếng cầu cứu, vẻ mặt kích động. Mà đối với cái này phản ứng của hai người, Trần Phi lại cũng không có bao nhiêu để ở trong lòng, mà là mặt không biểu tình lặng lẽ nhìn đối phương, mắt híp. Hắn thấy, chỉ cần minh bạch đối phương là một vị tiên thiên cấp bậc cường giả, cũng đủ để minh bạch bản thân bây giờ tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì mặc dù là lấy trước mắt hắn tu vi, nếu muốn từ một vị tiên thiên cấp bậc trong tay cường giả đào sinh, sợ rằng tỷ lệ thành công cũng sẽ không đến 4 thành. Vì vậy, hắn không khỏi tóc gáy dựng đứng. Cả người cơ căng. Thanh niên nhân chớ khẩn trương, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Được xưng là phúc bá hồi bào lão giả tựa hồ nhận thấy được Trần Phi dị dạng, nao nao, sau đó giả nua mặt cứng rắn bài trừ lau một cái mỉm cười nói. Phải. Thế mà, Trần Phi đối với lần này và lại cũng không mua sổ sách, như trước mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng, còn có chống cự. Rất hiển nhiên. Làm một danh hơn 20 tuổi cơn tức chính vượng tuổi nhỏ người, Trần Phi đối với đối phương bỗng nhiên không hiểu xuất thủ ngăn cản hắn, cảm thấy bất mãn hết sức. Dựa vào cái gì ngày trước bọn họ thần thương khẩu chiến thời gian, lão gia hỏa này không được. Không phải phải chờ tới đối phương không biết sống chết không ngừng khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn, nhưng hắn tức giận chân thực không nín được lúc, mới ra tay ngăn cản, cái này không phải là cho là hắn Trần Phi dễ khi dễ sao. Còn có cái gì tốt nói? Nói nhiều hơn nữa cũng là dối trá. Ha ha, thanh niên nhân cơn tức đại cũng là bình thường. Hơn nữa hắn cũng quả thực làm được có chút không tốt, bất quá,
dù sao tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có thể không xem ở ta bộ xương già này mặt mũi, mở một mặt lưới, tha cho hắn một lần. Phúc tiên sinh cũng không biết sống bao nhiêu tuổi, công dân lão thành tinh, minh bạch thanh niên nhân đều quật cường chặt, có cá tính, có tính tình, cũng liền lơ đỉnh, chỉ là cùng hiền lành thiện khuyên can nói. Ngược lại không phải là hắn thực sự dối trá, giúp thiên cái, hoặc là cùng Mã gia có thiên ti vạn lũ phụ trách quan hệ, mà là Mã Thế Hào dù sao cũng là hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia gia trưởng, mà năm đại hào môn lại là chợ đêm chế ước hương cảng phía chính phủ thế lực trọng yếu công cụ một trong. Vì vậy nếu là Mã Thế Hào chết, năm đại hào môn phát sinh dung chuyển là khẳng định, sợ rằng liên đới bọn họ chợ đêm cũng phải đau đầu một trận. Liên vì như thế một chuyện nhỏ, ngôn từ phân tranh mà thôi, chân thực không cần thiết. Thế mà cái này nhưng chỉ là hắn đứng ở góc độ của mình trên cân nhắc vấn đề, tựa hồ không có đem Trần Phi ý tưởng cân nhắc ở trong đó. Việc nhỏ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu thật là Liên nghịch lân đều bị người cho sốc, còn như vậy một bộ hòa hòa khí khí không có chuyện gì hình dạng. Vậy hắn Trần Phi thì không phải là Trần Phi, hắn không tính tính này tử. Vâng, tiếp, hắn cứ như vậy thích tự như kim bình tĩnh gật đầu, thoạt nhìn một bộ khéo léo dáng dấp. Đối mặt với đối phương tiên thiên cấp bậc cường giả cường thế, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến ở ngoài sáng biết không địch nổi dưới tình huống, còn kiên trì trên, bất quá, nếu là có một ngày như vậy, xem hắn cũng có may mắn đi đến cái tầng thứ kia thời gian, ngày hôm nay trận này tử, hắn bảo chứng, hắn Trần Phi nhất định sẽ tìm trở về. Một, định, muốn, siêu. Sau một khắc, sẽ ở đó Phúc tiên sinh nghe được Trần Phi nói khẽ gật đầu, huề nhau thần. Người sau bỗng nhiên bộc phát ra toàn thân khí lực, dường như liệp báo vậy khởi động, không chút do dự chui vào cổ bảo ngoại dây leo bụi gai trong rừng rậm. Hắn ở một khắc kia sở bộc phát ra tốc độ nhanh đến làm cho khó có thể tin, và lại ngay trước hắn sở đứng yên khu vực, còn bất ngờ để lại một tiểu than đỏ tươi vết máu. Ngoài dự đoán của mọi người, Trần Phi chạy thoát, ngay một vị tiên thiên cấp bậc cường giả không coi vào đâu chạy thoát. Trên thực tế mọi người cũng không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Đặc biệt di lưu trên mặt đất chói mắt vết máu, đều chứng minh rồi kỳ tuyệt đối là dùng một loại tự tổn hại phương pháp, mới lúc trước trong nháy mắt, bộc phát ra làm người ta giật mình tốc độ kinh khủng, ngạnh sinh sinh từ một vị tiên thiên cấp bậc cường giả mí mắt dưới chạy thoát. Về phần hắn tại sao muốn trốn? Đây là rất kỳ quái, rõ ràng Phúc tiên sinh đối với hắn cũng không có gì ác ý. Có thể hắn lại không hiểu phản ứng kịch liệt như thế, không tiếc lấy tự tổn hại đại giới, cũng muốn chạy trốn. Làm cho khó hiểu. Mà giờ khắc này tại đây nếu là có trong đó hai thanh niên cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể là có thể bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, quát to một tiếng nguyên lai, đây là cái hiểu lầm. Đúng vậy. Đây là cái hiểu lầm. Làm một hơn 20 tuổi huyết khí phương cương trong hai thanh niên, Trần Phi tự nhiên sẽ không đi cân nhắc. Đối phương đến cùng đến tột cùng có phải là thật hay không đối với hắn có ác ý, mà là chỉ tin tưởng hắn bản thân tận mắt nhìn thấy, suy nghĩ trong lòng. Rõ ràng trước Mã Thế Hào tự cho là thực lực cao cường, không ai bì nổi, ỷ thế hát yêu ta người lúc, cái gọi Phúc tiên sinh không đứng ra chủ trì công đạo, chỉ là lão thần tự tại sống chết mặc bây, quyền đương xem cuộc vui. Có thể đến phiên chính hắn bị đối phương không ngừng khiêu khích điểm mấu chốt, đụng vào nghịch lân, tức giận chân thực không nín được lúc. Lão gia hỏa này lại giả nhân giả nghĩa đứng ra làm người hòa giải, khuyên giải. Cái này có ý tứ. Nói trắng ra là không phải là cho là hắn Trần Phi tuổi còn trẻ, dễ khi dễ sao. Đã như vậy, còn có cái gì tốt nói. Nói nhiều hơn nữa cũng là dối trá mà thôi. Vì vậy hắn tuyển trạch chạy thoát, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng trên thực tế ni, chuyện này đúng là hắn Trần Phi có chút quá để tâm vào chuyện vụn vặt, rất cố chấp, quật cường. Tính tình khăng khăng một ít. Vì vậy mới tạo thành như vậy hiểu lầm. Nhưng là chính vì vậy, hắn là Trần Phi mới là một cái chân chính thanh niên nhân, bằng không chuyện gì đều giống như lão nhân vậy khéo đưa đẩy trầm ổn, dĩ hòa vi quý, đây cũng có ý gì ni. Ai, không nghĩ tới tiểu tử này tính tình cư nhiên như thế quật. Phúc tiên sinh nhìn một màn này sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười khổ. Chỉ là lần đầu tiếp xúc, vì vậy hắn quả thực không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên như thế quật. Tính tình như vậy yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Phó hội trưởng đại nhân, có muốn hay không thông chi bên ngoài người đưa hắn cản lại? Một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ sau phương truyền đến. Đã thấy cổ bảo nội có một ăn mặc tây trang nam đầu chọc người, mang theo không ít người xuất hiện, vẻ mặt cung kính hướng về Phúc tiên sinh xin chỉ thị.
Bọn họ một đám toàn thân bành cổ khí thế mãnh liệt, giống như tức giận chảy vây quanh thân thể, nhãn thần sắc bén, nếu ưng chuẩn vậy, hầu như mỗi người cho người khí thế trùng kích đều không kém gì Trần Diệu Dương vị kia hai thước cao hộ vệ áo đen, tự nhiên lại khiến mọi người tại đây cũng hít một hơi lương khí, cây ết yêu ta sợ không thôi. Không hổ là chợ đêm, như vậy trình tự chính mình siêu phàm vũ lực cường giả, cư nhiên, cũng chỉ là một ít hạ nhân mà thôi. Cản lại, không cần, lấy tiểu tử kia thực lực, chỉ bằng mấy người các ngươi sợ rằng ngăn không được. Chỉ là Phúc tiên sinh nghe vậy nhưng vẫn là cười khổ lắc đầu, sử theo quải trượng xoay người hướng cổ bảo nội chậm rãi đi. Có trước đúng Trần Phi thực lực quan sát, còn có một lần kia giao thủ, hắn tự nhiên đã có thể xác định tiểu tử kia tối thiểu cũng có nhất lưu cổ vũ cường giả thực lực, thậm chí cự ly đỉnh cũng không coi là quá xa xôi. Vì vậy nam tử đầu chọc đoàn người mặc dù đang Trần Diệu Dương, Mã Thế Hào trong mắt, đều cũng coi là thập phần kinh khủng bộ đội tinh anh. Nhưng ở Trần Phi cái loại này tầng thứ nhất lưu trong mắt cao thủ, cũng bất quá tựu như vậy mà thôi, nói là muốn kỳ cản lại, cái này hoàn toàn là đang nằm mơ. Chớ nói chi là Trần Phi trước còn lấy tự tổn hại đại giới, phát động nào đó trên diện rộng đề cao tốc độ nguy hiểm bí thuật. Ai, tiểu tử này thực sự là, cùng đương sơ lão gia hỏa kia một cái đức hạnh, thối tính tình. Nếu sớm biết rằng ta tựu không động thủ, bằng bạch chọc cho một thân tao không nói, cũng không biết tiểu tử kia ở trong lòng phải như thế nào mắng ta. Phúc tiên sinh gật đầu càng muốn phiền muộn, vẻ mặt cười khổ. Lúc đầu hắn đúng là hảo tâm, không muốn Trần Phi bởi vì. Này chính là ngôn từ phân tranh, để chợ đêm trừ hắn ra một cái khác lão gia này để mắt tới. Mã gia tổ tiên từng đúng một vị đại lục cổ vũ giả có ân, sau lại người đi tới Hương Cảng, gia nhập Hương Cảng chợ đêm, sau cơ duyên xảo hợp trở thành một gã tiên thiên cấp bậc cường giả, cho tới bây giờ vẫn còn sống. Nhưng hắn cái này hảo tâm lại tựa hồ như đích xác làm hư chuyện, không chỉ có nhượng Trần Phi phát động nguy hiểm bí thuật chạy thoát, hơn nữa càng ở trong đó tâm để lại thập phần ấn tượng xấu. Có thể đây đều là hiểu lầm a, hiểu lầm. Tỉnh Giang Nam, Bắc Sơn thị Lâm An huyện ta tọa tầm thường nông gia trong sân nhỏ. Hai cây đằng ghế, một cái bàn tròn nhỏ tử, mặt trên thịnh phóng theo hai bôi to trà, hai vị hai người chính đang lẳng lặng uống trà. Trong đó một vị lão nhân đại khái 40-50 tuổi hình dạng, hắn mặc đường trang, hai tóc mai hoa râm, nhãn thần lại phá lệ sắc bén, dường như ưng mâu vậy, hai tay ngón tay đều có gân mạch gây sự chú ý khởi, phá lệ làm cho. Mà một vị khác lão giả lại có vẻ bình thường rất nhiều, vải thô hoàng y, vẻ mặt nếp uốn, tuổi già sức yếu, cho dù ai xem đều là cái loại này chỉ nửa bước sắp bước vào quan tài bản lão nhân, có thể ánh mắt của hắn lại hết sức hữu thần, sáng sủa, thật giống như thanh niên nhân vậy, tràn đầy sinh khí. Sư huynh, cái này cũng đã gần 20 năm, lẽ nào ngươi cũng còn không muốn nhìn thấu chuyện năm đó mà. Ngươi cũng có thể rất rõ ràng đi, năm đó sự kiện kia không trách Trấn Quốc, chỉ đổ thừa thế cục bức bách. Ưng mâu lão giả bưng chén kia to trà, làm thế nào cũng uống không nổi đến, nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh lão giả không nhịn được nói. Lúc này nếu là có cổ vũ vòng tròn lão nhân ở, nghe thế ưng mâu lão nhân cư nhiên sẽ xưng hô tên còn lại là sư huynh, sợ rằng sẽ không so với giật mình, chấn động tới cực điểm. Phải biết rằng vị kia ưng mâu lão giả ở kinh thành không chỉ là thanh danh truyền xa tiên thiên cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là hoa hạ một cái bài danh trước ba ngành đặc biệt người sáng lập một trong, cũng là cần ngành đặc biệt truyền kỳ. Có thể hắn hiện tại lại cư nhiên xưng hô tên còn lại là sư huynh, lẽ nào, cái này thoạt nhìn hết sức bình thường lão giả có thể so với hắn lợi hại hơn. Cái này có chút không quá khả năng đi. Thì dã mệnh dã, cũng bất quá là lựa chọn của mình đi. Ngươi nếu là tới khuyên ta, tự còn là trở về đi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng Tiểu Linh là ta từ nhỏ nhìn lớn lên mà, với ta mà nói, hắn chính là ta nữ nhi, chính là ta thân nhân. Cho nên hắn tại nơi, ta sẽ ở đâu? Mị Thành là sư huynh tầm thường lão giả nghe vậy chỉ là mỉm cười, chợt cầm lấy chén trà nhấp một miếng to trà. Thế nhưng, hiện tại lão thái gia không thì nguyện ý nhượng tiểu thư trở về sao? Liên Trấn Quốc đều đẩy xuống hiện nay trên tay tất cả chuyện này, chuẩn bị tự mình đến Bắc Sơn một chuyến. Có thể ngươi cái gì muốn đích thân gọi điện thoại về, ngăn cản chuyện này. Thế mà ưng mâu lão giả nghe vậy lại trực tiếp đem chén trà một đặt, có chút thổi râu mép trợn mắt nói. Lúc đầu đương sơ sự kiện kia chính là thế cục bức bách, không thể nói ai đúng nói sai, nhiều lắm cũng chính là lão thái gia tư tưởng quan niệm quá cũ kỹ một ít, tạo thành nào đó trở lực.
Nhưng hôm nay lão nhân gia ông ta đều đã nhả ra, lấy thân phận của hắn, còn chưa đủ sao? Vì sao, lẽ nào ngươi không cảm thấy đem đã bình thản 20 năm người, lại lần nữa cuốn vào cái kia phức tạp vòng xoáy, là nhất kiện rất tàn nhẫn sự tình sao? Còn có, đừng cho là ta không biết, Trấn Quốc còn có người ca ca đi. Hắn con trai của ca ca hiện tại thế nào? Phổ thông lão giả nhàn nhạt quét một vòng Ưng Mâu lão giả liếc mắt, chậm rãi nói. Ta, cái này, bị Nam Cương những người đó đánh lén, tuy rằng cuối cùng tìm được rồi hung thủ, nhưng đối phương lại dẫu có chết cũng không muốn thu hồi chồng ở tiểu tử kia trong cơ thể Trung Trùng. Hiện tại mấy người chúng ta cũng chỉ có thể đem Trung Trùng tạm thời ngăn chặn, nếu là lần thứ hai bạo phát, hơn phân nửa tiểu ngăn không được. Ưng Mâu lão giả nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó ủ rũ cúi đầu đàng hoàng nói. Trách không được bọn họ niên kỷ sấp xỉ, lại đời này đều chỉ có thể làm đúng phương sư đệ. Đều đã ly khai kinh thành hơn 20 năm, lại còn là biết được tòa thành kia nội lão Trần gia tuyệt mật tin tức, thử hỏi loại thủ đoạn này, ai không phục. Lão Trần gia những năm gần đây là có chút người lớn không vượng. Trấn Quốc đồng lứa, dòng chính cũng chỉ có hai người Nam Đinh, dưới đồng lứa nói, nghiêm ngặt lại nói tiếp cũng chỉ có một, đó chính là Trấn Quốc con trai của ca ca. Mà Tiểu Phi ở các ngươi trong mắt, cũng chỉ là một con riêng, không bị thừa nhận, đúng không? Tầm thường lão giả nghe vậy chỉ là nhạt cười cười, nâng chung trà lên mím môi nếu có điều chỉ nói. Nhưng bây giờ, lão thái gia cũng không thừa nhận hắn sao? Ho cai lão giả nghe vậy không cam lòng nói rằng. Không sai, năm đó Trấn Quốc cùng Tiểu Linh chuyện tình quả thực không bị Trần gia trên dưới tán thành, nhất là lão thái gia càng vì thế phát sấm sét tức giận. Ngôn từ bức người tuyệt không thừa nhận quan hệ của hai người. Đến mức hài tử kia giáng sinh tức thì bị rất nhiều người sợ không cho, bao nhiêu người vắt óc tìm mưu kế ngóng trông hắn hai mẹ con chết, ngầm các loại bẩn thỉu thủ đoạn ra hết, sau cùng ép hai người bất đắc dĩ chia tay, khiến cho người sau một cái nhu cô gái yếu đuối mang theo năm ấy 23 tuổi hài tử buồn bã ly khai kinh thành, bị mọi người quên lãng. Nhưng, vậy cũng là dĩ vãng chuyện cũ năm xưa, không phải sao? Lão thái gia hôm nay đã nhả ra, nguyện ý thừa nhận Tiểu Linh tiểu thư hai mẹ con thân phận, tiếp nhận bọn họ hồi lão Trần gia, đây là hạng thù vinh. Cần gì phải nữa tính toán năm đó chuyện hồ đồ. Hiển nhiên, lấy góc độ của hắn xem ra, Tiểu Linh tiểu thư hai mẹ con cái này hơn 20 năm vô luận bị nhiều ủy khuất, cũng để bất quá lão thái gia nhả ra một câu như vậy. Dù sao, lấy lão nhân gia ông ta thân phận, có thể chính mồm nói ra phủ nhận mình năm đó nói. Cái này đã rất tốt, cái này còn chưa đủ sao? Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ muốn, bởi vì một cái nam tử mềm yếu cộng thêm vị kia lão thái gia nói mấy câu, để một vị nhu cô gái yếu đuối còn có một vị hài tử vô tội số phận nghiêng trời lệch đất, điên phá lưu ly, như vậy lại công bình sao? Nguyễn Thúc, người còn là trở về đi. Một đạo trên thiện nếu nước nhu nhược thanh từ cách đó không xa cửa truyền đến, một vị ăn mặc đơn giản chừng 40 tuổi trung niên phụ nhân đi đến. Hắn tuy rằng đều đã hơn 40 tuổi, nhưng năm tháng nhưng vẫn là rất ít ở trên mặt hắn lưu lại vết tích. Từ tinh xảo trên mặt mũi hôm nay mặc dù nhiều mấy phần phong xương, uể oải, nhưng phảng phất càng có thể hiển hiện ra hắn hôm nay thành thục, chỉ tính mỹ. Đây là một cái trên thiện nếu nữ nữ tử, thanh âm cũng trước sau như một năm đó vậy nhu nhược, làm người ta nhịn không được sinh ra lòng thương hại, muốn che chở trong ngực trong. Nhưng nếu là chân chính hiểu rõ người của nàng, lại khẳng định biết càng là trên thiện nếu nước nữ tử nếu là khăng khăng, quật cường, tựu như cùng năm đó hắn một thân một mình buồn bã ly khai kinh thành vậy, không có tranh cãi ầm ĩ, cũng không có oán giận, có chỉ là trong lòng hạ quyết định quyết tâm. Tiểu Linh, sao ngươi lại tới đây? Tầm thường lão giả có chút ngoài ý muốn Tiểu Linh đến, mang theo một tia tự ái dò hỏi. Lúc đầu việc này hắn là không muốn để cho hắn biết đến, thế nhưng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hắn vừa vặn đã tới rồi. Ở nhà rỗi rãnh buồn chán, Tiểu Phi cũng không có ở nhà, đã nghĩ tới thăm ngươi một chút, Minh Bá. Được xưng là Tiểu Linh phụ nữ trung niên cười ngọt ngào, chỉ có ở phía sau lời của nàng âm mới có chứa rõ ràng thân cận. Đối với cái này nhìn tận mắt bản thân từ hài đồng thời kỳ lớn lên, đủ bảo vệ bản thân bốn hơn 10 năm lão giả, trong lòng nàng có chỉ là cảm ơn, từ lâu trải qua đem đối phương đương nhiên là duy nhất trưởng bối thân nhân, là phụ thân nhân vật. Tiểu Linh. Ngươi như thế nào cứ như vậy quật ni? Ngươi cũng biết Trấn Quốc để mẹ con các ngươi lưỡng, đến bây giờ đều vẫn là người cô đơn, kiên không bao giờ tiếp thu lão gia tử vì hắn an bài chàng hôn lễ. Rồi hãy nói, ngươi cũng ứng với có thể lý giải đi, thân ở lão Trần gia,
thân ở khi hắn cái vị trí kia, có đôi khi thật là thân bất do dĩ. Ưng Mâu lão nhân còn không cam lòng, mở miệng nói. Phải. Thế nhưng được xưng là tiểu linh trung niên phụ nhân nghe vậy chỉ là mỉm cười cười, trước sau như một thanh âm nhu nhược nói thế nhưng ta hiện tại đã thành thói quen cuộc sống như thế, tiểu phi đã kiện kiện khang khang trưởng thành, Minh Bá đã ở trước sau như một cùng ta, vì vậy ta rất thỏa mãn. Hắn lúc nói chuyện chính là như vậy, rõ ràng chính là xem thường lời nói nhỏ nhẹ theo, lại làm cho người nghe vào tai đóa Ronan Reagan bản không cách nào cãi lại, bởi vì chân thực quá đánh sâu vào, tràn đầy quật cường giọng nói, rất là khăng khăng. Ai, các ngươi nha, Ưng Mâu lão giả nghe vậy cuối cùng vẫn vô lực ủ rũ, buông tha tiếp tục khuyên bảo vọng tường. Rất hiển nhiên, gặp gỡ tương tự hắn đã không phải là lần đầu tiên, dĩ vãng mỗi khi trọng tâm câu chuyện nói đến đây một màn lúc, tự ý nghĩa không cách nào lại tiếp tục. Bởi vì nàng trong lòng còn có phân kiên định, ngoại trừ người chí thân, tỷ như Minh Bá, Tiểu Phi, cái khác không có khả năng có ai có thể khuyên được động, vì vậy lại tiếp tục cũng là đồ lao vô công mà thôi, không bằng ngoan ngoãn câm miệng. Cùng lúc đó, xa ở Hương Cảng Trần Phi chính mặt tái nhợt bấm Đồng Văn Thành điện thoại. Này, Đồng Bí Thư sao? Là ta, Trần Phi. Hắn bây giờ trạng thái hiển nhiên không phải là tốt, không chỉ có sắc mặt có vẻ tái nhợt, thậm chí ngay cả nói chuyện âm điệu đều có vẻ có chút hữu khí vô lực. Những bên đầu điện thoại kia vừa ngủ ở trên giường Đồng Văn Thành lấy làm kinh hãi. Trần tiên sinh, ngươi không sao chứ? Thế nào thanh âm của ngươi? Hắn ngay tức khắc mạnh từ trên giường ngồi thẳng người, giọng nói lo lắng dò hỏi, đem ngủ ở bên cạnh hắn thê tử Ninh Xanh Di giật nảy mình. Lão Đồng ngươi làm gì? Chỉ thấy Kỳ xoay người lên có chút bất mãn mở miệng nói, bất quá hắn một câu nói này đều còn chưa nói hết, đã bị chồng mình trên mặt lo lắng thần sắc lại càng hoảng sợ. Sau đó vội vã im miệng. Hắn biết đây nhất định là xảy ra chuyện lớn, nếu không, hắn bình thường hầu như không thể nào thấy mình trượng phu như vậy. Đồng Bí Thư thực sự là xin lỗi, sợ rằng lại được tìm ngươi giúp một tay. Khụ khụ, bên đầu điện thoại kia, Trần Phi giảm thấp xuống một chút trên đầu mũ vành nón, có chút hư nhược ho khan nói. Trần tiên sinh ngươi đừng kích động, đến cùng làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Thục Nhàn. Diệu Dương bọn họ không giúp ngươi sao? Vừa nghe đến bên đầu điện thoại kia Trần Phi tiếng ho khan, Đồng Văn Thành sắc mặt trở nên càng thêm lo lắng, không nhịn được nói. Không, không là bọn hắn không giúp ta. Việc này cùng bọn họ không quan hệ, là chuyện của chính ta, Đồng Bí Thư ngươi nên biết Hương Cảng chợ đêm đi. Ta cùng trong bọn họ đại nhân vật giang lên. Trần Phi nhắm mắt lại hô hơi thở, sau đó tự giễu vậy cười cười, mở miệng nói. Cái gì? Hương Cảng chợ đêm, dù là lấy Đồng Văn Thành loại tầng thứ này thân phận, đang nghe Trần Phi nói sau, cũng không nhịn được chợt sắc mặt, thất kinh. Dù sao lấy hắn trình tự thân phận còn có khả năng đủ tiếp xúc được vòng tròn, tự nhiên minh bạch Hương Cảng chợ đêm ý vị như thế nào. Tự thế kỷ trước thập niên 90 Hương Cảng trở về Tổ quốc ôm ấp sau, được khen là lúc đó Hương Cảng đáng sợ nhất dưới đất hắc thế lực ngầm chợ đêm, từ từ rời khỏi công chúng phạm vi nhìn, chuyển thành phía sau màn thao túng. Thậm chí cũng không thiếu về chúng nó dĩ vãng tin tức đều bị đều tiêu trừ, chỉ có số rất ít chân chính đại nhân vật, tỉ như bị chúng nó nâng dậy lên chế ước Hương Cảng đặc biệt khu chánh phủ năm đại hào môn, tỉ như Hương Cảng đặc biệt khu chánh phủ, canh gác thính cao tầng mới có khả năng biết sự tồn tại của bọn họ. Bởi vậy thấy rất mạnh. Mà cái này đã từng được khen là Hương Cảng đáng sợ nhất dưới đất hắc thế lực ngầm, kỳ có nội tình, ngoại giới căn bản không dám có chút nghi vấn. Bởi vì quang là bọn hắn có tiên thiên cấp bậc cường giả, sợ rằng ít nhất tự vượt qua 5 vị, hơn nữa không chỉ có như vậy, thậm chí còn có tin đồn truyền thuyết đương sơ vị kia một tay thành lập cái này đáng sợ tổ chức lão nhân, như vậy đều còn sống. Nếu thật sự là như thế nói, vị kia hôm nay niên kỷ. Ít nhất, cũng có 90 đi, đủ 90 tuổi, trời biết kỳ lực lượng tu vi đạt tới loại nào đáng sợ trình tự. Đây cũng là mặt trên này kiêng kỵ đối phương chân chính nguyên do. Mà bây giờ, bên đầu điện thoại kia Trần Phi lại còn nói hắn đắc tội cái loại này đáng sợ hắc ám thế lực dưới đất đại nhân vật, lại có thể không cho Đồng Văn Thành tâm giấu kinh hoàng, tứ chi lạnh lẽo, thất kinh ni. Có tư cách được xưng là chợ đêm đại nhân vật, sợ rằng tối thiểu cũng là nhất lưu cao thủ đỉnh cái tầng thứ kia đi. Cao hơn chừng phụ thân hắn trước đỉnh thời kỳ một cái đại cảnh giới cấp bậc, chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để cho ra đầu tê dại, khóe miệng khô khốc. Vì vậy trong lúc nhất thời, hắn trầm mặc, ánh mắt lấp lánh nội tâm đang ở có kịch liệt dãy giụa.
Trần Phi thấy thế mâu quang chỉ là vi lóe lóe, nhưng vẫn chưa có chút dục, chỉ là lặng lặng cùng đợi, có vẻ càng yên tĩnh. Trần tiên sinh, vậy bụi cây dược liệu ni? Hồi lâu sau, Đồng Văn Thành mở miệng lần nữa, thanh âm có vẻ hơi khô. Không bắt được, bất quá cũng không cần, ta còn có những phương pháp khác có thể cứu người. Trần Phi rất bình tĩnh mở miệng nói. Nguyên bản đầy cõi lòng ước mơ đi tới hương cảng cái này quốc tế đại đô sẽ, kết quả hiện thực cũng tốt đẹp như vậy, trước là bị người tập kích, hiện tại lại cùng một người tiên thiên cường giả khăng khăng giang lên, cái này thật đúng là... Yêu! Phải, cho ta chút thời gian đi, nửa giờ sau ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Bên đầu điện thoại kia Đồng Văn Thành không chút do dự đem điện thoại cúp, khiến Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhợt nhạt mỉm cười. Thành! Đúng vậy, Thành! Trần Phi trong lòng thở dài nhẹ nhõm, có chút mệt mỏi ở tiệm ăn nhanh bên cạnh công cộng ghế trên ngồi xuống, khỏa nắm thật chặt y phục của mình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. May là cái này còn chưa phải là kết quả xấu nhất, nếu không, hắn chỉ sợ cũng được bơi sẽ đại lục đi. Giảng đạo lý, từ hương cảng bơi hồi đại lục đây chính là cái kỹ thuật việc, sợ rằng cũng chỉ có hắn Trần Phi dám nghĩ như vậy, làm như vậy. Khoảng chừng gần 10 phút sau, tiệm ăn nhanh điện thoại lại một lần nữa vang lên. Nhiên Nhi lần này điện thoại đi đón thời gian cũng Đồng Văn Thành thanh âm, mà là một người thanh âm xa lạ, chỉ nói cho hắn một cái xa lạ địa chỉ tên gọi, còn có thời gian, liền cúp điện thoại. Cái này cho ta treo. Trần Phi nghe được trong ống nghe cắt đứt âm, không thể đưa không cười lắc đầu, sau đó xoay người đè thấp vành nón, tiêu thất ở trong đám người. Tuy rằng lấy hắn trạng huống trước mắt là có chút phiền phức, nhưng vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này rời đi ngược lại cũng không nói chơi. Khoảng chừng 12 giờ khuya, Trần Phi đi tới một cái ngay cả chính hắn cũng không biết là chưa, dựa vào hỏi đường hỏi tới được địa phương. Đêm đen vắng vẻ một mảnh. Đây cũng là cái cạnh biển trấn nhỏ, thổi lất phất ban đêm lạnh lẽo gió thổi trên biển cùng với lăn lộn sóng chiều thanh. Theo lý thuyết hương cảng loại này tấc đất tiến thêm quốc tế đại đô sẽ cạnh biển thành thị, hẳn là rất là phồn vinh mới đúng, thế nhưng ở đây lại cũng chỉ có như vậy hơn 10 tòa cũ nát phòng ốc. Cách đó không xa trên bờ cát lộ vẻ lưới đánh cá, có vẻ có chút tiêu điều. Chính là cái này địa phương sao? Trần Phi ánh mắt một mực chu vi qua lại quét ngang theo, quan sát đến có khả năng phát sinh tất cả. Dù sao hắn tình cảnh hiện tại không phải so với tầm thường, cũng không biết chợ đêm lão gia này có thể hay không để mắt tới hắn, vì vậy, còn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Ô, ô ô! Đúng lúc này! Xa xa mờ tối ngoài khơi bỗng nhiên truyền đến từng đợt trầm muộn ô minh, chỉ chốc lát sau liền có một con thuyền tối như mực rách nát thuyền nhỏ lái tới, chậm rãi dừng sát ở bờ. Một luồng ánh đèn lờ mờ tại nơi rách nát thuyền nhỏ trên chập chờn, khiến Trần Phi kìm lòng không đậu hơi mị lên mắt. Nhận theo, Trần Phi hiển lộ ra mình thân ảnh chậm rãi hướng về thuyền nhỏ đi đến, càng gần lúc, gặp được thuyền kia đầu chẳng biết lúc nào, cư nhiên đã có một vị vóc người thập phần cường tráng người đứng ở trong đó. Cơ thể phình phảng phất ẩn chứa nào đó lực lượng cường đại, lưng cũng có vẻ thập phần cao ngất, ninh thẳng không loan. Lên thuyền đi. Làm Trần Phi chân chính đến gần lúc, vóc người to con nam nhân liếc mắt nhìn hắn, sau đó mặt không thay đổi mở miệng nói, bắt đầu thu dây thừng. Thuyền này là mở đi nơi nào? Trần Phi nghe vậy trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói. Vùng duyên hải, thẩm quyến. Vóc người to con nam tử cũng không để ý tới Trần Phi do dự. Như trước mặt không thay đổi mở miệng nói, sau đó xoay người về tới bên trong khoang thuyền. Rất hiển nhiên, hắn sở nhận được mệnh lệnh chỉ là tới đón người, đến mức đối phương có đi lên hay không, vậy thì cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Thẩm quyến sao? Trần Phi nghe vậy trong con ngươi xẹt qua một tia tinh mang, sau đó chậm rãi đi lên chiến thuyền rách nát thuyền nhỏ. Một lát sau, ô ô nặng nề thanh thuyền thanh lại một lần nữa vang lên, mà rách nát thuyền nhỏ đã dần dần ẩn vào hắc ám. Sẽ ở đó thuyền nhỏ rời đi có chừng 1-2 phút sau, cách đó không xa một tòa rách nát phứt đi phòng ốc nội, có hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn thuyền nhỏ chạy tới phương hướng lặng lẽ không nói gì. Mảnh rẻ ca, chúng ta tự thật như vậy thả bọn họ đi. Một người trong đó do dự nửa ngày, vẫn là không nhịn được phát sinh. Hắn chân thực không rõ phó hội trưởng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, rõ ràng đối phương hiện tại đã đối với bọn họ sinh ra ác cảm, vì sao còn muốn thả hổ về rừng. Trực tiếp diệt trừ không phải là tốt hơn sao? Nếu không ni, trước không nói phía trên thuyền người nọ, chính là tiểu tử kia thực lực, người lẽ nào không có nghe nói? Ngay cả vẻn vẹn chỉ kém nửa bước, là có thể bước vào A cấp dị năng giả hàng mã ra mã thế hào,
đều ở đây trong tay hắn không chống nổi hai ba chiêu, người nghĩ chỉ người cái này nhào đường phố tài nghệ đi tới, muốn mấy cái mới đủ đối phương nóng người. Tên còn lại không thể đưa không cười cười, xoay người vẻ mặt tươi cười ly khai đi nữa, đừng xem, đi thôi. Người hẳn là may mắn mặt trên không cho chúng ta loạn hạ mệnh lệnh, bằng không, ta cũng không muốn bị ném tới hải lý làm mồi cho cá. Trần Phi chỉ cảm thấy lúc này đây đến Hương Cảng Lữ Trình giống như nằm mơ, vốn là không gì sánh được tràn đầy ước mơ, có thể hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái muộn côn. Được rồi, ta thừa nhận hay là hắn bản thân tìm đường chết chiếm đa số. Tục ngữ nói, không làm chết sẽ không phải chết. Rõ ràng đối phương vốn là đối với hắn không có ác ý gì, nhiều lắm chính là hảo tâm làm chuyện xấu một thanh, hắn lại bản thân phải đã qua trong hố nhảy, vào chỗ chết để tâm vào chuyện vụn vặt, không có biện pháp, cũng chỉ có thể đáng đời hắn không may, ngồi tiểu phá thuyền nhập cư trái phép hồi đại lục. Bất quá Đồng Văn Thành làm việc tài nghệ hay là muốn so với Trần Phi trong dự đoán cao một chút. Xem hắn ban đêm từ Hương Cảng nhập cư trái phép hồi đại lục thẩm quyến sau, cũng sẽ không đến gần 10 phút. Tự lại có những người khác tới đón hắn, nhưng lại cho hắn cầm tới từ thẩm quyến bay trở về cùng Châu Thị Khoang hạng nhất vé máy bay. Rất hiển nhiên, Trần Phi mặc dù đang Hương Cảng cùng chợ đêm giang lên, có thể bọn họ coi như là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lấy thúng úp voi đến đại lục đến. Dù sao, đại lục thế nhưng ta giang địa bàn, cái gì yêu ma quỷ quái đều chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dựa bên. Chớ nói chi là chuyện này còn là đường đường tỉnh Giang Nam Thịnh Hội thành thị cùng Châu Thị một tay tự mình xin nhờ. Tự nhiên cách xa nhau theo trời Nam Biển Bắc, cũng vẫn sẽ có người nguyện ý bán hắn mặt mũi này. Những thứ khác cô không nói đến, liền nói Đồng Văn Tài năm ấy chừng 50 tuổi cũng đã ngồi trên đường tỉnh lỵ thành thị người đứng đầu vị trí, tương lai chỉ cần là hắn không bản thân tìm đường chết, phỏng chừng tối thiểu cũng có thể trộn đến cái quyền to vị trí. Nếu lợi hại hơn nữa một ít, bị điều nhập kinh thành cũng không phải là không thể. Vì vậy thử hỏi như vậy một cái tiền đồ vô lượng chính đàn tân tinh. Có ai không muốn sớm giao hảo ni? Hiển nhiên đáp án là khẳng định ai cũng nguyện ý. Đến mức chợ đêm, người nhiều bước nữa còn có thể đến đại lục đến nhảy nhót. Còn là tỉnh tỉnh đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngày kế sớm 10 giờ, Trần Phi thư thư phục phục đang vì hắn an bài tửu điếm cấp 5 sao trong nói một đêm sau, thần thanh khí sảng leo lên từ thẩm quyến lái hướng cùng Châu Thị phi cơ chuyến khoang hạng nhất. Rộng chỗ ngồi có thể làm cho hắn hưởng thụ được không gian thư thích cảm. Cách đó không xa còn có thân hình thon thả, vẻ mặt mỉm cười tiếp viên hàng không tùy thời chuẩn bị cung cấp vô vi bất trí chất lượng tốt phục vụ. Sốt cục phải đi về. Lúc này đây sau khi trở về ta nhất định phải gia tăng tu luyện, nếu là trước ta có thể có luyện khí tứ trọng tu vi, còn có thể chật vật như vậy mà chạy ly khai. Bất quá Trần Phi lại không có để ý chu vi đây hết thảy, mà là theo thói quen thoáng giảm thấp xuống một ít vành nón, nhìn cơ ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhẹ giọng nỉ non. Không sai. Hắn thấy, sở dĩ lúc này đây chật vật như vậy thoát đi Hương Cảng, lớn nhất duyên cớ cũng là bởi vì tu vi của hắn thực lực thiếu, cũng chỉ có luyện khí tam trọng đỉnh. Nếu là tu vi của hắn thực lực đã đi đến luyện khí bốn nặng, còn dùng trốn sao? Đáp án đương nhiên là không cần. Tuyệt đối không cần. Phải biết rằng luyện khí tam trọng đỉnh đến luyện khí tứ trọng cái này khảm, làm luyện khí cảnh giới sơ trung kỳ danh giới, nếu là có thể đột phá. Hoàn toàn chính là chất biến hóa, giống như là lột xác. Mặc dù là chống lại tiên thiên cường giả cũng sẽ không hư, dĩ nhiên là càng không thể nào nói cái gì chật vật mà chạy. Cho nên nói Trần Phi lúc này trong lòng là nín một tức giận, muốn đem trận này tự tìm trở về. Dù sao hắn thế nhưng chính mình vị kia tu chân cao nhân truyền thừa siêu cấp người may mắn, nếu là liên điểm ấy tiểu tràng diện đều ứng phó không được, chẳng phải là quá mất mặt. Đúng lúc này. Từ sân bay ngoài cửa lại vào được hai ba người, vây quanh một vị mập có hai tầng cằm, tuổi chừng ở 40-50 tuổi Tây Trang lão giả, có vẻ tương đương tinh xảo, nghiễm nhiên một bộ xã hội thượng lưu phái đoàn, làm cho không dám khinh thường. Chỉ là lão giả kia thoạt nhìn lại làm cho người có chút không thích, một đôi mắt túi rất lớn mắt thật cao treo, không ai bì nổi hình dạng, phảng phất thập phần kiêu ngạo, không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Sau đó chỉ thấy kỳ tiến nhập khoang hạng nhất sau. Biểu tình có chút ghét bỏ quét một vòng Trần Phi chờ những khách nhân khác liếc mắt, theo sát mà làm ánh mắt của hắn rơi xuống hàng trước nhất thời gian, chợt sáng ngời, xấu xí hai mắt nhanh chóng xẹt qua một tia uế quang thải, đi nhanh đi ra phía trước, tươi cười nói thân ái Cố tiểu thư, không nghĩ tới trùng hợp như vậy chúng ta lại gặp mặt. Xem ra thực sự là lão thiên cho chúng ta duyên phận. Lạc tiên sinh, xin chào.
Nghe làm cho cau mày, thanh âm hạ xuống một hồi, một đạo nhượng Trần Phi có chút thanh âm quen thuộc theo vang lên, làm hắn nao nao. Đây là... Theo bản năng, Trần Phi theo thanh âm đầu nguồn hướng khoang hạng nhất hàng trước nhất nhìn lại, chỉ thấy tại nơi khoang hạng nhất đệ ngũ hàng thứ 6 vị trí, bất ngờ đang ngồi hai vị nữ tính. Trong đó một vị chính là ban đầu ở cùng Châu Thị Sa Loan hội sở đảm nhiệm Trần Phi bạn gái quốc nội tân tấn điện ảnh và truyền hình nữ minh tinh Cố Phi Song. Hắn hôm nay mặc quần áo hết sức bình thường, cũng liền một món áo sơ mi trắng, màu đen bút máy khố, cộng thêm một đôi hắc sắc liễu giày đi mưa, nhưng cả người lại có vẻ thập phần nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang, hơn nữa giống như là vì che giấu tai mắt người bằng gam mũ, một đầu phiêu giật mái tóc, càng làm cho người nghĩ trước mắt sáng ngời, không tự chủ bị cái loại này khí chất hấp dẫn, trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Đến mức mặt khác vị nào nữ tính tự có vẻ hơi có chút bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể Cố Phi Song người đại diện đi. Thân ái Cố tiểu thư, không biết ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua ta sẽ đối với ngươi ca ngợi sao? Nếu không ta đã kết hôn rồi, thật muốn cho ngươi trở thành ta hôn lễ nữ nhân vật chính. Đúng lúc này, làm cho ghét bỏ thanh âm lại một lần nữa vang lên, khiến Trần Phi nhịn không được có chút nhíu. Lão già này, có ý tứ. Cảm ơn ngươi khích lệ, Lạc tiên sinh. Cố Phi Song nghe vậy đôi mắt đẹp rõ ràng đi ngang qua một tia chán ghét, cũng không biết có phải là hay không bởi vì cố kỵ cái gì, miễn cưỡng cười nói. Thấy tình cảnh này, ở đây không ít khoang hạng nhất khách nhân đều cảm giác như là nuốt một con ruồi vậy khó chịu. Tuy nói Cố Phi Song hôm nay nhân khí xa xa chưa tới mọi người đều biết mức, thế nhưng, như vậy một vị khí chất phi phàm đại mỹ nhân, lại đang bị như vậy một người có song cằm, bụng bia, khuôn mặt tương đương làm cho ác tâm lão gia này đùa giỡn. Cái này gọi chuyện gì? Chỉ ngươi bộ dáng này, còn muốn con cóc ăn thịt thiên Nga. Thật quá mụ không biết xấu hổ. Thân ái Cố tiểu thư, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng đây chính là ta trong lòng nói, dù sao ngươi thực sự quá đẹp. Không biết xuống phi cơ sau, ta lạc người nào đó có hay không cái này vinh hạnh mời Cố tiểu thư ngươi ăn cơm tối. Ta nghĩ ta sẽ phi thường cam tâm tình nguyện vào lúc đó cùng Cố tiểu thư đàm đại nói chuyện tình. Được xưng là Lạc tiên sinh lão già kia hướng về ngồi ở Cố Phi Song bên cạnh người đại diện sử một cái ánh mắt, sau đó cặp kia đắm đuối hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Phi Song cao vót rất tròn, ý có điều chỉ nói. Lạc tổng, ta vị trí này ánh dương quang có chút chói mắt, ta không quá quen, nếu là ngươi, không ngại, chúng ta đổi chỗ ngồi thế nào. Người đại diện nhìn thấy Lạc tiên sinh cho ánh mắt trước ngẩn ra, sau đó cư nhiên có thể không chút do dự đem Cố Phi Song bán đi, đứng dậy chuẩn bị nhường chỗ. Lý tỷ ngươi, Cố Phi Song không nghĩ tới làm vì mình người đại diện, đối phương không giúp hắn nói coi như, lại còn như vậy không chút do dự đem hắn bán đi, nhất thời chân mày to vừa nhíu, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra lau một cái vẻ giận dữ. Ha ha ha, thân ái Cố tiểu thư, tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua một cái khoái trá lữ trình. Lạc tiên sinh hướng về quản lý người đệ đi một cái ngươi làm tốt, tốt ánh mắt, sau đó cười lớn chuẩn bị ở Cố Phi Song chỗ bên cạnh ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, Cố Phi Song lại nhịn không được mở miệng nói Lạc tiên sinh thực sự là thích nói giỡn. Ta còn là quen cùng Lý tỷ ngồi chung một chỗ, tuy nói ở hắn cái vòng kia, hắn đã nhất định phải quen các loại hình thức quấy rầy, nhưng lúc này hắn còn là hơi có chút không nén được tức giận, phương thức nói chuyện có vẻ có chút trực tiếp. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Cố Phi Song rõ ràng cự tuyệt, Lạc tiên sinh rốt cục có chút sắc mặt trầm xuống, không là rất hài lòng mở miệng nói Cố tiểu thư. Tuy rằng ngươi hôm nay quả thực có chút danh tiếng, có chút nổi tiếng, nhưng là không cần như vậy đùa giỡn đại biển hiệu đi. Lẽ nào đã cho ta Lạc Thiên Kỳ thân phận, còn chưa đủ tư cách mời ngươi ăn một bữa cơm, ngồi liền nhau chỗ ngồi. Còn có, ngươi đừng quên, chúng ta chân ngã quần áo thể thao sức mời ngươi làm người phát ngôn chuyện mà, còn không chữ màu đen giấy trắng đích thực chính định ra đến. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta Lạc Thiên Kỳ một câu nói, là có thể làm cho gãy người phát ngôn chuyện tình. Ngay tức khắc thay đổi người. Lúc này Lạc Thiên Kỳ tự nhiên có vẻ cực kỳ không ai bì nổi, cho rằng nắm giữ đối phương sinh tử mạng môn, đại quyền sanh sát, một bộ ăn chắc bộ dáng của nàng. Dĩ nhiên, sự thực cũng là như vậy, dù sao lấy Cố Phi Song bây giờ nhân khí mà nói, nhiều nhất, cũng chỉ có thể xem như là cái tam lưu tiểu minh tinh. Mà đối với ở vào loại tầng thứ này vòng giải trí tấm ảnh nhỏ tinh, tiểu minh tinh mà nói, một phần người phát ngôn hợp đồng đại biểu giá trị thực sự rất khó để cho bọn họ chống cự. Bởi vì, này không chỉ có thể cho mình, công ty mang đến cách xù thu nhập, càng trọng yếu là, cho hấp thụ ánh sáng suất,
tăng nổi tiếng. Đối với sinh động ở điện ảnh và truyền hình vòng giải trí đông đảo rõ ràng mà nói, cho hấp thụ ánh sáng suất, tăng nổi tiếng không thể nghi ngờ là mục tiêu cuối cùng, giống như là bọn họ chức nghiệp sinh mệnh. Mà chính là bởi vì nhận rõ ràng điểm này, Lạc Thiên Kỳ mới không gì sánh được xác định đối phương không có khả năng cự tuyệt to lớn như vậy mê hoặc. Dù sao Cố Phi Song cũng không phải hắn người thứ nhất hạ thủ tam lưu tiểu minh tinh, dĩ vãng mỗi khi hắn dùng ra tương tự như vậy thủ đoạn lúc, đều mọi việc đều thuận lợi, này các mỹ nữ đều chủ động đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Xin lỗi, Lạc tiên sinh, ta nghĩ ta khả năng không có biện pháp cùng ngươi nói nữa. Ngay tại lúc Lạc Thiên Kỳ tự nhận là đã nắm chắc phần thắng, đối phương không có khả năng chạy ra ma chảo của hắn lúc, Cố Phi Song bình bình đạm đạm một câu nói, lại làm cho hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Lạc Thiên Kỳ tự nhiên không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật có thể đủ cự tuyệt hắn, buông tha như vậy to lớn danh lợi mê hoặc. Điều này làm cho hắn có dũng khí bị vũ nhục cảm giác, khoang hãng nhất nội địa phương khác xì xào bàn tán cùng với này khinh bỉ ánh mắt của hắn, đều như kim đâm ở trên mặt hắn, rất đau. Cố Phi Song, ta cho ngươi biết, cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sau một khắc, hắn trực tiếp thẹn quá thành giận, chỉ vào Cố Phi Song mũi mắng. Phi Song a, ngươi cũng không phải này mới xuất đạo 2-3 ngày người mới đi. Giống như Lạc Tổng yêu cầu như vậy không phải là lại bình thường bất quá sao. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, cũng liền cả đêm, mà cái này sở đổi lấy tới thu hoạch cũng một phần cao tới 7 vị tính người phát ngôn hợp đồng. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Phi Song, đừng nhâm tính, người vậy cũng biết Lạc tiên sinh có thật nhiều điện ảnh vòng bằng hữu đi. Một khi là tổng nếu có thể đem ngươi đề cử cho bọn hắn, cái này ý vị như thế nào không cần ta nhiều lời đi. Thế mà được xưng là Lý tỷ quản lý người không giúp Cố Phi Song coi như, lại còn muốn như vậy bỏ đá xuống giếng, tận tình khuyên bảo, điều này làm cho mọi người tại đây trố mắt đồng thời, trong lòng cũng không khỏi có chút bi ai. Lẽ nào? Đây mới thật sự là điện ảnh và truyền hình vòng giải trí. Trên TV này ngăn nắp xinh đẹp nữ minh tinh, đều là như thế này tới được sao? Lạc Thiên Kỳ trong miệng chân ngã phục sức, chính là Tây Bộ vùng Duyên Hải một nhà quốc nội tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn công ty kỳ hạ mới hưu nhàn sản phẩm, dĩ kỳ kề sát mới, giác trục thiết kế, buông ra chân ngã ý nghĩa chính khái niệm, thâm thụ 20-30 tuổi thanh niên một đời truy phủng cùng yêu thích. Ngắn vài năm cấp tốc trở thành trong ngoài nước mới quần áo thường sức nổi danh nhãn hiệu một trong. Tuy rằng giác quốc gia nội mấy cái cao nhất giờ mới nhãn hiệu còn là yếu đi một ít, nhưng là thực sự thập phần không tệ, thị giá chỉ ít nói cũng có vài tỷ, lực ảnh hưởng thập phần đại, kỳ đại nói hợp đồng tự nhiên cũng thâm thụ điện ảnh và truyền hình vòng giải trí đại tiểu minh tinh yêu ái, được khen là hương mô mô cũng đều hoàn toàn không quá đáng. Mà lần này, chân ngã phục sức vì đẩy rời đi một bộ mới dẫy đồ thể thao, chuẩn bị phóng xuất 3/7 vị tính 2 năm điện ảnh và truyền hình giải trí minh tinh đại nói hợp đồng, vi kỳ tạo thế. Trong đó có một phần là chuẩn bị Cố Phi Song, bởi vì nàng chuẩn bị nhận chụp mới làm trò, vai trò cái này nữ nhân vật chính hình tượng tự cùng bọn chúng mới dẫy đồ thể thao thập phần phù hợp, có thể hình thành một bộ tương đối hoàn thiện tuyên truyền hình thức, trông vào quảng cáo. Dĩ nhiên, bọn họ sở dĩ nguyện ý cho Cố Phi Song cái này danh điều chưa biết tam lưu tấm ảnh nhỏ tinh. Một phần ký tên phí cao tới 7 vị tính đại hợp cùng, ngoại trừ kể trên nguyên do ở ngoài, còn có một người. Đó chính là Cố Phi Song gần nhận chụp mới làm trò, chính là hoa nhìn truyền thông hạ rất nặng tâm tư làm ra, bị rất nhiều kẻ có tiền cùng người đầu tư chăm sóc, bọn họ chân ngã phục sức cũng giống như vậy, vì vậy tự nhiên cũng liền thuận lợi đẩy thuyền, cũng là tiểu làm một thanh đầu tư. Nhưng còn bây giờ thì sao, đối phương lại mượn cơ hội này áp chế Cố Phi Song làm ra nào đó bẩn thỉu thỏa hiệp. Cái này chân thực làm cho rất không răng. Lý tỷ, tuy rằng ngươi là của ta người đại diện, nhưng cũng không có quyền lợi yêu cầu ta làm loại sự tình này đi. Ngươi nếu như thế thích, tự bản thân đi làm, dựa vào cái gì kéo ta hạ thủy. Thế mà đối mặt như vậy đê tiện vô sỉ uy hát yêu ta, Cố Phi Song nhưng cũng còn là nghĩ rất mở, không chút do dự cự tuyệt. Hợp đồng không có, có thể tranh nữa lấy, tiền không có, cũng có thể lại kiếm, nhưng nếu là liên đầu đều thấp đi xuống. Ra mặt cũng không có, sống còn có ý gì. Làm người khác khôi lỗi sao, hắn Cố Phi Song cũng không muốn như thế biệt khuất sống. Ngươi, thực sự là không biết tốt xấu. Cố Phi Song, đừng quên ngươi cùng công ty là có ký kết hợp đồng, nếu là bởi vì ngươi không phối hợp, mà dẫn đến nguyên bản có thể tới tay hợp đồng thủ tiêu, ngươi là muốn phụ trách.
Lý tỷ gặp Cố Phi xong cư nhiên như thế không hơn đường, nhất thời tức giận đến cả người đều đang run rẩy, dùng tay chỉ Cố Phi xong mũi mắng, ngôn từ hết sức không khách khí. Thế nhưng ngươi loại yêu cầu vô lý này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta và công ty ký kết hợp đồng giới hạn. Gặp đối phương nhắc tới bản thân cùng công ty ký kết hợp đồng, Cố Phi xong rốt cục nhịn không được thân thể mềm mại hơi run một chút, nhưng vẫn là cường chống đỡ theo không thỏa hiệp nói. Vô lý yêu cầu, Phi xong lẽ nào ngươi như thế ngây thơ sao? Lẽ nào ngươi cho rằng phá hủy chuyện của công ty sẽ đơn giản bỏ qua cho ngươi sao? Chỉ ngươi loại này vừa mới bắt đầu có chút danh khí tam lưu tấm ảnh nhỏ tinh, đều đừng nói công ty cao tầng ra ngựa, sợ rằng tùy tùy tiện tiện một cái tư lịch lão giờ người đại diện ra ngựa, đều có thể đủ đem ngươi ấn xuống phía dưới. Nghe tỷ một câu nói khuyên, thật chẳng lẽ đến tai cũng bị phong giết mức, ngươi mới biết được hối hận không? Lý tỷ rõ ràng nhìn ra Cố Phi xong trong lòng hốt hoảng, tận tình khuyên bảo. Phong giết, ta, lúc này đây Cố Phi xong nghe vậy rốt cục sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nói không ra lời. Phong giết, đối với hắn loại này tam lưu tấm ảnh nhỏ tinh mà nói, sợ rằng đã là đáng sợ nhất từ ngữ, không có một trong. Cố tiểu thư, tuy rằng ta cũng không muốn làm cái loại này là thủ tồi hoa chuyện tình. Thế nhưng, nếu có người không nói ta Lạc Thiên Kỳ để vào mắt, vậy cũng chớ trách ta dở mặt vô tình. Lạc Thiên Kỳ nhìn thấy lúc này đây, cũng không nhịn được nội tâm bốc lên cuồng thiếu vài tiếng, híp mắt, vẻ mặt xấu xí tham dự đúng Cố Phi xong vây công. Hắn thấy, không có khả năng có người nào tấm ảnh nhỏ tinh nguyện ý chống lại đến cùng, tiếp thu phong giết. Ha ha, dĩ vãng hắn nhìn thấy như vậy quật cường tân nhân còn thiếu sao. Có thể đến cuối cùng còn chưa phải là ngoan ngoãn nhâm mệnh lên giường của hắn, tùy ý hắn vuốt ve, xâm phạm, vì vậy hắn tự nhiên không tin Cố Phi xong loại này chính là tam lưu tấm ảnh nhỏ tinh có thể ngoại lệ. Đem ngươi để vào mắt, cũng không cầm cái gương chiếu mình một cái là vật gì. Ta tự không coi ngươi ra gì, ngươi muốn thế nào. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng trào phúng thanh bỗng nhiên vang lên, khiến Lạc Thiên Kỳ trên mặt nguyên bản không ai bì nổi dáng tươi cười, trong nháy mắt đem ở trên mặt, sau đó cấp tốc chuyển hóa thành nồng nặc lửa giận. Ngươi nói cái gì, ngươi nếu là có bản lĩnh, tự cho ta Lạc Thiên Kỳ nói lại lần nữa xem. Hắn không gì sánh được cừu thị nhìn chằm chằm Trần Phi, xấu xí hai mắt bộc phát ra hàn ý. Nói đùa. Hắn Lạc Thiên Kỳ thân phận gì? Đây chính là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy đích thực ta phục sức cổ đông một trong, tuy rằng không phải là trước ba vị, nhưng là tuyệt đối là quốc nội 90% dân chúng đều phải ngưỡng mộ tồn tại, thân phận không gì sánh được tôn quý, trình tự không giống bình thường. Có thể hắn bây giờ lại bị chính là một người đi đường, một cái đội mũ cũng thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người giễu cợt, nhưng lại vừa vặn bị hắn quấy rối đến mình chuyện tốt. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nuốt được dưới cái này miệng ác khí. Ngươi là, Phi ca, thật là ngươi. Đột nhiên nhìn thấy một thước tám cao to quen thuộc hình thể, còn có từng để cho mình trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn thanh âm quen thuộc, Cố Phi xong không dám tin ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận Trần Phi trong suốt và lại tràn đầy nụ cười hai mắt, thoáng cái nhịn không được kích động. Sau một khắc, chỉ thấy Kỳ ngay tức khắc từ chỗ ngồi đứng lên, chạy đến Trần Phi bên cạnh ôm lấy cánh tay của hắn. Ôm chặt, thế nào cũng không buông ra. Hình như chỉ có như vậy, mới có thể tại đây không gì sánh được bẩn thỉu một màn dưới cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn vậy. Cố tiểu thư, thực sự là đã lâu không gặp, cảm thụ được xông vào mũi mê người thơm, còn có tóc dài phiêu giật, non mềm da thịt, trắng nõn tế nị tay nhỏ bé mang theo làm lòng người say xúc cảm, Trần Phi cũng không khỏi có chút hơi thất thần, nội tâm hiện ra lau một cái rung động. Buông tay, đuổi mau buông tay. Phi xong, ngươi đang làm gì? Đừng quên ngươi thế nhưng nhân vật công chúng, một màn này nếu như bị ký giả chụp đến, truyền tới. Ngươi còn có nghĩ là tiếp tục ở điện ảnh và truyền hình vòng sinh tồn được. Lý tỷ gặp Cố Phi xong cư nhiên như thế không biết đúng mực, cư nhiên ở trước mặt mọi người trên lầu một cái thiểu niên cánh tay, đây coi là cái gì? Nam nữ trao nhận không rõ không biết sao, chớ nói chi là đây là ở công chúng trường hợp, nếu là bị người xếp hàng truyền đi. Vậy thực sự xảy ra chuyện lớn. Chỉ là hắn nhưng không nghĩ muốn, tuy rằng Cố Phi xong kích động đến ở trước mặt mọi người, ôm Trần Phi cánh tay, là có chút xung động. Nhưng hắn trước cùng Lạc Thiên Kỳ kẻ sướng người họa, yêu cầu quy tắc ngầm, thời gian, làm sao thường không phải là cả gan làm loạn, to gan lớn mật. Vì vậy, rõ ràng là vấn đề của mình, lại hết lần này tới lần khác muốn đem nổi áp đặt đến những người khác trên đầu. Ngươi thật đúng là đừng nói.
cái này song trọng tiêu chuẩn đùa rất chuẩn mất, không hổ là dựa vào cái này ăn cơm. Mà đối với loại này tự cho là đúng người ni, Trần Phi đương nhiên sẽ không khách khí, liếc mắt nhìn lạnh lùng quét hắn liếc mắt, khinh thường nói ngươi coi là vật gì vậy, dài xấu như vậy. Ta và Phi song nói, có ngươi ở đây xen mồm phần. Ngươi coi là vật gì vậy, dài xấu như vậy. Vừa nghe đến Trần Phi quen thuộc mồm mép công phu, Cố Phi song nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười, trong lòng vốn là cảm giác đè nén cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Phốc suy, người này có điểm chuồn mất a. Ngươi thật đúng là đừng nói, cô đó lớn lên là rất xấu, cùng nữ minh tinh so với, kém xa. Ai kêu hắn người đại diện làm trò cùng tú bà tử tựa như, ngay cả ta đều nhìn không được, Phi, vật gì vậy? Máy bay tạm thời còn không có cất cánh, khoang hạng nhất những khách nhân kia nhìn thấy trước vậy có một ít ác tâm người một màn, tự nhiên trong lòng mỗi một người đều có chút không lớn thoải mái, Phi, vật gì vậy, thật cho là có vạch trần tiền là cùng. Nếu không xem chưa lưỡng bảo tiêu lớn lên rất tráng, ca sớm kén tay áo lên. Ngạch, khụ khụ. Ngươi nói cái gì? Lý tỷ nghe được Trần Phi như vậy có lực sát thương chính là lời nói, nhất thời một trương tròn vo béo mặt bị kích thích đỏ lên, vẻ mặt nhục nhã, nhảy dựng lên chỉ vào Trần Phi mũi mắng to thanh niên nhân. Ta cho ngươi biết, ngươi phải cho ngươi vừa rồi vũ nhục ta ngôn từ xin lỗi, nếu không, chúng ta chờ nhìn. Còn có, Cố Phi song là công ty chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân, phải nghe mệnh lệnh của ta. Tiểu tử thối, ngươi cũng biết ta Lạc Thiên Kỳ là thân phận gì. Lập tức nói xin lỗi ta, nếu không, ngươi có tin ta hay không cho ngươi đi không ra cùng châu thị sân bay. Lạc Thiên Kỳ cũng là một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt chửi ầm lên, chỉ vào Trần Phi không nể mặt nói. Nói đùa, hắn Lạc Thiên Kỳ thân phận gì? Hắn thế nhưng chân ngã phục sức cổ đông, hàng tỷ phú hào, khi nào đã bị quá như vậy vũ nhục, tự nhiên không cách nào tiếp thu. Nhắm lại cái miệng thối của ngươi đi, có miệng thối, thực sự. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là chán ghét vậy nắm lỗ mũi lấy tay quạt phiến, thật giống như Lạc Thiên Kỳ thật có miệng thối vậy, tức giận người sau mũi đều sai lệch, đầu ứa ra yên, nhìn không được một cái tát dựa theo Trần Phi mặt phiến đi. Nhìn giá thế kia, còn giống như dùng rất lớn lực. Phi ca, cẩn thận, Cố Phi song thấy thế nhìn không được vẻ mặt kinh hoàng, phát sinh kinh hô. Lão già này thế nào còn đánh người a, có phải là thật hay không cho rằng? Oanh! Này phản ứng mau cái khác hành khách, thậm chí ngay cả khoang hạng nhất nội tiếp viên hàng không đều oán giận lên, đều lên tiếng phê phán, hy vọng quát bảo ngưng lại ở đối phương loại này hung ác. Có thể là bọn hắn nói cũng còn nói xong, lại mạnh bên tai vang lên một đạo trầm muộn đạp tiếng chân, ngay sau đó một đám mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn Trần Phi một cước hung hăng đá vào Lạc Thiên Kỳ văn thơ đối ngẫu trên. Người sau trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài, hung hăng đánh vào cabin bích trên. Thấy mọi người tại đây đó là một cái há hốc mồm, một cái dại ra. Ta dựa vào. Mạnh như vậy. Mập heo ít nói, ít nhất, cũng có 200 cân, đã bị như thế một cước trực tiếp cho đạp bay. Mọi người tại đây sửng sốt nửa ngày. Ngay sau đó đã nhìn thấy Trần Phi như không có chuyện gì xảy ra trục sợ bản thân trên quần bụi, như là rất ghét bỏ vậy, hướng về ngã xuống đất không lên nổi, chính thống khổ kêu rên Lạc Thiên Kỳ khinh thường nói ta là. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Chỉ ngươi loại này đầu heo heo não cũng muốn phiến tai ta quang, có đúng hay không? Bình thường phim hoạt hình thấy nhiều rồi, thật cho là mình người nhẹ như yến, thần tượng là phi thiên tiểu nữ cảnh. Nói xong, lại thấy hắn làm ra vẻ vòng quanh đối phương dạo qua một vòng, cuối cùng vuốt cằm như rất sâu chìm suy nghĩ ban ngày, sau cùng chen làm ra một bộ ánh mắt đồng tình, nhìn đối phương, thở dài nói ai, nhìn ngươi bộ dáng này cũng là thật đáng thương. Bất quá chỉ ngươi thông minh này, một cước này còn là ai không oan a? Phốc, ta vãi mọi người trong nháy mắt cười khóc. Nhìn ngươi bộ dáng này thật đáng thương. Là thật đáng thương, ha 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 hắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.